Trưng 1087, điên cuồng. anh, Theo trên bầu trời phó trang chủ thân thể bạo làm huyết vụ. Lớn như vậy cái hắc độc sân trang, từ phó trang chủ, cho tới đệ tử, kể hết đã chết. Chết. Xa xa, thanh lân chừng to mắt, nhìn xem phó trang chủ trên bầu trời hóa thành huyết vụ. Người này, có đủ biến thái. Thanh lân ánh mắt, nhìn về phía tiêu giật. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn, rồi đột nhiên biến đổi. Tiêu giật, ngươi không sao chứ. Lúc này tiêu giật chấm dứt chiến đấu, trên người khí thế cũng không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng tăng vọt. nhưng hiển nhiên, tiêu giật tựa hồ chịu không nổi cố này không ngừng tăng vọt khí thế, sắc mặt dị thường thống khổ. a à, tiêu giật nguyên bản tuấn tú tu khuôn mặt, dần dần bắt đầu vặn mèo, thống khổ gào thét, tại trong miệng hắn không ngừng phun ra. Ca, ca, ca một đôi hữu lực nắm tay, nắm có ken ken rung động. tiêu giật người thanh lân kinh hô một tiếng, đừng tới đây tiêu giật quát lên một tiếng lớn ở nơi này âm thanh hét to tràn ngập tất cả sơn trang huyết sắc trong lúc đó hướng hắn cuốn tới một cỗ sắt ý trong chớp mắt bao phủ hắn thân hình sắt ý không chỉ không co tiêu tán ngược lại hướng trong cơ thể hắn dũng mánh lao tới chuyện gì xảy ra tiêu giật quan trọng hơn nha trên người cỗ này không hiểu đau nhức kịch liệt làm cho khó có thể thừa nhận những cái kia huyết sắc va chạm làm cho hắn phản phất toàn thân mệt dã rời hàn băng tam trường đệ nhị trưởng ngập trời đây là hắn lần thứ hai sử dụng lần đầu tiên sử dụng là đúng giao tu la điện phi nguyệt thành phận điện vị kia đệ nhất tổng chấp sự có thể khi đó hắn sở đánh chết tất cả võ giả huyết khí tại kể hết ngưng tụ dùng cho đánh chết người này sau đó toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn cuối cùng cũng tiêu tán không còn mà bây giờ tất cả sơn trang võ giả huyết khí cũng là bị kể hết ngưng tụ dùng cho đánh chết phó trang chủ có thể phó trang chủ sau khi chết những cái này huyết khí bao gồm hiện tại đã chết phó trang chủ huyết khí không chỉ không co tiêu tán ngược lại hướng trong cơ thể hắn vọt tới võ giả huyết khí chính là ẩn chứa võ giả một thân lực lượng trọng yếu tồn tại nhất đồng thời võ giả huyết khí mang theo bản thân võ giả khí tức này lấy ngàn mà tính võ giả huyết khí chính là lấy ngàn mà tính đạo khí tức vô số huyết khí hướng trong cơ thể hắn dũng manh vào cũng cung cấp vô số bất đồng khí tức hướng trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi chính là bởi vậy mới khiến cho hắn hiện tại vô cùng thống khổ đồng thời trong cơ thể phản phất có một cố kịch liệt hấp lực đang không ngừng hấp thu đây hết thảy Cỗ này hấp lực dị thường trống rỗng chính là cỗ này hấp lực mới khiến cho lúc trước hắn toàn thân khí thế không ngừng tăng vọt dừng lại cho ta tiêu giật quát lên một tiếng lớn một quyền đánh ra ý định cưỡng ép đánh tan những cái này huyết khí nhiều như vậy mang theo mặt trái tâm tình khí tức như kể hết tiến nhập trong cơ thể hắn hội đem thân thể của hắn quay đến rối loạn mà trọng yếu nhất là sớm lúc trước Hắn đã biết hiểu loại này lợi dụng huyết khí thủ đoạn hội cực dễ dàng để cho võ giả sản sinh tâm ma. Như lại không dừng lại, khí thế không ngừng tăng vọt, về sau sản sinh tâm ma, sợ là sẽ phải triệt để để cho hắn chạy bại. Hiện tại hắn, thậm chí không còn kịp suy tư nữa vì sao đệ nhị trưởng ngập trời uy lực hội bỗng nhiên bạo tăng, bỗng nhiên miêu sát phó trang chủ. Hắn chỉ tới kịp cố thủ tâm thần, tránh tâm thần tại một ít huyết khí va chạm hạ xuất hiện tổn thương. Ổn định. Tiêu giật tâm tiên khẽ quát một tiếng. Đầy trời huyết sắc không ngừng hướng trong cơ thể hắn vọt tới một cỗ mặt trái khí tức khoảnh khắc tràn ngập đầu góc hắn từng sợi sắc ý bao trùm hắn tất cả tâm thần làm gì được hắn kiếm tâm chắc chắn ngập chơi sắc ý cũng không có thể ăn mòn tâm thần hắn nửa ngày tiêu giật nhẹ thở ra một hơi hô chỉ cần có thể tạm thời ổn định tâm thần tiêu giật tâm tiên như vậy nghĩ đến lại không phát hiện trong cơ thể khí huyết như cũ đang không ngừng trôi qua khi hắn phát hiện sắc mặt đã rồi đột nhiên đại biến ngập trời huyết sắc tiến nhập trong cơ thể hắn, dần dần tự thành luồng khí xoáy, theo sau khi ngưng tụ. Mà trong cơ thể hắn khí huyết, đang một tia chạy xuôi mà ra. Mặc dù đối với so với kia ngập trời huyết sắc, chính mình một tia khí huyết cũng không có bao nhiêu. Nhưng chỉ có này một tia khí huyết dung nhập, rồi mới làm cho những cái này ngập trời huyết sắc không ngừng bạo tẩu, không ngừng tàn sát bừa bãi. Là vì ta khí huyết. Tiêu giật hai mắt nhíu lại. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, trong cơ thể huyết sắc bạo tẩu, làm cho trong đầu mặt trái khí tức, cùng với tâm thần bên trong sắc ý, khoảnh khắc tăng vọt đến cực điểm. Ta tiêu giật sắc mặt đại biến. Nguyên bản cố thủ tâm thần, trong chớp mắt thất thủ. A à, tiêu giật kêu đau một tiếng. Tiêu giật, ngươi thanh lân một cái lắc mình, hăng hái mà đến. Tiêu giật, ngươi không sao chứ, cũng đừng làm ta sợ. Thanh lân sốt ruột kêu, nhưng hắn cũng không có thể đợi đến tiêu giật trả lời. Mà chuyện biến thành, thấy được, là một đôi khát máu tới cực điểm, băng lánh tới cực điểm ánh mắt. Kia đôi khát máu ánh mắt, đang gắt gao địa nhìn chằm chằm hắn người thanh lân biến sắc trực giác nói cho hắn biết hiện tại tiêu giật muốn giết hắn vèo tiêu giật thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ một đôi hữu lực hai tay chặt chẽ chế trụ thanh lân cổ họng người muốn chết sao tiêu giật khỏe miệng nhe răng cười làm cho người ta không rét mà run thật là khủng khiếp sát ý thanh lân khẽ cắn môi đáng chết không phải là tâm ma bạo phát an mòn tâm thần a tâm ma chính là võ đạo tu luyện tối kỵ bao nhiêu võ giả liền là vì tâm ma bạo phát triệt để đánh mất lý trí triệt để biến thành một cái ác ma giết người thậm chí tu vi toàn bộ phế như vậy đã chết ách đúng vào lúc này tiêu giật giữa yết hầu khó khăn phun ra một cái âm phủ nguyên bản chế trụ thanh lân cổ họng thủ trưởng cũng chậm rãi bung ra đi rời khỏi sơn trang sau đó lui cách mười dặm bên ngoài tiêu giật khuôn mặt vật mẹo khó khăn gào thét không có ta truyền âm không phải về tiêu giật sư đệ thế nhưng là thanh lân sắc mặt vui vẻ đồng thời lại mặt lộ vẻ lo lắng vui mừng là tiêu giật có thể trong chớp mắt ổn định tâm thần tạm thời khôi phục lý trí lo là tiêu giật hiện nay bộ dáng hiển nhiên chống đỡ không bao lâu đừng nói nhảm đi nhanh lên ta nhanh nhịn không được tiêu giật nắm tay nắm có gân xanh hiện ra dữ dội dứt lời một trường đánh ra cưỡng ép quanh mở thanh lân thanh lân mắt nhìn tiêu giật nhăn nhũ mày một giây sau lách mình lùi cái ích. trực giác nói cho hắn biết hắn hẳn là tin tưởng tiêu giật tin tưởng tân nhập môn yêu nghiệt sư đệ thanh lân rời đi tiêu giật vung tay lên khoảnh khắc bố trí xuống hơn mười cấm chế cùng trận pháp hắn sợ hắn thực nhịn không được trong đầu sắc ý sớm đã nồng đậm tới cực điểm phương viên hơn mười dặm ở trong bất kỳ vật sống hắn đều đem giết tới cho thông khoái phong thô vương ngươi tu rốt cuộc là công pháp gì tiêu giật cắn răng gào thét mạnh mẽ thủ tâm thần cỗ này ngập trời sắc ý vẫn còn không ngừng đánh thẳng vào tâm thần hắn khủng bố như thế tâm ma như thế khát máu trường pháp, người rốt cuộc lại như thế nào sáng chế. Tiêu giật sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn bỗng dưng nhớ tới ban đầu ở phong thô bí cảnh tầng thứ ba, kia ngập trời huyết sắc trường hà, vậy có thể tồn tại 10 triệu năm, cũng cấm cô vô số linh thức huyết sắc đại trận Tử viêm lĩnh vực, lên. Tiêu giật khẽ quát một tiếng, đầy trời tử viêm, đổ xuống mà ra. Cho ta đốt. Kinh khủng tử viêm, khoảnh khắc tại thể nội tàn sát bừa bãi, nhanh chóng đốt cháy vô biên huyết sắc. Canh ba tấu chương hết. Chương 1088, Huyết đan. Tử tinh linh viêm, đốt hủy vạn vật hiệu quả, lúc này bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Cho dù là những cái này làm cho người ta tim đập nhanh huyết sắc sắc ý, cũng không có cách nào ngăn cản tử viêm đốt cháy. Đương nhiên, loại này kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm, võ giả, cho dù là cái khống hỏa cường giả, cũng tuyệt không dám không kiêng nể gì như thế phóng tới trong cơ thể mình đốt cháy. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, những cái này hỏa diễm đủ để đem chính mình yếu ớt trong cơ thể, thiêu sạch một mảnh tổn thương. Bất quá, tiêu giật hiện tại không có lựa chọn khác chọn. Lại để cho này ngập trời sát ý trùng kích tâm thần hắn, hắn không biết mình là không đồng ý còn có thể chống đỡ hạ xuống, lại còn hay không có thể bảo trì lý trí. Còn nữa, hắn đối với chính mình khống hỏa buồn sự có đầy đủ lòng tin. T. 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 Tiêu giật nội thị lấy trong cơ thể, tử tinh linh viêm nốt cháy, đơn giản liền áp chế những cái này huyết sắc sát ý, không hề đứt đoạn đem đốt cháy thành hư vô. Tiêu giật dần dần lộ ra tiêu ý, hắn rõ ràng cảm giác được huyết sắc sát ý đang dần dần tại ít đi, trùng kích tâm thần mình độ mạnh yếu cũng đang dần dần yếu bớt. Tiếp tục nữa, đợi đến những cái này huyết sắc sát ý kể hết bị đốt cháy hầu như không còn là được. Bất quá, mấy chục giây sau, trên mặt hắn tiêu ý, lập tức im bả. Này tiêu giật sắc mặt thoáng chốc khó coi. Không sai, thử tinh linh viêm đúng là đốt cháy huyết sắc sát ý. Nhưng đừng quên, trong cơ thể mình huyết khí, cũng đang không ngừng bị hấp thu, không ngừng tăng cường lấy những cái này huyết sắc sắc ý, để cho kia càng sụp sôi. Cũng chính là, một mực đốt cháy hạ xuống, trừ phi đem trên người mình tất cả huyết khí cũng cùng nhau đốt cháy sạch sẽ. Bằng không, những cái này huyết sắc sát ý tuyệt sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Đáng chết. Tiêu giật tức giận mắng một tiếng. Nếu là đem trên người mình huyết khí kể hết đốt rủi, mình cũng sẽ chết. Tiêu giật hơi hơi dừng lại từ viêm đốt cháy, huyết sắc sắc ý, lần nữa cùng manh trùng kích tâm thần hắn, tiêu giật trầm thấp gào thét một tiếng đầu thoáng chốc đau nhức kịch liệt không có khả năng tiêu giật hai mắt nhíu lại hàn băng tam trưởng đến từ chính phong thô vương truyền thừa hiện giờ vì vậy mà hấp thu huyết sắc sắc ý kia cùng manh trình độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng trực giác nói cho hắn biết hắn lý trí cũng không phương pháp chống đỡ quá lâu có thể dù vậy hắn còn là bảo trì trầm ổn nhanh chóng suy tư về hắn tuyệt không tin phong thô vương lưu lại truyền thừa là dùng để hố người hoặc là dùng để thai họa hậu bối. Cho nên, những cái này bởi vì hàn băng tam trưởng mà hấp thu đến huyết sắc sắc ý, tất nhiên có biện pháp giải quyết. Chỉ cần tồn tại biện pháp, hắn liền không cần quá mức kinh hoàng. Nửa ngày, đang lúc đầu hắn muốn nước, hai con ngươi đỏ bừng có phản phất muốn nhỏ ra huyết, ánh mắt thoáng chốc sáng ngời. Đúng, những cái này huyết sắc sắc ý, bởi vì ta huyết khí mà bạo tẩu. Là như thế, vì sao không cần ta huyết khí đi áp chế bọn họ? Những cái này huyết sắc sắc ý, nếu như tạm thời vô pháp đem kể hết tiêu trừ, kia liền trước gáp chế xuống lại nói. Nghĩ xong, tiêu giật thu liễm tâm thần, một bên ổn thủ tâm thần, chống cự lại huyết sắc sát ý trùng kích. Một bên, thao túng trong cơ thể huyết khí. Mấy phút sau, tiêu giật nguyên bản gần như vặn vẹo khuôn mặt, khôi phục bình thường. Khó xem sắc mặt, dần dần hóa thành lạnh nhạt. Hô! Tiêu giật nhẹ thở ra một hơi, khoe miệng liệt qua nhất đạo tiêu ý. Nội thị nhất nhãn. Nguyên bản tại thể nội tàn sát bừa bãi huyết sắc sắc ý, dần dần thành luồng khí xoáy, có luật địa chậm rãi chạy. Những cái này huyết sắc sắc ý, cũng không phải là không thể điều khiển. Chỉ là, chúng bạo tẩu trạng thái, cần một cái cân đối. Hiện nay này nếu như luồng khí xoáy địa có luật chạy, chính là một cái cân đối. Hiện tại tiêu giật một cái trong tâm niệm, là được vững vàng điều khiển chúng. Bất quá, nếu muốn đem chúng bài xuất, tựa hồ rất không có khả năng. Một khi cương ép làm như vậy, trong chớp mắt cứ đánh vỡ cân đối, để cho kia lần nữa bạo tẩu. 10 phút đồng hồ. Tiêu giật một mực ở nội thị, huyết xác sát, sát ý địa chạy, đã hơi biến mất dần mất. Tại kia luồng khí xoáy chạy phương thức, huyết xác sát, sát ý càng mỏng manh, mà chuyển biến thành là luồng khí xoáy tối trung tâm, một khỏa huyết đan ngưng tụ mà thành. Huyết đan, tiêu giật nhăn nhữ mày. Nay khỏa có ngập trời sát ý, cùng với chính mình huyết khí ngưng tụ mà thành đồ vật, tiêu giật chỉ có thể tạm thời xưng là huyết đan. Huyết đan, lẳng lặng đứng lặng tại trước đó không lâu tại ngưng tụ mà ra độc đan bên cạnh. Bất quá độc đan toàn thân hắc sắc, rất tròn mà sáng long lanh. Huyết đan thì toàn thân hồng sắc, mà lại là như đá cội hình bầu dục. Hàn băng tam trưởng, xuất. Tiêu giật khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, ngập trời sát ý tràn ngập xung quanh. Lần này, xung quanh không có nửa cái người sống, không có nửa phần khí huyết, nhưng hàn băng tam trưởng đệ nhị trưởng còn là khiến cho dùng đến. Mà với tư cách là lực lượng khởi nguồn, chính là trong cơ thể viên kia huyết đan. Tiêu giật liền thi triển hàn băng tam trưởng, biên cũng ở nội thị. Hắn rõ ràng thấy được, chính mình thi triển hàn băng tam trưởng, viên kêu huyết đan bên trong lực lượng, đang không ngừng bị tiêu hao Nguyên lai like như thế. Tiêu giật gật gật đầu. Tuy không biết năm đó phong thô vương là như thế nào sáng tạo ra này hàn băng tam trưởng. Nhưng, nếu như không có đoán sai, phong thô vương cũng hẳn là dùng biện pháp này, dùng bản thân huyết khí đi áp chế ngập trời sát ý. Hiện giờ, ngập trời sát ý tàn sát bửa bãi dĩ nhiên tiêu thất, trùng kích tâm thần mặt trái khí tức, cũng đã đình chỉ tiêu giật khôi phục bình thường ngược lại là này khỏa huyết đan tiêu giật chặt chẽ nhữ mày hiện giờ này khỏa huyết đan đã cùng mình huyết khí kết nối căn bản không có khả năng cưỡng ép đem tiêu hủy toán tiêu giật lắc đầu đã có thể áp chế liền tạm thời mặc kệ nó không có cách nào suy nghĩ nhiều cũng là vô ích bất quá hiện nay đã khôi phục bình thường tiêu giật cũng bắt đầu suy tư lên vừa rồi miêu sát phó trang chủ sự tình trong ấn tượng hàn băng tam trưởng đệ nhị trưởng là bởi vì chính mình huyết khí dung nhập bàn tay, mới bỗng nhiên uy lực bạo tăng, miêu sát Hắc Độc Sơn trang phó trang chủ. Này Hàn Băng Tam trưởng, lấy huyết khí ra sức lượng suối nguồn. Thực sự không phải là chính mình huyết, có chỗ đặc thù gì. Kia nguyên nhân, vẹn vẹn là bởi vì chính mình là thể tu võ người. Thể tu võ người, một thân lực lượng cơ thể, xa mạnh hơn phổ thông võ giả. Tại thể tu thời điểm, toàn thân huyết nục, lục phủ ngũ tạng đều sẽ không ngừng tăng cường. Tự nhiên, chính mình huyết khí, cũng xa so với bình thường võ giả mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là, chính mình tu luyện là tu la chiến thể cái này nghịch thiên công pháp luyện thể. Huyết khí tầng thứ, so với bình thường thể tu võ người đều mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho có hàn băng tam trưởng uy lực, trong chớp mắt tăng vọt một tầng thứ, miêu sát hắc độc sơn trang phó trang chủ. Hô! Tiêu giật lần nữa nhẹ thở ra một hơi, sau đó lau lau trên trán rậm rạp mồ hôi. Vừa rồi cùng kia ngập trời sát ý tranh đấu một phen, so với đại chiến một trận còn muốn mệt mỏi nhiều. Thanh lân có thể trở về tiêu giật truyền âm một tiếng vung tay lên triệt hồi xung quanh trận pháp cùng cấm chế vèo một đạo thanh sắc lưu quang hăng hái bay tới chính là thanh lân tiêu giật ngươi không sao chứ thanh lân cấp thiết hỏi tiêu giật lắc đầu không có việc gì thanh lân chặt chẽ địa nhìn chằm chằm tiêu giật mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói tiêu giật ngươi cũng biết ngươi vừa rồi bộ rằng có nhiều doa người theo lý thuyết ngươi bực này yêu nghiệt đạo tâm kiên cố có thể ngươi còn là thiếu chút nữa nhịn không được gặp tâm ma cuốn thân ngươi đến cùng tu công pháp gì hô tiêu giật hít sâu một ngụm khí ta không biết nên nói như thế nào toán không đề cập tới chính ta hội giải quyết thanh lân cau mày nói nếu thật có võ đạo chi nghi hay là trở về thỉnh giáo học trong giáo tiền bối a ừ tiêu giật gật gật đầu canh một thấu chương hết chương một nghìn tám mươi chín trong vòng nửa tháng hát độc trong ao tiêu giật cùng thanh lân nhìn xem kia vô số cô mây đen học giáo đệ tử thi thể thanh lân sắc mặt khó coi tiêu giật sắc mặt đạm mạc thản nhiên nói mang trở về sao thanh lân lắc đầu không cần mây đen học giáo là một cái học phủ là dạy bảo đệ tử địa phương võ giả bên ngoài hành tẩu bao nhiêu đã chết bên ngoài bất quá chuyện thường ngày còn nữa có tất cả hắc độc sơn trang cho bọn hắn trốn cùng cũng đủ thanh lân băng lanh trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ người sao Thanh lân bỗng nhiên thu liễm biểu hiện trên mặt, nhìn về phía tiêu giật. Cái gì? Tiêu giật nghi hoặc hỏi. Tự nhiên là hôm nay huyết tẩy hắc độc sơn trang sự tình. Thanh lân nghiêm túc nhìn xem tiêu giật, đạo. Theo ta được biết, ngươi không phải là cái yêu sen vào việc của người khác người. Như thế nào, đối với ta mà nói, đây là nhàn sự. Tiêu giật nhẹ cười hỏi. Không sai. Thanh lân gật gật đầu, nói chém đinh chặt sắt. Ta lúc đó chẳng phải học giáo đệ từ sao. Tiêu giật như cũ cười nhẹ vâng nhưng bất đồng thanh lân trầm giọng nói ngươi tại mây đen học giáo mà nói không nhàn sự nhưng mây đen học giáo ngươi mà nói là nhàn sự a à, tiêu giật cười nhạt một tiếng nói thực ra ta không thích nói chuyện mệt mỏi như vậy ngươi còn là nói trắng ra chút ta à. mệt mỏi thanh lân nghiền ngẫm cười cười có thể cùng ta nhất đạo bốn phía lang bạn bốn phía đại chiến tiêu giật từ trước đến nay chưa nói hơn phân nửa cái mệt mỏi chữ dù cho hôm nay ác chiến hắc độc sân trang thậm chí ngươi áp chế tâm ma đều chưa từng nói ra mệt mỏi cái chữ này. Hiện giờ lại nói mệt mỏi. Thay vì nói ngươi không thích nói chuyện mệt mỏi như vậy, chẳng nói ngươi không muốn ta nói chuyện mệt mỏi như vậy à. A à, tiêu giật cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, thanh lân tựa hồ nói rất phức tạp, nhưng hắn vẫn luôn biết thanh lân ý tứ, bất quá hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì. Thanh lân liếc hắn một cái, hiểu ý cười cười. Ngươi không muốn ta nói chuyện mệt mỏi như vậy, chứng minh ngươi tán thành ta người bằng hữu này. Có thể mây đen học giáo, ngươi chưa tán thành. Thậm chí còn, người kia lạnh lùng ánh mắt nói cho ta biết, trước mặt này mấy cái mây đen học giáo đệ tử thi thể, trong mắt ngươi, căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí không cách nào làm cho ngươi sản sinh nửa điểm tâm tình ba động. Tiêu giật thu liễm nụ cười, mắt nhìn thanh lân, ngươi hôm nay nói chuyện, cùng lúc trước phó viện trưởng nói, không sai biệt lắm. Nhưng ta cũng không muốn nhiều lời. À lần này, đến phiên thanh lân cười nhạt một tiếng. Ngươi không muốn nhiều lời, có thể ngươi hôm nay còn là huyết tẩy hắc độc sơn trang. Này không đồng nhất. Tiêu giật lắc đầu, ta không giết quang bọn họ, ta đi không được. Tiêu giật bữa bữa, nhìn thẳng thanh lân, trầm giọng nói, ngươi cũng đi không được. Mặt khác, mây đen học giáo tiền bối, trung quy chỉ đạo qua ta. Có một số việc, đủ khả năng, có thể làm liền cũng làm, không hơn. Không hơn. Thanh lân lắc đầu, toán, ngươi không nói, ta liền cũng không hỏi nữa, muốn nói với ngươi, kỳ thật rất mệt ta. Mệt mỏi. Tiêu giật nghiền ngẫm cười cười. Thanh lân gật gật đầu, ta không biết phải hình dung như thế nào loại cảm giác này. Chỉ cảm thấy, bản thân ngươi cũng rất mệt ta, à, muốn nói với ngươi, liền cũng mệt mỏi. Tiêu giật lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đi thôi. Không đổi. Thanh lân tiếu tiếu, lần này sinh tử đại chiến chấm dứt, chiến lợi phẩm trả không có cầm nha. Hắc độc sơn trang, thế nhưng là mây đen địa vực cao cấp nhất thế lực nhất, chỉ đứng sau lắc đác mấy cái bá chủ thế lực. Mà lại, đó là một luyện độc sơn trang, bên trong có đại lượng chân quý thiên tài địa bảo. Tiêu giật tiếu tiếu, nói, cho nên ta nói, đi, đi lấy bà bối. Lời nói rơi xuống, tiêu giật thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở chỗ cũ. Chỗ cũ, thanh lân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, tiêu giật sư đệ a à, tiêu giật sư đệ, muốn bộ đầu ngươi lời thật là khó. Bất quá, trên người của ngươi rốt cuộc là có cái gì vào bọc, lại ép tới ngươi này người trẻ tuổi tuyệt thế yêu nghiệt như thế trầm trọng, như thế báo kinh phong sương, thậm chí là mệt mỏi. Về đi học giáo, đến làm cho phó viện trưởng lão gia hỏa kia hỗ trợ điều tra thêm. Hai người rời đi hắc độc trì, gần như quét ngang tất cả hắc độc sơn trang tất cả địa phương. Bao gồm từng cái tàng bảo thất, công pháp điện, nơi ở. Đúng như lúc trước phó trang chủ nói, hai người này, là hai cái tiểu tặc. Chỉ tiếc, hắc độc sơn trang, chọc bọn hắn. Sau nửa canh giờ, lưỡng người trong tay cầm từng cái một càn khôn giới, thắng lợi trở về. Hắc độc sơn trang, thanh lân ngự không lên, toàn lực một trưởng đánh ra. Một đôi to lớn vô hình lợi trảo, hung hăng chụp được. Vô số chôn vùi làn gió, thoáng chốc tàn sát bừa bãi tất cả sơn trang. Bất quá một lát, tất cả hắc độc sơn trang, triệt để san thành bình địa, không còn tồn tại. Ta nói rồi, từ hôm nay, không còn hắc độc sơn trang. Thanh lân sắc mặt băng lánh đến cực điểm. Vèo. Thanh lân một cái lắc mình, trở lại chỗ cũ. Hô. Thanh lân nhẹ thở ra một hơi, nói, thoải mái nhiều. Tiêu giật lắc đầu, không nói. Thanh lân khôi phục dĩ vãng nghiền ngâm nụ cười, nói, tiêu giật, ngươi nói hắc độc thánh vương trở về nhìn đến đây, có thể hay không bị tức chết không nhất định tiêu giật lắc đầu nói ngươi lại lưu lại mấy chữ thanh lân hủy chi hắn có thể sẽ càng khí ngươi cho ta ngu ngốc sao thanh lân trợn mắt chừng một cái đi thôi tiêu giật khẽ cười một tiếng tiêu giật cùng thanh lân rời đi mà hát độc sơn trang bị huyết tẩy sự tỉnh khoảng chừng một ngày sau liền đã chuyển khắp tất cả mây đen địa vực với tư cách là trong khu vực cao cấp nhất thế lực nhất một chiêu diệt môn lớn như thế sự tỉnh tự nhiên truyền bá có cực nhanh mà đồng thời tiêu giật cùng thanh lân hai cái này danh tự cũng trong nháy mắt vang vọng mây đen địa vực trên thực tế mặc dù thanh lân không lưu lại chữ cũng lập tức sẽ có người tra được là bọn hắn gây nên đương nhiên bọn họ cũng không có ý định giấu giếm ngày đó rời đi hát độc sơn trang nên ngang địa xuyên qua hát độc thành trực tiếp rời đi hai người vốn là thiên vương sơn tội phạm truy nã lệnh truy nã trải rộng mây đen địa vực tự nhiên cũng bị người khác nhất nhãn nhận ra tại phía xa mười mấy vạn dặm xa thiên vương trong núi hắc độc thánh vương tất nhiên là cũng nhận được tin tức khốn nạn lao phu tất yếu đem hai người các ngươi bẩm thầy vạn đoạn nổi giận thanh âm vang vọng tất cả hắc vân sơn bà một thân khí thế khoảnh khắc bạo phát thẳng quáy đến thay đổi bất ngờ hắc độc thánh vương chính là lao bài thánh vương cảnh cừng giả nổi giận há lại bình thường hắc độc trang chủ nơi này là phòng nghị sự kính xin thu liễm hắc độc thánh vương trước mặt một cái khí vũ hiên ngang hoa phục trung nhân nhân không vui nói một tiếng ta hắc độc sơn trang bị huyết tẩy để ta như thế nào thu liễm hắc độc thánh vương nổi trận lôi đỉnh trung nhân nhân lắc đầu hắc độc sơn trang là ta thiên vương sơn phụ thuộc thế lực nhất tự không sẽ bỏ qua yên tâm đi kia hai cái mây đen học giáo đệ tử hội có người khác đi đối phó trong vòng nửa tháng sẽ có người lấy bọn họ trên cổ đầu người hiện tại chưa nghị sự thật đúng hắc độc thánh vương sắc mặt vui vẻ tạ tiền bối canh hai thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet m chương một nghìn chín mươi ngắn ngủi tu luyện một chỗ yêu thu xâm lâm bên trong tiêu giật cùng thanh lân hai người tìm cái bí ẩn địa phương tiêu giật bố trí xuống một ít trận pháp cấm chế sau đó hai người bắt đầu khoanh chân ngồi xuống tu luyện cự ly rời đi hắc độc sơn trang đã qua hai ngày nhưng hai người một phen đại chiến về sau thương thế lại muốn tìm cái địa phương hảo hảo khôi phục thanh lân thương thế tương đối nghiêm trọng. Đầu tiên là dốc sức chiến đấu ba đại thánh vương cảnh, sau đó lại càng là đối chiến phó trang chủ thánh vương cảnh ngũ trọng, thương thế tự nhiên không nhẹ. Khoanh chân ngồi xuống, thanh lân trên người một hồi khí tức tuôn động, hiển nhiên là tại chữa thương. Tiêu giật cũng khoanh chân ngồi xuống, nhưng thương thế hắn cũng không nhiều nghiêm trọng. Đối phó những cái kia phổ thông sơn trang võ giả, hắn vốn là không có gì áp lực. Cuối cùng đối phó phó trang chủ đám người, cũng chịu cái gì thương thế. Thay vì nói hắn muốn chữa thương, nhưng không bằng bảo là muốn để cho mọi mệnh tâm thần nghỉ ngơi một chút. Kia ngập trời sát ý trùng kích, chả có tâm ma sản sinh, không thể nghi ngờ đều đối với tâm thần hắn sản sinh không ít áp lực. Tiêu giật khoanh chân ngồi lên, một bên khôi phục trên người rất nhỏ thương thế, một bên cũng đang suy tư. Một, là huyết đan sự tình. Nay khỏa huyết đan, tiêu giật có thể điều khiển, nhưng nếu nói đem hủy đi, lại không có biện pháp gì. Có thể như lưu lại, loại này hết sức khát máu thủ đoạn đồ vật, một khi bạo phát, Kia sản sinh tâm ma thậm chí hậu quả đều cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu giật trao mày lấy. Hai, thì là chuyện tu luyện. Bất cứ lúc nào võ đạo tu luyện đều là một cái võ giả trọng yếu nhất. Hiện nay hắn Tu Vi chính là thiên cực đỉnh phong tiểu thế giới ban đầu ban đầu lấp đầy. Bình thường võ giả lúc này đều có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá, bước vào vô cực cảnh. Có thể hắn còn có một cái băng sơn biển lửa tại mắc kẹt. Điểm này Tiêu giật sớm có dự liệu cũng cũng không đổi trung quy băng sơn biển lửa bản thân liền có thể cấp cho hắn thật lớn chiến lược tăng phúc đương nhiên hắn bây giờ còn là cần cấp thiết tăng thực lực lên tạm thời mà nói hắn tăng thực lực lên phương hướng có mấy cái một là tìm đến tân cường hãn hỏa diễm cũng hấp thu trường khống có thể hắn đến trung vực một đoạn thời gian cũng không có thể tìm tới duy nhất có mặt mày cũng chỉ là tinh huyễn chi hỏa mà tinh huyễn chi hỏa dù cho phóng tầm mắt trung vực đều là được vinh dự thần bí nhất cường hãn hòa diễm cố phương diện này tiêu giật trực tiếp xem nhẹ khống hỏa nhất đạo tạm thời không có cách nào liền chỉ còn lại kiếm tu nhất đạo kiếm đạo phương diện tăng thực lực lên phương hướng có hai cái hoặc là hoàn thiện chính mình kiếm đạo làm cho kiếm đạo uy lực càng mạnh hoặc là chính là tinh huyễn kiếm đạo có chỗ đột phá ta kiếm đạo tinh huyễn kiếm đạo tiêu giật trầm tư tinh huyễn kiếm đạo phương diện đây là tinh huyễn tiền bối kiếm đạo tất nhiên là rất mạnh thậm chí làm cho tinh huyễn tiền bối có thể tại thời kỳ thượng cổ chia rẽ nhưng nay cuối cùng là thuộc về tinh huyễn tiền bối kiếm đạo mà hắn có thể trưởng khống cũng hàng lâm tinh quang nhiều lắm là tại tám trăm đạo đây còn là đột phá tu vi tiểu thế giới nguyên lực lấp đầy có cảm nộ mới trưởng khống số lượng lúc trước cũng chỉ là trưởng khống mấy trăm đạo bên cạnh a ngược lại là chính mình kiếm đạo kiếm đạo cùng mình lĩnh vực đồng nguyên lấy đồng dạng kiếm đạo đi khống chế đồng dạng lĩnh vực lấy chi tăng phúc mới có thể phát huy lớn nhất chiến lược cộng thêm tiểu thế giới khổng lồ nguyên lực lấp đầy làm cho hắn kiếm đạo uy lực càng mạnh. Cố tạm thời mà nói, chính mình kiếm đạo cho thực lực, ngược lại là mạnh hơn tinh huyễn kiếm đạo. Đây cũng là lúc trước hắn đối chiến 10 vị thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả, tại 800 đạo tinh quang hàng lâm, cũng không sử dụng tinh huyễn kiếm trận, ngược lại là lấy hàn băng kiếm đạo đối phó với địch nguyên nhân. Tinh quang hàng lâm vốn là có lấy tăng phúc thực lực chi cười. Lĩnh vực, tiểu thế giới khổng lồ nguyên lực, tinh quang chi lực, ba đại tăng phúc, bản thân kiếm đạo uy lực, nhất cử vượt qua tinh huyễn kiếm đạo trừ phi tinh huyễn kiếm đạo có thể tiếp tục có chỗ đột phá trưởng khống tinh quang hàng lâm đạt tới nghìn đạo trở lên tinh huyễn kiếm trận uy lực mới có thể vượt qua hiện nay thực lực nếu như có thể đem tinh huyễn kiếm đạo dung nhập ta kiếm đạo liền không cần phiền nhiều như vậy tiêu giật tâm tiên bất đắc dĩ nghĩ đến hiện tại vô luận là chính mình kiếm đạo còn là tinh huyễn kiếm đạo đều có thể cấp cho hắn rất mạnh thực lực có thể hai người thủy trung có tranh lệch hơn nữa thủy trung không phải là đồng nhất thủ đoạn nếu là tinh huyễn kiếm đạo có thể dung nhập chính mình kiếm đạo đương nhiên vô cùng tốt có thể tiêu giật cũng chỉ là suy nghĩ một chút ta à. tinh huyễn kiếm đạo với tư cách là chỉ thuộc về tinh huyễn tiền bối mà lại là hoàn thiện một thân cường đại kiếm đạo sao có thể có thể đơn giản bị dung hợp nếu muốn dung hợp e rằng chính mình tu vi tối thiểu phải ở thánh vương cảnh trở lên mới có thể thời gian dần dần đi qua chọn hai ngày sau thanh lân mới hoàn toàn khôi phục thương thế từ tính tọa bên trong tỉnh lại Hô! thanh lân gọi ra một ngụm trọc khí nói rốt cục tới khôi phục thương thế toàn thân nhẹ nhõm cảm giác thực tốt lại nói tiếp mấy ngày trước thanh lân mới bên trong hát độc thánh vương hát độc trọng thương gần chết mà lại không có lúc nào thụ lấy kịch độc ăn mòn thật vất vả tại hát độc trong ao hóa giải hát độc lập tức lại là đại chiến sau đó lại là trọng thương hiện tại thương thế khôi phục tất nhiên là toàn thân nhẹ nhõm hiện tại như thế nào đi còn là không nổi. thanh lân nhìn về phía tiêu giật hỏi tiêu giật suy tư một chút nói, không đổi. Chúng ta đã bay khỏi Hắc Độc Sơn trang mười mấy vạn dặm có hơn. Đây cũng có ta trận pháp ngăn cách khí tức, cho dù Thiên Vương Sơn nghĩ đuổi giết chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy Thanh Lân tiếu tiếu, nói, bắt đầu đi. Tiếng nói hạ xuống, Thanh Lân vung tay lên, trong tay hơn 10 cái càn khôn giới dương lên. Càn khôn giới hào quang lóe lên, đống lớn đống lớn cao phẩm thiên tài địa bảo xuất hiện. Tiêu giật. Thanh Lân cười đắc ý, nói, bây giờ là nên hưởng thụ thắng lợi thành quả thời điểm bất quá ta không phải là luyện dược sư, cho nên nhờ cậy ngươi thanh lân cũng không đi khống hỏa nhất đạo, bản thân vũ hồn cũng không có loại năng lực này, cố không phải là luyện dược sư. tiêu giật gật gật đầu, việc nhỏ a, à? dứt lời tiêu giật lấy ra luyện dược lô, bất quá cũng không phải là bát long phần hỏa lô, mà là lúc trước tại động sát thánh giả trong động phủ lấy được bát hoang lô, bát hoang lô đứng hàng cựu phẩm luyện dược lô, hiệu quả còn là vô cùng tốt. đồng thời tiêu giật cũng lấy ra chính mình càn khôn giới bắt đầu luyện dược hơn nửa ngày à, này thanh lân hít sâu một hơi nhìn lên trước mặt đống kia tích thành từng tòa tiểu sơn đang ăn dược trừng to mắt ngươi này luyện đan tốc độ sợ là học trong giáo tiền bối đều so ra kém ngươi những cái này toàn bộ đều không tạm chất đan dược sao tiêu giật gật gật đầu bắt đầu đi hai người nhắm mắt tu luyện trước mặt từng hột đan dược tự động hóa làm tinh thuần lực lượng dũng mãnh vào hai trong cơ thể con người thật nhanh hấp thu tốc độ thanh lân lườm tiêu giật nhất nhãn Người cũng không kém. Tiêu giật khẽ cười một tiếng. Dứt lời, hai người không nói thêm lời nào, chuyên tâm tu luyện. Một ngày sau, trước mặt từng tòa đan dược tiểu sơn, dĩ nhiên tiêu thất. Nay từ hắc độc trong sơn trang đạt được tất cả thiên tài địa bảo luyện chế mà thành đan dược, đã bị hai người hấp thu không còn. Canh ba. thấu chương hết. mươi 1091, tam đại nhất lưu thế lực. Hả? Thanh lân mở mắt, khẽ di một tiếng. Như thế nào? Tiêu giật chấm dứt tu luyện. Chú ý tới thanh lân ánh mắt, nếu mày hỏi, ngươi không có đột phá. Thanh lân kinh hô hỏi, ngươi không cũng không có đột phá. Tiêu giật nhún nhún vai, ta có thể đồng dạng. Thanh lân trầm giọng nói, ta ban đầu ban đầu đột phá Thánh Vương Cảnh nhị trọng không có vài ngày, muốn tiến nhập Thánh Vương Cảnh tam trọng, có nhất định võ đạo bình chướng Bất quá, trong cơ thể ta tiểu thế giới đã nguyên lực chứa đầy, đợi đến võ đạo bình chướng bài trừ, trong vòng một năm, tất có thể đột phá. Ngươi sao? Ngươi một ngày cực cảnh đỉnh phong? còn chưa đột phá. Thanh Lân vừa nói, sắc mặt càng kinh hãi. Vậy một nửa đan dược tiểu sơn, đem ngươi chống đỡ bạo đều đủ. Chống đỡ bạo? Tiêu giật cười khổ một tiếng. Hắn ngược lại là nghĩ có thể chống đỡ bạo. Kia từng tòa đan dược tiểu sơn, đã để cho hai người bọn họ hấp thu hầu như không còn. Thanh Lân tiểu thế giới đã đủ. Nhưng Tiêu giật tiểu thế giới, nguyên bản đầy, hiện tại lại không. Tại Hắc Độc Sơn trang hút hết hắc độc trong ao tinh hoa, hắn tiểu thế giới đã đủ, chỉ kém một chút, là được một lần nữa ngưng tụ băng sơn biển lửa. Mà vừa rồi kia từng tòa đan dược tiểu sơn, từ hắn vừa mới bắt đầu hấp thu không lâu sau, băng sơn biển lửa liền đã ngưng tụ. Cho tới bây giờ, băng sơn biển lửa một lần nữa trở về, nhưng là chỉ là chiếm giữ tiểu thế giới một nửa. Nếu muốn đột phá vô cực cảnh, chỉ có để cho băng sơn biển lửa triệt để chiếm giữ tất cả tiểu thế giới. Nhưng này, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Tiêu giật. Thanh lân nhìn xem tiêu giật, tựa hồ đang nhìn một cái quái vật ngươi đừng con nói với ta tiểu thế giới so với ta này thánh vương cảnh nhị trọng còn lớn hơn a à, tiêu giật cười nhạt một tiếng không nói thanh lân nhăn nhũ mày không có hỏi lại nữa hắn biết ai cũng có bí mật hỏi nhiều vô ích đi thôi còn có rất nhiều học giáo nhiệm vụ nha thanh lân tiêu tiếu tiêu giật gật gật đầu vung tay lên triệt hồi xung quanh bố trí xuống trận pháp cùng cấm nhưng mà trận pháp triệt hồi trong trước mắt một cỗ khí tức rậm rạp chẳng trịt không tại mấy trăm đạo trong chớp mắt khóa chặt hai người hai người đôi mắt lạnh lẽo quét mắt xung quanh xung quanh sớm đã bị mấy trăm võ giả bao vây bất quá mấy trăm võ giả hiển nhiên đến từ chính bất đồng thế lực cầm đầu là ba trung nhân nhân ba người sau lưng từng người mang theo hơn trăm võ giả hai người các ngươi quả nhiên ẩn thân lúc này cầm đầu ba người cười lạnh một tiếng tiêu giật lượm những người này nhất nhãn nhìn về phía thanh lân nói biết bọn họ sao thanh lân gật gật đầu cười lạnh một tiếng, bên trái cái kia, là thần hành tông phó tông chủ. Thần hành tông. Tiêu giật gật gật đầu, người, hắn nhận không ra, nhưng danh tự, hắn lại biết rõ. Thần hành tông, mây đen địa vực nhất lưu thế lực, đệ tử trong tông tự ý cơi gió chi đạo. Thanh lân tiếp tục nói, chính giữa cái kia, là nguyệt phiến môn phó môn chủ. Nguyệt phiến môn. Tiêu giật lần nữa gật gật đầu. Nguyệt phiến môn, nhất lưu thế lực. Bên phải cái kia, là thiên đạo tông phó tông chủ. Thanh lân nói thiên đạo tông tiêu giật nhăn cao mày ta dường như ở nơi nào nghe nói cái cái tên này thanh lân gật gật đầu nói thiên đạo tông thanh danh không hiện nhưng luận thế lực tuyệt không kém gì bọn họ đệ tử trong tông thủ đoạn pha tạp hôn tạp chiến lực vẫn có thể a à, đúng còn có một chút thanh lân bỗng dưng cười lạnh một tiếng này ba cái thế lực đều là thiên vương sơn phụ thuộc thế lực đơn giản mà nói lại là ba cái cho săn thiên vương sơn với tư cách là mây đen địa vực bá chủ thế lực phụ thuộc thế lực rất nhiều môn đồ lại càng là trải rộng tất cả địa vực ba cái nhất lưu thế lực tiêu giật lạnh lùng cười cười nếu không phải toán hắc độc thánh vương đều lắc đắc mấy cái thánh vương cảnh cường giả đủ để sánh ngang hắc độc sơn trang bực này cực hạn thế lực không sai thanh lân gật gật đầu bất quá đám người kia thoạt nhìn càng giống là chịu chết chịu chết cầm đầu ba trung niên nhân cười to vài tiếng ba người theo thứ tự là tam đại thế lực phó tông chủ hoặc phó môn chủ đều là thánh vương cảnh cường giả phải chết là các ngươi bên phải thiên đạo tông phó tông chủ âm thanh lạnh lùng nói mây đen trong khu vực dám can đảm khiêu khích thiên vương sơn uy nghiêm còn có huyết tẩy hắc độc sơn trang sự tình các ngươi mây đen học giáo cũng đừng hòng bảo trụ hai người các ngươi ngàn phó tông chủ há tất cùng này lưỡng tiểu tặc nhiều lời bên trái thần hành tông phó trang chủ cười lạnh nói bọn họ chạy trốn mười mấy vạn dặm đường cho rằng có thể chạy thoát lại không nghĩ ta thần hành tông đệ tử tối am hiểu cách truy tung còn là bắt được bọn họ hiện tại bọn họ một người duy nhất như chó nhà có tang chạy trốn cơ hội cũng không có trực tiếp làm thịt chính là nguyệt phiến môn phó môn chủ không nói gì chỉ là nhìn xem tiêu giật hai người ánh mắt phảng phất đang nhìn hai cái chết người là ngươi nhóm tự sát chả là chúng ta giúp ngươi thiên đạo tông phó tông chủ âm thanh lạnh lùng nói ba người một cái là mình bao vây tất cả đường lui tiêu giật cùng thanh lân hai người thản nhiên không sợ có cổ quái thanh lân nghiền ngẫm cười cười ừ bọn họ lời quá nhiều tiêu giật đạm mạc cười cười chứng minh bọn họ tại kéo dài thời gian thanh lân rêu rêu nói có việt binh tiêu giật gật gật đầu tốc chiến tốc thắng a quy củ cũ thanh lân cười nói ba cái kia thánh vương cảnh giao cho ta còn lại về ngươi cầm đầu ba cái phó tông chủ chính là thánh vương cảnh nhất trọng võ giả hắn nhẹ nhõm là được đối phó mà còn lại mấy trăm võ giả thì thuần một sắc thiên cực cảnh, hơi mạnh mẽ, không thiếu thánh cảnh cường giả. Nhưng hắn biết tiêu giật chiến lực, đồng dạng đủ để nhẹ nhõm đối phó. "Chiến a." Tiêu Giật gật gật đầu, trong tay bạo tuyết kiếm cứ thế mà hiện. "Hàn băng lĩnh vực, lên." "Hàn băng kiếm vũ." Tiêu Giật khẽ quát một tiếng, một kiếm đánh xuống. Vâng. Ngập trời phong tuyết, thoáng chốc hàng lâm. Phong tuyết như vũ, rồi lại sắc bén như kiếm. Kiếm rơi, đầy trời phong tuyết tràn ngập xung quanh tuyết lạc kiếm thu tán tiêu giật khẽ quát một tiếng đầy trời phong tuyết khoảnh khắc tiêu tán mà lúc này toàn trường đã không còn người sống mấy trăm võ giả toàn thân che kín vết máu sinh cơ đều không có ách này thanh lân sững sờ tiêu giật sắc mặt đạm mạc tu vi vừa mới đột phá liền có người cướp đến cho ta thí luyện cũng không tệ băng sơn biển lửa một lần nữa ngưng tụ tất nhiên là làm cho tiêu giật thực lực tăng nhiều hiện tại một trận chiến này tích tiêu giật coi như thỏa mãn Đồng nhiên, mấy đạo yếu ớt kêu đau âm thanh vang lên. Tiêu giật lườm nhất nhãn, phía trước, ba cái kia phó trang chủ cũng không đã chết, nhưng đã trọng thương. Tiêu giật tác tặc, thanh lân tác tặc, các ngươi thật độc các thiên đạo tông phó tông chủ run dậy ngón tay, chỉ vào hai người. Mấy trăm võ giả, đúng là giết sạch cũng không nháy mắt nửa phần, các ngươi quả thật tàn nhẫn vô cùng thần hành tông phó trang chủ lạnh kêu lên. Tiêu giật sắc mặt lạnh lùng, các ngươi muốn tới giết ta, ta liền giết các ngươi, không hơn. Như đây coi là tàn nhẫn, đó chính là a tiếng nói hạ xuống tiêu giật đầu ngón tay vài đạo kiếm khí đánh ra vèo 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 ba đạo kiếm khí trong chớp mắt xuyên thấu ba người cổ họng canh một thấu chương hết chương một nghìn chín mươi hai trận pháp địa đồ thanh lân vung tay lên đoạt trên mặt đất tất cả cản khôn giới đi thôi tiêu giật nói một tiếng thanh lân gật gật đầu cảm giác một chút những cái này cản khôn giới lông mày bỗng nhiên nhăn nhăn chậm như thế nào Tiêu giật mặt lộ vẻ nghi hoặc, thanh lân cầm lấy một cái trong đó càn khôn giới, hào quang lóe lên, lấy ra bên trong đồ vật. Bên trong là một ít tu luyện chi vật, đang dược công pháp vũ kỹ, thân gia trả thù phong phú. Tiêu giật tiêu tiếu. hắn nhớ không lầm, này một cái càn khôn giới là ba cái kia phó tông chủ trên người một cái trong đó, không phải? Thanh lân lắc đầu, từ bên trong lấy ra một vật, đó là phong thư món. Hả? thật mạnh cấm chế. Tiêu giật nghi ngờ nhìn xem phong thư này. Thanh Lân gật gật đầu, nói: "Vừa rồi ta cảm giác một phen, chính là cảm giác đến Càn Khôn giới bên trong có lấy vật gì khí tức, lại so với ba người này mạnh hơn nhiều. Một cái võ giả Càn Khôn giới bên trong, vốn có lấy mô đồ tốt, tán phát khí tức, càng mạnh tại võ giả." Khó trách Thanh Lân thoáng cái liền chú ý tới, hơn nữa nghi ngờ lấy ra phong thư này. Nhìn xem. Thanh Lân mặt lộ vẻ vẻ chờ mong cười cười. "Tán." Thanh Lân khẽ quát một tiếng cưỡng ép niết tán trên thư cầm chế. Mở ra thư tín, hai người nhìn xem trên thư nội dung. Là thiên vương Sơn triệu tập lệnh. Thanh lân nhíu mày. Bất quá trên thư không ghi vì sao triệu tập. Tiêu giật trầm giọng nói. Nhớ không lầm, hắc độc thánh vương chính là triệu thiên vương Sơn triệu tập, lúc này mới rời đi hắc độc Sơn Trang. Thanh lân trầm giọng nói, thiên vương Sơn như thế nào như thế đại độc làm, triệu tập thế lực khắp nơi. Tiêu giật suy tư một chút, nửa ngày, trong tay hảo quang lóe lên, xuất hiện một cái cản khôn giới trong càn khôn giới vùng rơi đại đống đồ vật không có nửa điểm thiên tài địa bảo độc đan độc khí ngược lại là rất nhiều mà trong đó còn có một phong thơ đây là hắc độc sơn trang phó trang chủ càn khôn giới thanh lân nghi hoặc hỏi ư ừ tiêu giật gật gật đầu phó trang chủ càn khôn giới tại trên tay hắn bất quá lúc trước hắn chỉ lấy xuất tất cả thiên tài địa bảo dùng cho luyện dược mà những độc đan này độc khí còn có một ít loạn thất bát tao đồ vật thì không có lấy ra bởi vì vô dụng trên thực tế, hắc độc trong sơn trang thiên tài địa bảo vốn nên có càng nhiều, một cái cực hạn thế lực nội tình vẫn rất thâm hậu, tối thiểu không phải là vẹn vẹn có thể luyện chế ra kia từng đống vẹn vẹn đủ hai người hấp thu một ngày đan dược tiểu sơn, chủ yếu vẫn là trong sơn trang đại lượng thiên tài địa bảo cũng bị sơn trang võ giả dùng cho luyện chế độc đan, mà độc đan đối với tiêu giật hai người không dùng được. về phần phong thư này món tiêu giật sớm phát hiện, bất quá cũng không có tại ý a. À. hiện tại thanh lân nhắc tới hắn mới nhớ tới hai người mở ra thư tín nhìn vài lần nhữ mày bởi vì trên thư theo như lời cùng vừa rồi kia một phong giống như lúc. cũng chỉ là thiên vương sơn triệu tập lệnh cũng không viết rõ nguyên nhân thanh lân cao mày nói hả tiêu giật mắt nhìn phong thư bên trong tựa hồ chả có đồ vật gì tiêu giật chầm chằm nhất nhãn từ bên trong tay lấy ra nhất trường hơi mỏng đồ vật đó là một trang giấy mỏng như cánh ve dính sát tại trong phong thư tiêu giật sờ sờ xúc tu lạnh bớt có chút kỳ lạ đây là tiêu giật mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn rõ ràng chút này hoặc như là một tấm bản đồ địa đồ sao tiêu giật tự nói lấy đúng lại không đúng thanh lân nhìn vài lần nhãn tình sáng lên nói ta không nhìn lầm đây là trận pháp địa đồ trận pháp địa đồ tiêu giật khe di một tiếng loại vật này hắn nghe nói qua trận pháp địa đồ đơn giản mà nói chính là địa đồ bất quá phía trên có trận pháp gia trì Đương nhiên, lại nói tiếp đơn giản, kỳ thực chế tạo lên cực kỳ phiền thoái. Muốn cho một trang giấy, chịu tải một cái trận pháp, cũng không phải là đơn giản sự tình, này đối với giấy yêu cầu rất cao. Tất cả trung vực, có loại này chất liệu bán thương hội, chỉ có 18 phủ nhất vạn kim phủ, mà lại giá cả cực kỳ ngẩng cao, gắt đỏ. Hai người nhìn xem trận pháp địa đồ, trên bản đồ, có từng mảnh từng mảnh quy tích, ở trung tâm, có một lóe ra yêu ớt hảo quang điểm đỏ. Cả chương trận pháp địa đồ, huyền diệu vô cùng, lại lại không có chút nào không khỏe cảm ơn. Đôn đại, loại này trận pháp địa đồ, là thời kỳ thượng cổ kết quả. Không thể không nói, thời kỳ thượng cổ, so với hiện nay, đặc sắc quá nhiều. Vân Hà địa vực. Tiêu giật mắt nhìn trận pháp địa đồ biên giới mấy chữ, nói. Đây không phải mây đen địa vực bên cạnh địa vực sao. Ừ thanh lân gật gật đầu, nói, Vân Hà địa vực, tiếp giáp chúng ta mây đen địa vực. Bất quá Vân Hà địa vực võ giả thế lực xa không bằng chúng ta mây đen địa vực. Ta đã từng đi qua Vân Hà địa vực, nếu như ta không nhìn lầm, trận pháp này trên bản đồ quỷ tích lộ tuyến là tại Vân Hải hiểm địa. Vân Hải hiểm địa. Tiêu giật nhăn nhĩ mày. Ừ Thanh Lân hồi đáp, vậy là Vân Hà địa vực đệ nhất hiểm địa. Ta tại nơi này lang bạt qua một lần, cho nên có chút ấn tượng. Vậy này điểm đỏ là nơi nào? Tiêu giật hỏi. Thanh Lân hồi đáp, điểm đỏ đại biểu chính là trận pháp trên bản đồ tầm nhìn. Có thể đây là trận pháp địa đồ phiền thoái chỗ, tầm nhìn bị trận pháp che đậy nếu không phương pháp khám phá trận pháp căn bản đến không tầm nhìn tiêu giật hai mắt nhíu lại nhìn vài lần nay điểm đỏ nhìn như chỉ là trận pháp trên bản đồ một cái điểm kỳ thực cả chương trận pháp địa đồ lộ tuyến quỹ tích chiếm giữ thật lớn một chỗ nay chỉ là một cái điểm đỏ rất có thể là bao quát phương viên mấy vạn dặm phạm vi lớn như vậy một cái phạm vi hoàn toàn làm cho mục đích địa vô pháp chuẩn xác muốn đi tham gia náo nhiệt sao thanh lân bỗng nhiên nói trong đôi mắt đều là không an phận vẻ đi thôi Tiêu giật gật gật đầu. Dù sao tại mây đen địa vực cũng là bị thiên vương thế núi lực truy sát, chẳng đi bên ngoài nhìn xem. Hơn nữa, nói không chừng cũng có thể trực diện gặp lại thiên vương sơn võ giả. Rất tốt. Thanh lân cười đắc ý. Tiêu giật, ngươi là trận pháp sư, này khám phá trận pháp sự tình, liền giao cho ngươi. Đi vân hà địa vực, còn có vân hải hiểm địa, liền trao dẫn đường cho ta. Ngươi đây là cầm khổ sai giao cho ta. Tiêu giật cười khổ một tiếng. Ai bảo ta không phải là trận pháp sư nha? thanh lân cười đáp ý đi đi thôi tiêu giật gật gật đầu hai người ngự không bay khỏi ở phía chân trời xẹt qua lưỡng đạo lưu quang đúng tại hai người sau khi rời đi không lâu sau mấy cái võ giả cứ thế mà hiện nhìn rõ ràng chút đây là năm cái lao giả đáng chết thiên đạo tông đều ba cái thế lực toàn bộ chết một cái lao giả trong đôi mắt đều là băng lãnh hảo giả hoặc hai cái tiểu tặc này cũng có thể chạy thoát Hừ, một cái khác lao giả trầm giọng nói có thể để cho chúng ta ngũ đại trưởng lão liên thủ truy sát, kia hai cái tiểu tặc dù cho chết cũng coi như vinh hạnh. Trước truyền tin xoay chuyển trời đất vương sân A, nhìn nhìn an bài như thế nào. Một cái khác lao giả trầm giọng nói. Đồng thời, thiên vương trong núi. Trong phòng nghị sự. Một khí vũ hiên ngang trung niên nhân trên mặt đều là vẻ không vui. Xung quanh, từng cái một khí thế bất phàm võ giả, mặt lộ vẻ đắng chát. Này đều nhiều hơn ít thiên. Trung niên nhân tức giận nói, thế lực khắp nơi cứng, giả, từng cái một tông chủ, môn chủ, còn là khám phá không trận pháp này địa đồ. Ta Thiên Vương Sơn dùng nhiều tiền, mới từ vạn kim phủ mua được trận pháp giấy, là cấn xuất địa đồ đưa đi các ngươi thế lực. Tụ tập mây đen địa vực nhiều như vậy thế lực lớn, nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy trận pháp thiên tiêu, trận pháp cường giả, lại vẫn là không có đầu mối. Một đám cường giả cúi đầu, đại khí không dám thở gấp. Hừ, cuối cùng ba ngày. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, đợi thêm ba ngày, nếu vẫn không thể khám phá, trực tiếp đi đến vân hà địa vực vâng một đám cường giả trả lời một tiếng canh hai thiếu nợ canh một ngày mai bổ thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet m chương 1093, bước trên mây thú trên thực tế vân hà địa vực mặc dù tại mây đen địa vực bên cạnh nhưng địa vực khoảng thời gian cách còn là cực viễn tại phía xa trăm vạn dặm xa trở lên nếu là bình thường chạy đi sợ là 10 ngày nửa tháng cũng khó đạt đến cho dù là tiêu giật tốc độ cao nhất chạy đi, cũng tối thiểu phải ở chừng 10 ngày. Nhưng thanh lân tốc độ cao nhất chạy đi, lại nhanh nhiều. Chỉ là hơn 2 ngày chút, hai người liền đã bước vào Vân Hà địa vực, mà lại đi đến Vân Hải hiểm địa. Cảm giác như thế nào? Thanh lân từ phía chân trời thượng dừng lại phi hành, hai người hạ xuống mặt đất, hỏi. Không sai. Tiêu giật khẽ cười nói, Vân Hà địa vực bên này bốn mùa như mùa xuân, mây trắng vạn dặm, ngược lại là cái phong cảnh hợp lòng người địa vực. Vân Hà địa vực bên này, võ giả thế lực so với mây đen địa vực sai, đại khái cùng một tấc vương địa vực không sai biệt lắm. Bên này tông môn cũng ít rất nhiều, ngược lại là thương hội chi lưu muốn phải nhiều hơn không ít. Một đường bay tới, Vân Hà địa vực, cũng như kỳ danh đồng dạng, bốn phía có thể thấy mây trắng vạn giảm. Ta hỏi là trận pháp địa đồ như thế nào? Thanh Lân tức giận nói. Hai ngày, khả năng khám phá trận pháp này. Không có. Tiêu giật lắc đầu, Bạch Thanh Lân nhất nhãn, người đi người tới nói qua, tiêu giật lấy ra trận pháp địa đồ, thanh lân vẫy vây tay, ta chính là không được mới để ngươi, bất quá nói, trên bản đồ này trận pháp rất phiền toái sao, ta còn là lần đầu thấy được ngươi ứng phó phiền toái thì muốn lâu như vậy. tại thanh lân trong ấn tượng, tiêu giật bất luận gặp được phiền toái gì cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ giải quyết. tiêu giật lắc đầu, nói, trận pháp này địa đồ, rất không đơn giản. ngươi xem. tiêu giật nhìn về phía trận pháp địa đồ, nói, này cả chương trận pháp địa đồ giống như như mới. Nếu như ta không có đoán sai, đây không phải bắt đầu bản trận pháp địa đồ, hẳn là một lần nữa in dấu đi ra. Mà trên bản đồ trận pháp, tầng thứ cực cao, cũng không phải phổ thông trận pháp sư có thể bố trí xuống. Tối thiểu, theo ta gặp được qua trận pháp sư đến xem, bất luận tầng thứ cùng thủ đoạn, đều xa không này một cái trận pháp. Mặt khác, trận pháp này hẳn là bố trí cùng tồn tại tại thời đại hồi lâu, loại kia khí tức cổ xưa, tối thiểu tại vạn năm trở lên. Vạn năm trở lên. Thanh Lân sững sờ, nói, ta không có đoán sai, trận pháp này địa đồ, hẳn là Thiên Vương Sơn đạt được, sau đó là cấn cho thế lực khác. Như vậy nguyên bản này trương trận pháp địa đồ, như thế cổ xưa, Thiên Vương Sơn làm thế nào đạt được? Không biết. Tiêu giật lắc đầu, tóm lại, ngươi có thể tưởng tượng, vạn năm trước trận pháp cường giả, sở bố trí xuống trận pháp, tất nhiên là không đơn giản. Nếu thật muốn khám phá trận pháp này, ta cũng không biết cần phải bao lâu. Thanh Lân nghe vậy, gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, Vậy liền trước trong mây biển hiểm địa A, có lẽ có thể có khác thu hoạch cũng không nhất định. Đi. Tiêu giật gật gật đầu, này vân hải hiểm địa, rèn luyện một phen ngược lại cũng không tệ. Thanh lân tiếu tiếu, rèn luyện. Dứt lời, hai người ngự không bay lên, trực tiếp trong mây biển hiểm địa. Vèo. Vèo. Không bao lâu, hai người tại một tòa vạn mét trên đỉnh núi cao dừng lại. Không hổ là vân hải hiểm địa. Tiêu giật ngắm nhìn bốn phía, khẽ cười một tiếng. Cái gọi là vân hải hiểm địa chính là một cái khắp nơi cao điểm mọc lên san sát như rừng địa phương tất cả vân hải hiểm địa dị thường bao la sợ là tại mười mấy vạn dặm phạm vi trở lên mà ở trong đó thuần một sắc vạn mét cao điểm sơn phong cùng sơn phong giữa chính là cái kia từng mảnh từng mảnh vân hải cao giữa không trung gió mạnh thổi đến mà qua vân hải cuồn cuộn như khói thật là mỹ lệ đi tiến trong mây nhìn xem thanh lân cười nói vèo một cái lắc mình hai người tại sơn phong biên giới nhảy xuống bất quá một lát hai người chui vào vân hải ở trong bất quá hai người cũng không ngự không mà là một mực mặc cho dưới thân thể hàng một phút đồng hồ sau tiêu giật nhăn như mày nhìn xem xung quanh mây trắng kinh hô nói hảo dậy tầng mây muốn không thể nào nói là vân hải hiểm địa nha thanh lân cười nói ta năm đó lần đầu tiên tới nơi này cũng là đã giật mình nơi này vân hải một mực kéo dài đến mặt đất hả tiêu giật hơi hơi giật mình nói cũng chính là tất cả toàn núi cao từ sơn phong đến mặt đất đều là vân hải bao bọc ở trong vậy mặt đất có cái gì yêu thú sao hả tiêu giật nói như vậy đông nhiên khẽ di một tiếng có yêu thú khí tức cẩn thận thanh lân lắc đầu cũng không để ý nửa ngày tiêu giật nhìn thẳng phía trước phía trước một con yêu thú từ trong mây nhảy ra yêu thú như như ngọn núi to lớn hình dáng như sư tử trên khuôn mặt tu mau rầm rạp vừa nhìn liền biết là loại hung manh yêu thú sư loại yêu thú thiên cực đỉnh phong khí tức tiêu giật hai mắt nhũ lại bất quá tiêu giật cũng không xuất thủ chỉ là nghi hoặc nhìn xem bởi vì tại hắn trong cảm giác này con yêu thú cũng không ác ý quả nhiên này con yêu thú sau khi xuất hiện cũng không để ý tới tiêu giật hai người chỉ là tự nhiên tại trong mây quần cuộn tựa như đang đùa đùa nghịch vậy là bước trên mây thú thanh lân cười nói bước trên mây thú đứng hàng cựu phẩm đỉnh phong yêu thú nhưng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn là một loại rất kỳ lạ yêu thú bước trên mây thú tiêu giật khe nhũ mày bước trên mây thú hắn đại khái nghe nói qua nhưng cũng không quá rõ ràng mặc dù hắn là liệp yêu sư cũng không có khả năng này biết được tất cả yêu thú thanh lân cười nói bước trên mây thú là vân hà địa vực đặc hưu yêu thú sinh hoạt tại vân hải ở trong lấy vân làm bạn lấy thiên địa linh khí là thức ăn tuy loại này yêu thú rất dịu dàng ngoan ngoãn nhưng dù sao cũng là cựu cấp đỉnh phong yêu thú thực lực không tầm thường cố hưu chút thương hội hội đặc biệt bắt những cái này yêu thú cung đem phục tùng thành tọa kỵ lấy cung cấp thương đội chi dụng đương nhiên muốn phải bắt chúng thật không đơn giản tiêu giật gật gật đầu hỏi trừ đó ra đâu này đừng nói cho ta vân hải hiểm địa không có khác yêu thú sắp thực không có thanh lân cười nói cho nên ngươi nghĩ rèn luyện nơi này cũng không thích hợp tiêu giật nhướng mày nói vậy vì sao nơi này sẽ bị chuột ngũ hiểm địa danh sưng rất đơn giản thanh lân vừa muốn nói gì mắt nhìn trên cao nhướng mày nói lập tức muốn vào đêm về núi trước trên đỉnh a vèo dứt lời thanh lân thân ảnh loại lên trở lên bay vọt tiêu giật đuổi kịp bất quá một lát hai người trở lại trên ngọn núi trên ngọn núi tiêu giật đứng bên vách núi duyên đứng chắp tay nhìn bốn phía hiện giờ đã là thái dương tây dưới dáng chiều ánh sáng tàn vung rơi vào nảy vân trên biển đem chọn mảnh vân hải làm nổi bật có một mảnh đỏ bừng thật là mỹ lệ gió mát phơ phất, thổi chúng tiêu giật tay háo đồng bềnh mà vân dội Hô. Tiêu giật nhẹ thở ra một hơi, thật là thoải mái. Mười phút đồng hồ, dáng chiều tan hết, một vòng trăng sáng, rắt ở trong màn đêm. Điểm điểm tinh quang, chút xuống tại tất cả ngọn núi, càng làm cho này vân hải bằng thêm một phần hiếm có trắng lệ. Rất đẹp phải không? Thanh lân đi đến tiêu giật bên cạnh, cười nói. Ngươi nói, như thế chi cảnh, nếu là có giai nhân đang bên cạnh, mỹ nhân làm bạn sẽ có bao nhiêu hảo. Ngọa tháp vân hải, nhìn lên tinh quang, cỡ nào mãn nguyện. Đáng tiếc ngươi không phải là mỹ nhân thanh lân nghiền ngẫm cười cười hơn nữa vân hải hiểm địa vào đêm cấm bay tự ý trong mây biển người hẳn phải chết không thể nghi ngờ thanh lân ngữ khí thoáng chốc trở nên ngưng trọng canh một thấu chương hết chương một nghìn chín mươi bốn thăng long Đốn ngộ vào đêm cấm bay tiêu giật nhăn nhũ mày nhắm lại ánh mắt nửa ngày tiêu giật mở mắt cau mày nói lấy ở đâu cấm bay tại hắn trong cảm giác tuần này bị thậm chí trong mây căn bản không có cấm bay trận pháp hoặc là cấm chế. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình như cũ có thể điều động nguyên lực, cùng với ngự không phi hành. Thanh lân tiếu tiếu, nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng như ngươi như vậy nghĩ, có thể một lần, ta thiếu chút nữa không có cầm mệnh ném. Cái gọi là cấm bay, cũng không phải là chỉ trận pháp hoặc là cấm chế. Đó là cái gì? Tiêu giật hỏi. Từ mây đen địa vực chạy đến Vân Hải thứ nhất, là một mực đi theo thanh lân chạy đi cố hắn cũng không có điều tra qua địa vực tư liệu rất nhiều thứ đều không rõ lắm rất nhanh ngươi liền sẽ biết thanh lân tiêu tiếu không nói tự nhiên ở một bên khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tu luyện tiêu giật không để ý đến như cũ nhìn lên tinh không xung quanh trừ thanh lân người này lại không cái gì vật sống mà phụ cận cao điểm cũng ở cực viên bên ngoài đỉnh núi vân trên biển trừ gió mạnh thổi đến yếu ớt âm thanh hiển lộ dị thường yên tĩnh tiêu giật khoe miệng không khỏi dần dần tuôn ra một vòng mỉm cười. Trong ấn tượng, hắn đã thật lâu không có cơ hội như hiện nay như vậy, lẳng lặng nhìn lên tinh không, lẳng lặng hưởng thụ khó được một khắc bình tĩnh. Những năm gần đây, hoặc là bốn phía lang bạt, hoặc là các loại buôn tập, các loại chiến đấu kịch liệt, khó được nhàn hạ, cũng là đang bế quan bên trong vượt qua. Trong ấn tượng, lần thứ nhất nhìn lên tinh không, lẳng lặng một chỗ, đã là mấy năm trước, tại Lưu Tinh quận, quận vương quý phủ, quan sát kia khó gặp Lưu Tinh chi dạ. Một lần, Lưu Tinh, làm nổi bật xuất giai nhân hai gò má, để cho hắn thất thần hồi lâu. Hắn từng nói qua, hắn cuối cùng sẽ tìm được nàng, cố hắn từ đông vực đi đến trung vực. Hiện tại, hắn thân ở trung vực, cự ly đã từng chính mình lời hứa, đã càng ngày càng gần, có thể hắn vẫn còn có chút không thể chờ đợi được. A tiêu giật bỗng nhiên tiêu tiếu, cười đến rất là vui vẻ. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất, quận trong vương phủ, bị vạn sơn quận kiếm chủ quấy rầy suy nghĩ, rất là không vui. Lần này, sẽ không phải lại bị quấy rầy A. Tiêu giật như vậy nghĩ đến, lại không biết, hắn ý nghĩ, rất nhanh liền thực hiện. Phương xa, đông nhiên. Giống. Một tiếng kinh thiên giống to truyền đến. Vật gì? Tiêu giật biến sắc, thoáng chốc từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi kia giống to một tiếng, gần như làm cho tất cả thiên không bùng nổ. Kia đinh thai nhức góc nổ mạnh, quả thực dọa hắn ngại dự. Một bên khoanh chân nhắm mắt thanh lần, đông nhiên mở mắt, tiếu tiếu. Đến. Tiêu giật xa nhìn phương xa. Đông nhiên phía chân trời thượng thay đổi bất ngờ tất cả vân hải cuồn cuộn liên tục một cỗ ngập trời khí thế hung hăng đè xuống thật là khủng khiếp khí thế tiêu giật hít sâu một hơi chỉ cần là khí thế không ngờ để cho hắn vô cùng kinh hãi thậm chí không sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu mấy giây phương xa một đầu quái vật khổng lồ ngao du mà đến đúng ngao du một đầu quái vật khổng lồ phảng phất là tại vân hải bên trong ngao du chơi đùa tiêu giật liếc mắt nhìn liền đã con mắt co rụt lại cái đó đúng xa không long phương xa quái vật khổng lồ đáp mây bay mà đi uyển chuyển thân thể vốn lượn xuyên tòa vu sơn phong giữa to lớn thân hình đúng là nhẹ nhõm đem những cái này vạn mét sơn phong vây một vòng lại một vòng như vậy xa nhìn như cũ có thể cảm nhận được nó kia to lớn vô cùng thân hình không khó tưởng tượng tại viên kia to lớn đầu lâu trước mặt cho dù là một ít cao như núi yêu thú sợ cũng chỉ là như kiến hơi nhỏ bé cô hảo yêu thú cực lớn Tiêu giật nuốt miệng nước miếng, hoảng sợ nói. Một bên thanh lân như cũ khoanh chân ngồi lên, nói, vậy là Vân Long, vào đêm sẽ tại Vân Hải bên trong quần cuộn chạy. Người có thể tưởng tượng, thật lớn như thế quái vật khổng lồ, sợ là bị nó đụng một cái, một tòa vạn mét cao điểm đều có khoảnh khắc bị đụng thành phấn vụn. Nếu là hiện tại vọng trong mây biển, không cẩn thận đụng với nó, sợ là thánh vương cảnh cũng cựu tử nhất sinh. Vân Hải hiểm địa, bởi vậy vào đêm cấm bay, không người dám trong mây biển ở trong. Trọng yếu nhất, vân long không chỉ một mảnh cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết nhưng ta đã từng đã từng gặp quần long bay lượn như vậy uy thế giống như hủy thiên vân long tiêu giật nhữ mày nhìn xem phương xa quái vật khổng lồ lắc đầu không có nửa phần yêu thú khí tức không thậm chí phía trên liền mảy may khí tức đều không có điều này sao có thể không có có khí tức chứng minh này đầu quái vật khổng lồ chỉ có thể ánh mắt nhìn tới nếu là nhắm mắt lại mặc cho ngươi cảm giác cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối phát hiện không thế gian lại có loại này kỳ lạ đồ vật tiêu giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi có cái gì tốt kỳ quái thanh lân cười nói thế gian vạn vật ai dám nói tất đếm rõ được kể hết rõ ràng lớn như vậy trong đó vực vô số địa vực vô số kỳ lạ lại có ai dám nói rõ hết thảy ai lại nói tiếp thanh lân bỗng dưng hiểu ý cười cười năm đó ta mới tới vân hải hiểm địa không biết tình huống thiếu chút nữa ở chỗ này bị thế nào ta nhớ được khi đó vào đêm thời gian ta tại vân trung hải bắt một đầu bước trên mây thú chơi đùa thấy những cái này vân long có thể thiếu chút nữa không có cầm ta hủ chết mất đi ta phản ứng nhanh sửng sốt bỏ lại trên ngọn núi thanh lân nhớ tới năm đó sự tình thao thao bất tuyệt nói lại không phát hiện một bên tiêu giật chẳng biết lúc nào lên sững sờ ở chỗ cũ tiêu giật hai con ngươi chặt chẽ nhìn thẳng phương xa vân long kia quái vật khổng lồ tại trong mây quần quận liên tục dưới ánh sao bóng ánh vô cùng quái vật khổng lồ nhất cử nhất động kể hết ánh vào tiêu giật đôi mắt tiêu giật trên người khí tức đống nhiên lần hả một bên thanh lân thoáng chốc cảm giác được đốn ngộ tiêu giật ngươi tại đốn ngộ mấy thứ gì đó tiêu giật không có trả lời bởi vì hắn một bộ tâm thần sớm đã yên lặng tại đốn ngộ bên trong tay hắn bắt đầu động không bao lâu chân hắn cũng bắt đầu đậu Ơ, ờ, bắt đầu đùa nghịch lên quyền thanh lân khẽ cười nói ta những ngày này cũng không gặp ngươi dùng như thế nào qua quyền pháp nhất đạo a à? thật kỳ quái quyền pháp bất quá xem ra giơ tay nhấc chân tự thành huyền ảo thanh lân nhìn xem tiêu giật động tác hơi có chút giật mình nhưng hắn nhận không ra đây là cái gì quyền pháp chỉ có tiêu giật tự mình biết đây là hắn hình ý ngũ tuyệt từ tiền thế bắt đầu hắn hình ý ngũ tuyệt liền chỉ có thăng long nhất tuyệt không thể đại thành còn lại tứ tuyệt tất cả đều là đã có võ đạo chân ý duy chỉ có thăng long không thể thấy kia vật thủy chung không được kia chân ý năm loại võ đạo chân ý còn kém một loại nay một cái là hắn một cái tiếp nối nhưng hiện nay chợt có cơ hội thậm chí hãm vào đốn lộ. tiêu giật rõ ràng cảm giác được chính mình thăng long tầng thứ thật không đoạn tăng vọt phương xa kia vân long cuồn cuộn nhìn như tùy ý nhưng trong mắt hắn lại là thế gian nguyên thủy nhất võ đạo ý vị vân long vốn lượn mà đi hoặc vây quanh sân phòng hoặc mặc trôi mây dày thời gian dần qua này quái vật khổng lồ đi đến tiêu giật ngọn núi này lúc trước bất quá một lát lại dần dần vốn lượn chạy tiếp theo đi xa tiêu giật trong đôi mắt thoáng chốc mất đi quan sát đối tượng đốn nộ cũng trong chớp mắt đánh vỡ vẫn chưa triệt để lĩnh hội chỉ kém một chút liền đủ lại cho ta xem trong chốc lát tiêu giật biến sắc đừng chạy vèo thân ảnh loại lên trực tiếp nhảy vào vân hải ở trong thẳng truy đuổi kia quái vật khổng lồ mà đi canh hai thấu chương hết chương một nghìn chín mươi lăm lại cho chút thời gian tiêu giật nhảy vào vân hải ở trong thẳng truy đuổi kia quái vật khổng lồ mà đi một bên thanh lân vốn tại tự thuật cố sự thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tiêu giật đốn nộ. bỗng nhiên thấy tiêu giật cử động lần này dọa kêu to một tiếng tiêu giật ngươi không muốn sống thanh lân tiếng nói hạ xuống nhưng tiêu giật đã biến mất tại bên vách núi duyên đáng chết thanh lân tức giận dậm chân một cái tiếp theo lão tử tình nguyện mình bị truy sát vạn giảm cũng không muốn với ngươi một chỗ hành sự nói như vậy thanh lân còn là một cái lách mình nhảy vào vân hải ở trong thẳng truy đuổi tiêu giật mà đi vân hải hiểm địa cái gọi là cấm bay chỉ là đêm xuống vân long bay lượn không người dám phi hành cũng không phải thực cấm bay lấy thanh lân tốc độ bất quá một lát liền đã truy đuổi thượng tiêu giật mà giờ khắc này tiêu giật đang ngồi ngay ngắn ở này đầu quái vật khổng lồ đầu lâu phía trên một đôi tay vẹn vẹn địa cầm lấy đây rốt cuộc là vật gì tiêu giật trong mày lúc trước xa xa nhìn xa cảm giác không được nửa phần khí tức cũng liền a hiện tại hai tay cầm lấy lại vẫn là không thể cảm nhận được dù cho một chút khí tức hơn nữa này quái vật khổng lồ xuyên qua chạy, nhìn như rất chậm, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Ngồi ngay ngắn ở to lớn đầu lâu, rất khó ngồi vững vàng thân thể. Tất cả đầu lâu lại bóng loáng vô cùng, Tiêu giật nhìn như cầm lấy, thực lại chỉ là dùng nguyên lực chặt chẽ hấp thụ, miễn cho bị té xuống. Đáng chết. Tiêu giật nhẹ mắng một tiếng. Này quái vật khổng lồ như thế đại động làm địa vốn lượn hành tẩu, chính mình căn bản vô pháp ổn định thân thể. Mà nếu không phương pháp ổn định lại, chính mình như thế nào tiến nhập đốn nộ một khi tiến nhập đốn ngộ sợ là một giây sau cứ té xuống trong mây sau lưng thanh lân thoáng chốc đi đến đồng dạng nắm thật chặt này to lớn đầu lâu tiêu giật ngươi làm cái gì thanh lân kinh hô nói mau buông tay ta cũng không muốn ta hai người mạng nhỏ giao cho tại đây kịch liệt gió mạnh không ngừng thổi đến mà qua thanh lân thanh âm truyền vào tiêu giật trong hai http tiêu giật lắc đầu cao giọng nói thanh lân ngươi có thể có biện pháp bắt lấy này đầu vân long ta ý tứ là khiến nó yên tĩnh bắt lấy vân long thanh lân sắc mặt khó coi nói ngươi thế nào không cho ta một trưởng đập vỡ những cái này vạn mét cao điểm đừng nói là ta chính là võ đạo đại năng cũng đừng hòng bắt lấy này vân long ta nói ngươi có thể hay không khác mỗi lần làm việc đều làm người hái hùng kiếp vía nhanh chóng theo ta đi nay vân long thân hình khổng lồ như thế vừa tức thế ngập trời há lại có thể đơn giản bắt lấy tiêu giật lắc đầu cao giọng nói ngươi đi trước ta phải bắt nó trong chốc lát dứt lời tiêu giật vung tay lên trên bầu trời vô số đạo tinh quang hàng lâu bất kể như thế nào hắn luôn trước cấm cố hạ này đầu sinh mãnh liệt quái vật khổng lồ cho ta vây khốn tiêu giật khẽ quát một tiếng tám trăm đạo tinh quang tự thành kiếm trận cưỡng ép vây khốn này đầu quái vật khổng lồ bất quá này đầu quái vật khổng lồ bất quá hơi hơi bỏ rơi đầu lâu đầy trời tinh quang liền đã khoảnh khắc tán loạn ta cũng không tin tiêu giật đôi mắt lạnh lẽo một bên chặt chẽ hấp thụ lấy to lớn đầu lâu một bên trong đầu nhanh chóng lĩnh hội lên hắn thực sự không phải là hãm vào đốn ngộ trạng thái nếu là hãm vào đốn ngộ trạng thái hội trong chớp mắt thất thần hắn hiện tại làm chỉ là tại lĩnh hội mà hắn lĩnh hội chính là tinh huyễn kiếm đạo hắn biết như vậy có lẽ rất nguy hiểm nhưng hắn không kịp nhiều như vậy trực giác nói cho hắn biết hình ý ngũ tuyệt đợi đến hoàn toàn đại thành tất nhiên hội có một lần nghiêng trời lệch đất địa biến hóa này là võ giả trực giác cũng là hắn sáng chế hình ý ngũ tuyệt trực giác. Mà hắn hiện tại cần có nhất, chính là thực lực. Lần này, tuyệt đối là một cơ hội. Vèo, vèo, vèo. Vô số tinh quang, lần nữa hàng lâm. 800 đạo tinh quang rơi xuống, nhưng lần này, cũng không có lập tức vây khốn này đầu quái vật khổng lồ. Mà là tạm thời ngưng tụ. Tiêu giật không ngừng lĩnh hội, quá hắn lớn nhất khả năng, cực hạn lĩnh hội lấy. Vèo. Phía chân trời phía trên, lại là một đạo tinh quang rơi xuống. Nay không giống với lần thứ nhất tại sao đổi ngoài thành đối phó vương gia gia chủ. Khi đó, biên chiến biên lĩnh hội, tham ngộ ngộ cũng nắm giữ mấy trăm đạo tinh quang hàng lâm. Tinh huyễn kiếm đạo, không hề nghi ngờ, dị thường cao thâm, càng là lĩnh hội hạ xuống, độ khó càng lớn, sở liên quan đến võ đạo tầng thứ cũng càng cao. Hiện giờ hắn đã trưởng khống 800 đạo tinh quang, lại hướng lên lĩnh hội, mỗi lần nhiều nhất trưởng khống nhất đạo, đều tuyệt không phải chuyện dễ. Bất quá, tiêu giật cuối cùng là tiêu giật có thể lĩnh ngộ ra hình ý ngũ tuyệt hắn, vốn là cái võ đạo thiên tài. Một phút đồng hồ sau, lại là một đạo tinh quang. Cách mỗi một phút đồng hồ, hẳn là một đạo tinh quang hàng lâm. Tiêu giật đối với tinh huyễn kiếm đạo trưởng khống, tại đây cực hạn lĩnh hội, không ngừng tăng vọt. Hai canh giờ, đáp xuống tinh quang, rốt cục tới đột phá nghìn đạo. Trong chớp nhóm này, tinh huyễn kiếm trận ầm ầm kết lên. Đồng thời, tinh huyễn kiếm trận thượng tán phát khí tức, tựa như sản sinh chất biến, rồi đột nhiên tăng lên một tầng thứ. Hả? sau lưng thanh lân biến sắc thật là lợi hại kiếm trận chỉ bằng vào khí tức kiếm này trận tuyệt đối đạt tới thánh vương cảnh tầng thứ tiêu giật ngươi cái tên này tu rốt cuộc là công pháp gì ngàn đạo tinh quang ngưng tụ mà thành tinh huyễn kiếm đạo thoáng chốc uy lực đại tăng kia quái vật khổng lồ khoảnh khắc bị áp chế giống quái vật khổng lồ phát ra một tiếng ngập trời gào thét to lớn đầu lâu mãnh liệt địa lay động lên nay phảng phất là loại nào đó linh vật tại tự thuật lấy kiêu căng cùng cao ngạo tuyệt không cho bị nhốt to lớn thân hình không ngừng tại kiếm trận ở trong đánh thẳng vào thành tiêu giật sắc mặt vui vẻ nay quái vật khổng lồ mặc dù kịch liệt vùng đấy lại tạm thời vô pháp phá tan kiếm trận bất quá nó như vậy kịch liệt lay động tiêu giật vẫn là vô pháp bình ổn tinh thần sau lưng thanh lân khẽ cắn môi nói đáng chết tiêu giật toán lao tử thiếu nợ ngươi lần này liền lại cùng ngươi điên một bà dứt lời thanh lân thân ảnh loại lên đi thẳng tới kia to lớn đầu lâu phía trước một khối nhanh huyễn lệ thanh sắc lân phiến đã ngưng tụ tại hai tay vung tay lên một đôi vô hình cự đại thủ trưởng cưỡng ép bắt lấy này quái vật khổng lồ vặn vẹo thân hình giống quái vật khổng lồ lần nữa gào thét chỉ là nó kịch liệt vặn vẹo thoáng chốc bị cưỡng ép dừng lại đi tiêu giật vui sướng cười cười vẹn vẹn địa rừng ở này quái vật khổng lồ đốn nội trạng thái trong chớp mắt tiến nhập mấy phút sau tiêu giật trên người khí tức càng tăng vọt này đầu vân long tuy bất động bất động nhưng nó làm nổi bật tại tiêu giật trong mắt, còn là tràn ngập vô số võ đạo ý vị. Giống, giống, giống. Quái vật khổng lồ, tuy bị cưỡng ép cấm, nhưng lại không ngừng phát ra gào thét. Đương nhiên, những cái này gào thét, không chút nào có thể ảnh hưởng tiêu giật. Lại cho ta chút thời gian, lập tức là tốt rồi. Tiêu giật trong mắt, tràn ngập chờ mong. Bất quá, mười vài giây sau, phương xa, hơn mười đạo ngập trời khí thế chuyển đến. Thanh lân nghi ngờ liếc mắt nhìn, lúc này con mắt cọ rụt lại. Phương xa, hơn 10 đầu vân long, tựa như nghe được này một đầu vân long gầm rú, vốn lượn mà đến. Hơn 10 đầu quái vật khổng lồ, giống như quần long bay lượn, uy thế hắn ngạo thiên. Những nơi đi qua, sơn phong sụp đổ, vân hải tách ra. Này! Này! Song đời gan lớn như thanh lần, còn là không tự chủ run dậy một tiếng. Canh ba! Thấu chương hết! Chương 1096, tầm nhìn. Giống! Tiêu giật dưới chân, nay đầu quái vật khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng trong chớp mắt phá tan cầm cố tiêu giật tinh huyễn kiếm đạo đã co đột phá trưởng không ngàn đạo tinh quang cộng thêm thanh lân toàn lực trợ giúp hiệp hai người chi lực cũng chỉ là vẹn vẹn có thể cấm cố này đầu quái vật khổng lồ cực thời gian ngắn ngủi quái vật khổng lồ lần nữa chạy mà đi thanh lân một cái lắc mình đi đến tiêu giật bên cạnh đồng dạng nắm thật chặt to lớn đầu lâu tiêu giật có thể đi thôi thanh lân nói như vậy mắt nhìn phương xa đánh úp lại hơn mười đầu vân long không tiêu giật lắc đầu ngươi đi trước ta về sau tự có nắm chắc thoát thân lần này không thành công lòng ta không cam lòng ngươi đến cùng muốn làm cái gì thanh lân lạnh giọng hỏi tiêu giật không nói suy tư về biện pháp toán thanh lân thấy tiêu giật không nói chỉ có thể tức giận lắc đầu ngươi không đi ta cũng không đi còn là câu nói kia ném ngươi ta không còn mặt mũi hồi học giáo vậy liền nắm vững Tiêu giật cười nhạt một tiếng. Tiêu giật mắt nhìn sau lưng hơn mười đầu Vân Long. Hiện nay bọn họ cầm lấy này đầu Vân Long, đang chạy, luận tốc độ, không hề so với sau lưng hơn mười đầu Vân Long chậm. Đơn giản mà nói, tiểu này hạ xuống, sẽ không bị sau lưng hơn mười đầu Vân Long truy đuổi. Chỉ có thể tiếp tục tham ngộ tinh huyến kiếm đạo. Tiêu giật tâm tiên thầm suy nghĩ lấy. Nghĩ xong, tâm tiên lần nữa nhanh chóng lĩnh hội lên. Thời gian, dần dần đi qua. Một lúc lâu sau tiêu giật sắc mặt có chút khó coi bởi vì chọn một canh giờ cực hạn lĩnh hội hắn lĩnh hội tốc độ đúng là thật trưởng trường không tinh quang chỉ là nhiều nhất đạo lúc trước một phút đồng hồ trường không nhất đạo cùng hiện nay một canh giờ trường không nhất đạo kia tranh lệch tự nhiên là thật lớn một ngàn đạo tinh quang phảng phất là một cái khảm là một lần chất biến một ngàn đạo tinh quang tinh huyễn kiếm đạo sau này tu luyện phảng phất tiến nhập tầng thứ cao hơn tự nhiên lấy hắn hiện nay tu vi tầng thứ lĩnh hội lên độ khó trong chớp mắt tăng vọt. Lại là một lúc lâu sau, Tiêu giật Triệt để buông tha cho lĩnh hội ý nghĩ. Tốc độ như vậy hạ xuống, hắn đừng hòng tại Tinh Huyễn Kiếm Đạo trên có thật lớn đề thăng, chớ nói chi là có thể cấm cố hạ này đầu quái vật khổng lồ. Thăng Long nhất tuyệt, ta chỉ chênh lệch một chút, chỉ có thể liệu. Tiêu giật Tâm Tiên quyết tâm, khẽ cắn môi. Nghĩ xong, Tiêu giật lần nữa vung tay lên, ngàn đạo tinh quang thoáng chốc từ trên trời giáng xuống, lần nữa vây khốn Vân Long. Đồng thời, tiêu giật trong tay bạo tuyết kiếm cứ thế mà hiện vô số xương lạnh cứ thế mà hiện hàn băng lĩnh vực lên phong tuyết đại trận lên tiêu giật trong chớp mắt thủ đoạn đều xuất hiện to lớn vân long lần nữa bị nhốt dưới tiêu giật cũng lần nữa nhắm mắt ý định đốn ngộ bất quá rất hiển nhiên hắn còn chưa bắt đầu đốn ngộ vân long lần nữa cưỡng ép phá tan cấm vây khốn dừng lại cho ta tiêu giật quát lên một tiếng lớn băng giới quyền toàn lực một quyền trung điệp chiều vân long to lớn đầu lâu hành dưới Vâng. một tiếng bạo vang rội. Một giây sau, đồng dạng là một tiếng bạo vang rội, bất quá, lại là này đầu quái vật khổng lồ bị đau gào thét, giống. Một bên, thanh lân trừng to mắt, tiêu. Tiêu giật, ngươi làm cái gì? Nếu là thật chọc giận này đầu vân long, chúng ta mạng nhỏ thật muốn giao cho tại đây. Quả nhiên, hai người dưới chân này đầu vân long, bị tiêu giật trùng điệp một quyền hoành co thân ảnh hạ thấp, trực tiếp đập vụn một bên một tòa vạn mét sân phong. Đợi đến này đầu vân long kịch liệt dãy ruộng, thoáng chốc cuồng bạo lên to lớn thân hình không hề vây quanh mà đi mà là mạnh mẽ đâm tới vê anh một tiếng vang thật lớn phía trước một tòa nguy nga núi cao trực tiếp bị đụng xuyên ra một cái cự động vô số núi đá toái đá sỏi không ngừng tại hai người bên người xẹt qua làm cho hai người chật vật vô cùng hết xong thực điên thanh lân kinh hô một tiếng tiêu giật không nói đôi mắt như cũ ngưng trọng vô cùng tâm tiên như cũ tại lĩnh hội thậm chí ý đồ tại phân ra một kia tâm thần bắt lấy này đầu lâu đồng thời tiến nhập đốn ngộ trạng thái có thể tại đây đầu vân long địa bạo tẩu muốn đi vào đốn ngộ hiển nhiên rất khó mà lúc này phía chân trời đã hiện lên một tia ngân bạch sắc màn đêm dĩ nhiên lặng yên rời đi từ tiêu giật truy đuổi thượng này đầu quái vật khổng lồ đến hai người tới dây dưa hồi lâu sớm đã đi qua một đêm thời gian phúc lúc này tiêu giật một ngụm tanh huyết phun ra sắc mặt trắng bệnh vô cùng tiêu giật ngươi không sao chứ một bên thanh lân đã giật mình gấp giọng hỏi thất bại tiêu giật lộ vẻ sầu thảm nói qua thậm chí không có đi lau miệng góc máu tươi kỳ thật từ lần đầu tiên ngàn đạo tinh quang hàng lâm tự thành kiếm trận sau đó bị vân long cưỡng ép phá tan hắn đã chịu phản vệ chớ nói chi là khi đó hắn vốn ngắn ngủi địa tiến nhập đốn ngộ trạng thái cưỡng ép bị mánh liệt địa lay động đánh vỡ phản vệ càng lớn cho tới bây giờ quần chiến một đêm thủ đoạn ra hết tâm thần quá mỏi mệt lại như cũ vô pháp thành công khó thở liền một ngụm tanh huyết phun ra toán tiêu giật thở dài lắc đầu là không cưỡng cầu được hắn cũng không thể tránh được thanh lân tạ tiêu giật mắt nhìn một bên thanh lân hiểu ý cười cười không có việc gì thanh lân vẫy vây tay dù sao ta đã thói quen a à, tiêu giật tiêu tiếu lúc này nguyên bản bạo tẩu vân long dần dần đỉnh chỉ va chạm lại khôi phục cố lượng đi thôi tiêu giật bất đắc dĩ nói Hiện tại không đổi. Thanh Lân cười nói, dù sao cùng nó quần chiến một đêm, chúng ta bây giờ trả sống phải hảo hảo, cũng không kém những cái kia hứa thời gian. Vào đêm thời gian, Vân Long bay lượn, vẫn là Vân Hải hiểm địa nguy hiểm nhất nhân tố. Không ai dám khiêu khích những cái này Vân Long mảy may. Bất quá, ta hiện tại có chút nghi hoặc, những cái này Vân Long, vào đêm thời gian xuất hiện, như vậy ngày bình thường đâu này. Ngày bình thường, này mây trắng vạn dặm bên trong, chỉ có bước trên mây thú, những cái này Vân Long chạy đi đâu ngươi muốn nhìn một chút chúng sẽ đi thì sao tiêu giật hỏi không sai thanh lân tiêu tiếu trong đôi mắt hiện lên suốt một vòng trong dự liệu không an phận tùy ngươi tiêu giật tiêu tiếu khoanh chân ngồi xuống nắm thật chặt to lớn đầu lâu vân long không ngừng bay lượn sau nửa canh giờ bà một tiếng rất nhỏ tiếng vang tiêu giật cùng thanh lân hai người còn chưa phản ứng kịp trực giác dưới chân không còn trong chớp mắt rất xuống ta đi thanh lân kinh hô một tiếng tiêu giật nhướng mày vội vàng ổn định thân thể. Hai người chậm rãi từ Vân Hải ở trong hàng xuống. Vân Long đâu này? Thanh Lân đứng vững thân thể, nghi ngờ nói. Người xem. Tiêu giật ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng trên cao Vân Hải bên trong hơn 10 mảnh Vân Long. Bành! 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 Liên tiếp hơn 10 đạo rất nhỏ tiếng nổ vang. Hơn 10 mảnh Vân Long, đống nhiên tiêu tán, tiêu thất vô ảnh vô tung. Đi đâu? Gặp quỷ rồi. Thanh Lân trừng to mắt. Tiêu giật cho mày, đông dưng xoay người đống nhiên biến sắc không phải là gặp quỷ rồi là trận pháp trận pháp cái gì thanh lân xương sở tiêu giật nhìn hướng tiền phương đông dưng cười nguyên lai like như thế trận pháp trên bản đồ tầm nhìn đến canh bốn bổ thấu chương hết chương một nghìn chín mươi bảy một kiếm phá trận tiêu giật nhìn về phía trước phía trước vẫn như cũng là một mảnh mây trắng nhưng ở hắn trong cảm giác phía trước rõ ràng lộ ra một cỗ trận pháp khí tức mà cố này trận pháp khí tức cùng trận pháp trên bản đồ trận pháp khí tức giống như lúc hắn khám nộ kia trận pháp hai ngày có thừa tất nhiên là nhớ rõ kia trên trận pháp khí tức cũng trong nháy mắt nhận ra tán tiêu giật khẽ quát một tiếng vung tay lên Sục sôi nguyên lực tách ra phía trước đại lượng mây trắng mây trắng tách ra trước mặt một cái trận pháp bình chướng rồi đột nhiên xuất hiện quả nhiên là nơi này thanh lân sắc mặt vui vẻ tiêu giật lấy ra trận pháp địa đồ nhìn vài lần lại gật gật đầu hẳn là nơi này sẽ không sai. Trận pháp trên bản đồ, cái kia hồng tâm điểm chính là tầm nhìn. Mà hồng tâm điểm địa phương, liền tại đây vân hải hiểm địa ở trong. Phải ở này bao la vô biên vân hải hiểm địa bên trong, không có đầu mối địa tìm lung tung, tự nhiên là tìm không được. Biện pháp duy nhất, chỉ có khám phá trên bản đồ trận pháp kia. Bất quá, tiêu giật cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là nghĩ đuổi theo kịp kia vân long, ý định để cho kia thăng long nhất tuyệt hoàn toàn đại thành, lại đi thẳng tới tầm nhìn. Xem ra, những cái kia thần bí vân long cùng này cổ xưa trận pháp có quan hệ thanh lân trầm giọng nói hắn không phải là đồ ngốc tự nhiên thoáng cái đoán được vậy chút vân long không hề có khí tức vừa thần bí đến cực điểm có phải hay không là trận pháp này lực lượng nguyên hóa ra đến thanh lân nhìn về phía tiêu giật hỏi hắn không hiểu trận pháp nhất đạo mà tiêu giật là trận pháp sư hắn tự nhiên hỏi tiêu giật tiêu giật lắc đầu nói không rõ ràng lắm thế gian trận pháp vô số ta cũng biết chi không rõ nhưng theo ta được biết này rất không có khả năng T E Z U I E N V N, -n. huyễn hóa ra đến du long chỉ là tử vật khuyết thiếu linh tính như một ít thủ đoạn công kích hoặc hỏa diễm hoặc nước hay hoặc là trận pháp thủ đoạn những cái này huyễn hóa ra đến du long tuy nhìn như long nhưng đều là giả chỉ là tử vật đây cũng là lúc trước tiêu giật thấy được những cái kia du long công kích không hề có cảm ngộ nguyên nhân nhưng bây giờ thấy được những cái này vân long rõ ràng linh tính mười phần tựa như vật sống hội gào thét hội dây rủa hội phát tác thậm chí làm cho hắn trong chớp mắt có võ đạo thượng cảm ngộ này sẽ là cái gì thanh lân truy vấn không biết tiêu giật lắc đầu nói tiến nhập trận pháp ở trong có lẽ sẽ có đáp án thiên vương sơn như thế đại động làm muốn khám phá trận pháp muốn tìm đồ vật rốt cuộc là cái gì ta cũng rất tò mò ta cũng thế thanh lân cười nói ngươi nhanh phá trận tiêu giật lần nữa lắc đầu nếu như có thể nhẹ nhõm phá trận, kia trận pháp trên bản đồ trận pháp, ta đã sớm có thể khám phá. Gì về phần đến nay đều không có đầu mối. Như vậy, tiêu giật suy tư một chút, nói, ta lĩnh hội một phen, nhìn có thể hay không khám phá. Nếu như nửa ngày ở trong, như cũ không được, liền thay ý nghĩ. Hảo. Thanh lân gật gật đầu. Tiêu giật khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội lên trận pháp. Thanh lân, thì ở một bên chặt chẽ thủ hộ. Thời gian, dần dần đi qua nửa ngày tiêu giật mở mắt đứng lên như thế nào thanh lân hỏi không được tiêu giật lắc đầu hảo huyền ảo trận pháp so với hắc độc sơn trang hắc độc chỉ trận pháp kia mạnh mẽ không chỉ gấp trăm lần mạnh như vậy thanh lân sắc mặt cả kinh tiêu giật gật gật đầu nói hơn nữa ta lúc trước suy đoán sai trận pháp này tồn tại thời gian tuyệt đối không chỉ vào năm sợ là mười vạn năm cũng không dừng lại có thể tồn trong một thời gian dài hơn nữa trận pháp hiện giờ như cũ không gì phá nổi bên trong nửa phần khí tức chưa từng tiết ra ngoài chứng minh trận pháp này như cũ hoàn hảo không tổn hao gì uy lực không có chút nào yếu bớt cường đại như thế trận pháp bày trận người tại mươi vạn năm trước hẳn là cái trận pháp đại năng trận pháp đại năng thanh lân lắc đầu khó trách liền ngươi đều không có biện pháp vậy chỉ có thể tính sao tiêu giật lắc đầu nói không phải là không có biện pháp chỉ là thời gian không đủ ta mặc dù hội trận pháp nhất đạo nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là một cái rất lợi hại trận pháp sư. Ta như trưởng không trận pháp chi thức tăng lên nữa một tầng thứ, mà lại cho ta đầy đủ thời gian, ta có nắm chắc sửa lỗi in trận pháp này. Bao lâu? Thanh Lân lần nữa sắc mặt vui vẻ, hỏi. Tối thiểu nửa tháng, hoặc là còn muốn lâu một chút. Tiêu giật trầm giọng nói. Vậy bắt đầu. Thanh Lân nói, ta ở chỗ này cho người gác. Không được. Tiêu giật lắc đầu, nói, nửa tháng, quá lâu. Thiên Vương Sơn, triệu tập thế lực khắp nơi đã hồi lâu ta suy đoán mặc kệ bọn hắn có hay không cũng có thể khám phá trận pháp trên bản đồ bí mật đều tất sẽ ở trong thời gian ngắn đi đến vân hải hiểm địa. chúng ta không có thể ở nơi này đợi quá lâu tiêu giật đoán được không sai trên thực tế thiên vương sơn từ lúc một ngày trước liền xuất phát không nhìn qua bảo sơn mà không phải nhập ai thanh lân thở dài không nhất định tiêu giật cười nhạt một tiếng nói ta không phải nói sao như nửa ngày như cũ không có cách nào liền tìm phương pháp khác. Chả có biện pháp nào. Thanh lân hỏi. Có. Tiêu giật gật gật đầu, tự nhiên đi đến trận pháp bình trường trước. Thở nhẹ hít một hơi, trên người nguyên lực, bắt đầu điều động. Vài giây sau, trong tay hảo quang lóe lên, một bả phong mang kinh thiên lợi kiếm, khoảnh khắc xuất hiện tại trong tay. Thật là sắc bén kiếm. Thanh lân bỗng dưng hít sâu một hơi, sau đó bước chân không tự chủ lui hai bước. Không phải là hắn tại để phòng tiêu giật, mà là, hắn nhìn thấy kiếm trong ngay mắt, trên kiếm phong kia kinh khủng sắc bén cảm ơn, để cho hắn không tự chủ sản sinh một cỗ tử vong cảm giác. Không đúng, đây không phải kiếm, là vũ hồn. Thanh Lân trong nháy mắt phản ứng kịp. Một giây sau, chặt chẽ địa nhìn chằm chầm tiêu giật kiếm trong tay. Thân kiếm, toàn thân tuyết trắng, tuyết trắng, tản ra một chút lam sắc quang mang. Đó là thuộc về mũi kiếm mang rượu quang. Lam sắc quang mang ra, còn có một tầng nồng đậm mà thâm hậu tử sắc. Đó là thuộc về vũ hồn nhan sắc. Màu tím sẫm vũ hồn, không càng mạnh thanh lân chừng to mắt một giây sau sắc mặt đại biến tiêu tiêu giật ta xem qua ngươi nhập môn tư liệu ta nhớ được ngươi vũ hồn không phải là khống hỏa thú sao vậy thanh kiếm này chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết song sinh vũ hồn tiêu giật gật gật đầu trên thực tế song sinh vũ hồn vẫn là hắn bí mật màu tím sầm vũ hồn cũng là hắn bí mật nhưng hiện tại bí mật này đã không quá quan trọng tại đông vực tử sắc vũ hồn được vinh dự trong truyền thuyết vũ hồn cũng tối cường vũ hồn mà đến đến trung vực tiêu giật thấy qua rất nhiều thiên tiêu có được tử sắc vũ hồn cũng không ít mặc dù không có màu tím sậm nhưng màu tím nhạt trung đẳng tử sắc còn có thoáng màu tím sậm vũ hồn hắn đều gặp tại chân chính một ít nổi tiếng trung vực tuyệt thế yêu nghiệt trong mắt tử sắc vũ hồn không coi là thượng là cái gì hiếm có đồ vật biến thái khó trách ngươi một mực như thế biến thái đúng là dù cho tuyệt thế yêu nghiệt đều mười trong triệu người cũng không có song sinh vũ hồn thanh lân bạch tiêu giật nhất nhãn tiêu giật tiêu tiếu xem ra ngươi là không muốn đi vào một nguyên nhân khác tiêu giật tin được thanh lân cùng thanh lân một chỗ hành tẩu thời gian mặc dù không nhiều lắm nhưng hai bên trải qua sinh tử đã không ít tiêu giật tán thành người bằng hữu này cũng tin tưởng hắn dứt lời tiêu giật một kiếm huy suất kiếm trong tay trong không khí xẹt qua nhất đạo lam sắc quang mang suy một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên chắc chắn trận pháp bình chướng trong chớp mắt bị kéo ra một cái lỗ hổng phá vỡ thanh lân sắc mặt vui vẻ tiêu giật sư đệ đi tiến vào tiêu giật tiêu tiếu gật gật đầu nói nhớ kỹ giữ bí mật biết yên tâm thanh lân vỗ ngực cam đoan đạo canh năm bủ thấu chương hết chương một nghìn chín mươi tám trận pháp ở trong linh mạch tiêu giật kiếm có thể phá trận này là bởi vì kia vô kiên bất tồi hiệu quả mũi kiếm tại trận pháp bình chướng thượng kéo ra nhất đạo lỗ hổng đi tiêu giật nói một tiếng bước vào lỗ hổng ở trong thanh lân gật gật đầu một cái lắc mình đổi kịp hai người sau khi tiến vào trận pháp bình chướng thượng lỗ hổng trong chớp mắt tiêu thất tất cả trận pháp bình chướng khôi phục như lúc ban đầu trận pháp bình chướng bên trong tiêu giật tản đi băng loan kiếm quét mắt xung quanh xung quanh trống rỗng cũng không một vật hai chân dẫm tại trên mặt đất không hề có không ổn trận pháp ở trong cùng trận pháp ra không khác nhau chút nào bất đồng duy nhất chính là trận pháp ngoài tràn ngập nồng đậm mây trắng. Mà trong trận pháp, không có nửa phần mây trắng, nhưng nhưng lại có. T. Tiêu giật cùng thanh lân hai người, đồng thời hít sâu một hơi. Hảo tinh thuần thiên địa linh khí. Tiêu giật kinh hô đạo. Đâu chỉ là tinh thuần, này đều ngưng kết lên. Thanh lân nuốt miệng nước miếng. Không sai, trận pháp ở trong, trong không khí tràn ngập từng sợi nhũ bạch sắc chi khí. Đó là nồng đậm tới cực điểm thiên địa linh khí. Kia đến như vậy tinh thuần linh khí. Thanh lân nghi hoặc hỏi. Nơi này đầu cũng không thấy có cái gì trọng bảo. Tiêu giật nhăn như mày, đánh ra bốn phía, những cái này linh khí, dường như là từ mặt đất phiêu sông tới. Thanh lân nghe vậy, mắt nhìn mặt đất, đạp đạp, không đúng. Này mặt đất, tuy thoạt nhìn cùng trận pháp ngoài không sai biệt lắm, bất quá ta như thế nào cảm giác có chút không nỡ. Xem ra mánh khỏe ngay tại phía dưới. Tiêu giật cười nói một tiếng. Hả? Thanh lân sắc mặt vui vẻ, sau đó một quyền đánh ra, mở cho ta. Anh. một tiếng ngập trời nổ mạnh rơi xuống tất cả mặt đất bị thanh lân đánh ra một vài mười em mở sâu hố to ca 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 hố từng đợt ken kết phá toái âm thanh truyền đến bất quá một lát mặt đất ầm ầm sụp đổ cắt đá chút xuống nửa ngày đợi đến cắt đá chút xuống hầu như không còn tiêu giật cùng thanh lân hai người nhìn lên trước mặt chi cảnh trường to mắt này này thanh lân há to mồm trước mặt là một khối khối nhũ bạch sắc tảng đá dầm dạp chẳng chịt phủ kín tất cả mặt đất là linh thạch tiêu giật cũng ăn cả kinh không phải là mặt đất không nỡ nguyên lai là dưới mặt đất cất giấu một mảnh linh mạch cái gọi là linh mạch chính là linh thạch mạch khoáng tiêu giật nhất nhãn nhìn ra cả mảnh linh mạch vốn lượn rậm rạp nếu như một mảnh nhũ bạch sắc tảng đá sông ngòi phía trước nhìn không đến phần cuối trước mặt chất đầy linh thạch linh thạch cũng xưng nguyên thạch một ít yếu kém địa vực hoặc là tầm thường địa vực hội xưng là nguyên thạch kia nguyên nhân chính là trong viên đá tinh thuần lực lượng có thể có cực cao chỗ hiệu quả chuyển hóa làm võ giả nguyên lực có thể đến càng mạnh địa vực tiêu giật mới biết hiểu chân chính gọi chung chính là linh thạch bởi vì trong viên đá ẩn chứa là đại lượng mà lại tinh thuần thiên địa linh khí trở lại chuyện chính phát phát tài thanh lân nuốt miệng nước miếng sau đó là vô cùng sắc mặt vui mừng ta sớm biết thiên vương sơn lao sư động chúng như thế hẳn là toan tính không nhỏ trận pháp địa đồ cũng tất có trọng bảo chúng ta lần này lợi nhuận phát tiêu giật gật gật đầu cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng tuy không biết thiên vương sơn đến đâu đạt được này một cổ xưa trận pháp địa đồ nhưng nhất định là dùng nhiều tiền mới từ vạn kim phủ mua được là cấn trang giấy thêm với điều động thế lực khắp nơi y đồ kham phá trận pháp lao sư động chúng không nghĩ tới lại tiện nghi chúng ta cái gì gọi là tiện nghi chúng ta thanh lân không khách khí chút nào nói này linh mạch chính là thiên địa sinh ra sống hấp thu thiên địa linh khí vô số năm này vốn là thiên địa chi vật người có duyên có được tiêu giật gật gật đầu tiếu tiếu ai không đúng thanh lân chợt nhớ tới cái gì kinh nghi một tiếng vậy chút vân long là chuyện gì xảy ra vào đêm liền xuất hiện bay lượn trong mây thái dương mới sinh thì vốn lượn mà đi tiêu thất vô ảnh vô tung vốn lượn mà đi tiêu giật tự nói một tiếng sau đó nhữ mày chặt chẽ địa chằm chằm lên trước mặt này linh mạch thanh lân ngươi xem này linh mạch vốn lượn vô biên nếu như một mảnh linh thạch sông ngòi hãy nhìn rõ ràng chút như không giống những cái kia vân long thanh lân nhìn lên trước mặt linh mạch gật gật đầu cực giống chẳng lẽ ngươi nói này linh mạch chính là vân long ừ tiêu giật gật gật đầu ta không có đoan sai những cái kia vân long tuyệt không phải chân chính tồn tại mà là này linh mạch sở sản sinh linh trí hoặc là nói linh thức vậy chút vân long chỉ là linh thức thanh lân nhữ mày không sai tiêu giật khẳng định nói thế gian vạn vật đều có thể sinh linh. Một ít thực vật, tử vật, sản sinh linh trí, linh thức, liền vì yêu. Loại thú sản sinh cực cao linh trí, linh thức mà lại mang hung lệ khí tức, liền vì yêu thú. Những vật này, vị trí trong hoàn cảnh, thiên địa linh khí càng là tinh thuần, càng dễ dàng đản sinh linh trí, cũng càng dễ dàng để thăng linh trí. Yêu thú. Thanh Lân nghi ngờ nói, có thể ngươi lúc trước không phải nói những cái kia vân long thượng không có nửa điểm yêu thú khí tức, thậm chí bình thường khí tức đều không có sao? còn có nếu như chúng là linh thức như thế nào chỉ ở vào đêm xuất hiện nếu thật là sản sinh linh thức đồ vật sớm nên phá tan đại trận bay lượn bốn phương thậm chí làm hại bốn phương những cái này vân long bất đồng tiêu giật lắc đầu bên ngoài đồ vật sản sinh linh trí linh thức trừ có tinh thuần thiên địa linh khí tẩy lễ tất nhiên trả hấp nạp trong thiên địa trọc khí cố những vật này sản sinh linh trí cũng sẽ dị thường hung ác như sương yêu phong yêu chi lưu nhưng này là đại trận ở trong linh thạch lại càng là ẩn chứa động một tí hơn vạn năm là tinh thuần nhất thiên địa linh khí. Bản thân chính là một cỗ tinh thuần đến cực điểm đồ vật, trận pháp ở trong lại không có ngoại giới trọc khí quá nhiễu. Tự nhiên, sở đản sinh linh trí, linh thức cũng cực kỳ tinh thuần, thậm chí là nguyên thủy. Chúng khí tức vốn là cùng thiên địa khí tức không khác, giống như trong biển bạc nước, làm sao có thể cảm giác. Về phần vào đêm mới xuất hiện. Tiêu giật bữa bữa, suy tư một chút. Nguyên nhân ta cũng thật không dám khẳng định, có lẽ là những cái này linh thức quá mức yêu đất ta chúng mặc dù tinh thuần nguyên thủy nhưng trung quy không từng trải qua gió táp mưa xa không giống với bên ngoài linh thức ứng lạnh vào đêm thời gian tinh quang dị lạnh ánh trăng đầy trời ngược lại làm cho bọn họ càng thêm thoải mái toán ta cũng nói không rõ lắm nhưng chắc có lẽ không sai về những cái này linh thức còn có yêu loại linh trí đều là tiêu giật từng tại liệp yêu điện cổ xưa trong điện tịch thấy được tri thức bất quá hắn đối với mấy cái này huyền diệu khó giải thích đồ vật không quá cảm thấy hứng thú liền không có nghiên cứu sâu bất quá còn có một cái nghi hoặc tiêu giật bỗng nhiên nếu mày nói chính ta cũng có linh thạch cũng hấp thu qua linh thạch linh thạch mặc dù có được thiên địa thuần khiết linh khí nhưng hắn bản thân bất quá là một khối phổ thông tảng đá càng là phổ thông đồ vật sản sinh linh thức lại càng khó tối thiểu trong mắt của ta bình thường linh thạch không nên hội sản sinh linh trí dù cho chúng số lượng đủ nhiều nhiều đến hội tụ thành linh mạch. Tiêu giật nói như vậy lấy. Mà thanh lân thì ở một bên không quan trọng địa nghe, thậm chí ngồi sổm người xuống, nhặt lên một khối linh thạch. Linh thạch vào tay trong trước mắt, thanh lân biến sắc, không đúng, linh thạch này ẩn chứa thiên địa linh khí so với bình thường linh thạch sụp sôi nhiều lắm. Canh một. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet, M. mươi 1099, trung phẩm linh mạch. Sụp sôi nhiều lắm. Tiêu giật khe di một tiếng. Thanh Lân trong chớp mắt phản ứng kịp, khó trách ngươi nói không bình thường, những thứ này là trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch. Tiêu giật mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong tay hào quang lóe lên, một khối linh thạch xuất hiện tại trong tay. Tiêu giật cảm giác một chút. Quả nhiên, trong tay khối linh thạch này, so với trên mặt đất những cái này linh thạch kém xa. Thanh Lân mắt nhìn Tiêu giật trong tay linh thạch, nói, người đó là hạ phẩm linh thạch. Linh thạch còn có phẩm giai chi phân. Tiêu giật nghi hoặc hỏi. Đương nhiên. Thanh Lân hồi đáp, linh thạch ở trong bởi vì ẩn chứa linh khí độ tinh thuần số lượng nhiều ít có phẩm giai chi phân thường thấy nhất chính là hạ phẩm linh thạch người sở biết rõ một khối hạ phẩm linh thạch đầy đủ một cái thiên cực cảnh võ giả sử dụng một tháng mà trung phẩm linh thạch thì hy hữu nhiều lắm hiệu quả cũng mạnh hơn nhiều về phần ngươi không biết rất đơn giản ngươi tầng thứ chưa tới thanh lân cười nói trung phẩm linh thạch là thánh vương cảnh trở lên cường giả mới có tư cách sử dụng đồ vật một khối trung phẩm linh thạch có thể cung cấp một cái thánh vương cảnh cường giả sử dụng một tháng. Cái gì? Tiêu giật sắc mặt cả kinh. Thánh vương cảnh tầng thứ, vượt qua thiên cực cảnh trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, trong chuyện này trên lệnh dị thường to lớn. Một khối trung phẩm linh thạch, có thể để cho một cái thánh vương cảnh sử dụng một tháng. Ừ thanh lân hồi đáp, nếu quả thật ấn giá trị, một khối trung phẩm linh thạch, có thể đổi 10 khối hạ phẩm linh thạch, thậm chí càng nhiều. Đương nhiên, trừ đấu ngốc ra, không ai nguyện ý đổi. Trung phẩm linh thạch tiêu giật tự nói một tiếng từ mặt đất nhặt lên một khối quả nhiên bên trong ẩn chứa lực lượng sụp sôi nhiều lắm chất lượng vượt xa hạ phẩm linh thạch khó trách có thể đản sinh linh trí phát tải thực phát tải thanh lân cười nói này chọn một mảnh linh mạch sợ là không dưới mấy vạn khối trung phẩm linh thạch nhiều như vậy trung phẩm linh thạch cầm thiên vương sơn mua lại đều đủ a à, tiêu giật tiêu tiếu ồ không đúng thanh lân bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì kinh hô một tiếng tiêu giật ngươi mới vừa nói những cái kia vân long là này linh mạch sở sản sinh linh thức ta nhớ được đêm qua thế nhưng là khoảng chừng hơn mười mảnh vân long đây chẳng phải là đúng tiêu giật gật gật đầu đồng dạng sắc mặt kinh hỉ mở cho ta thanh lân hét lớn một tiếng một quyền đánh ra này linh mạch tại dưới nền đất hai bên vẫn như cũng là vách núi thổ thạch thanh lân một quyền trực tiếp đánh tan hai bên vách núi xôn xao mảnh lớn cắt đá tàn mát còn chưa đủ ta tiêu giật tiêu tiếu một kiếm bổ ra lăng lệ kiếm khí thoáng chốc xuyên qua hơn 10 dặm đợi đến mọi người một phen công kích phương viên trăm dặm cắt đá mặt đất kể hết tán loạn trăm dặm phạm vi rồi đột nhiên không còn nhưng mà từng mảnh từng mảnh linh mạch lại xuất hiện tại trước mặt hai người hai người đến một chút sắc mặt biến hóa chọn mười lăm mảnh trung phẩm linh mạch này này thanh lân trường miệng rộng nhưng phát sáng trong hai chóng mắt chứng minh hắn vui sướng cô tiêu giật nuốt miệng nước miếng lắc đầu. Khó trách bao bọc nơi này trận pháp như thế cổ xưa, lại cường đại như thế. 15 mảnh trung phẩm linh mạch, nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải để cho bất kỳ một cái nào võ giả điên cuồng. Hiện tại tiêu dật, đồng dạng ở vào cực độ trong vui sướng. 15 mảnh trung phẩm linh mạch, tuy tiện một khối trung phẩm linh thạch hiệu quả, đều là hạ phẩm linh thạch gấp 10 trở lên. Trước kia từ trước đến nay vây khốn ngăn hắn tu vi cảnh giới cực lâu thời gian băng sơn biển lửa, sợ là đơn giản liền có thể vượt qua. Vài ngày trước mới ban đầu ban đầu xuất hiện băng sơn biển lửa, đơn giản liền có thể trọn vẹn, còn là lần đầu. Cũng chính là, vô cực thánh cảnh, đột phá đang nhìn. Tiêu giật. Thanh lân bỗng nhiên nói, ngươi nói thế nào lưỡng tại đây khổ tu cái 10 năm 8 năm, sau khi ra ngoài, tất thành tuyệt thế cường giả, cầm thiên vương sơn tận diệt đều được a 10 năm 8 năm. Tiêu giật khuôn mặt, rút rút, sau đó lắc đầu. Cầm linh thạch đều mang đi, không ở nơi này tu luyện, hồi học giáo lại nói. Hả? thanh lân mặt lộ vẻ nghi hoặc tiêu giật trầm giọng nói ta không có đoan sai thiên vương sơn cường giả muốn không bao lâu cứ chạy tới nơi này ta không xác định bọn họ tụ tập trận pháp cường giả có hay không có người có thể phá trận nếu có thể thiên vương sơn cường giả cộng thêm tất cả thế lực lớn cường giả chúng ta nguy vậy cũng thế thanh lân gật gật đầu hai người vung tay lên nhanh chóng hấp nhiếp lấy từng khối linh thạch trong tay càn khôn giới từng cái một bị nhanh chóng tràn đầy Mất đi hai người trên tay có không ít không càn con giới, riêng là đem 15 mảnh trung phẩm linh mạch trang đi. Đi thôi. Tiêu giật nói. Chậm. Thanh lân bữa bữa, nói, tiêu giật, chúng ta đem những này linh thạch đều lấy đi, về sau này vân hải hiểm địa, có phải hay không sẽ không lại xuất hiện vân long? Không sai. Tiêu giật gật gật đầu, vân long vốn là những cái này linh mạch linh thức, linh mạch tiêu thất, vân long tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện. Bất quá, những cái này linh thức tuy đản sinh nhưng gần như không có tư tưởng. Như đêm qua chúng ta ý định cương ép bắt giữ đầu kia Vân Long, bất luận chúng ta tính thế nào vây không nó, nó đều chỉ có bản năng phản kháng, tức giận, cùng với bản năng tiếp tục ốn lượn hành tẩu. Chúng linh thức, quá mức tinh thuần, cũng quá mức nguyên thủy, chỉ sợ tồn tại bản năng. Mặt khác, chúng sở dĩ ban đầu mặt trời mọc liền trở về, liền là vì trận pháp này mới là duy trì chúng tồn tại nguyên nhân. Một khi trận pháp tán loạn, linh mạch linh khí cứ phiêu tán thiên địa, chúng cũng sẽ kế tiếp tiêu thất. Thanh Lân suy tư một chút, nói, đơn giản mà nói, này từng khối linh thạch, là hấp thu thiên địa linh khí mà thành, thiên địa mà sống. Như vậy những cái này vân long linh thức, cũng đồng dạng là thiên địa mà sống rồi. Có thể nói như vậy. Tiêu giật gật gật đầu. Đáng chết. Thanh Lân tức giận dậm chân một cái, lao tử năm đó lại bị những vật này dọa cái bị dày vò. A à, tiêu giật tiếu tiếu, lắc đầu. Những cái kia vân long, bất quá là không có tư tưởng tử vật, tiêu tán cũng không có gì đáng tiếc hai người tới trận pháp bình chứng trước, trước tiêu giật ngưng tụ ra băng loan kiếm nhẹ nhàng kéo ra một cái lỗ hổng hai người theo lỗ hổng rời đi trận pháp ra vẫn như cũng là mây trắng nồng đậm hai người ngự không bay lên hăng hái mà cách bỗng nhiên phía dưới từng đạo khí tức hiện lên trăm đạo mấy trăm đạo dần dần tăng vọt đến nghìn đạo hơn nữa từng đạo khí tức tất cả đều bất phàm tối thiểu là thánh cảnh trở lên hào nhiêu cường giả tiêu giật hai mắt nhữ lại thanh lân liếc mắt nhìn biến sắc thánh vương cảnh không dưới mấy trăm là thiên vương sơn nhân tiêu giật bình tĩnh nhãn xuyên qua nồng đậm mây trắng tại hắn trong cảm giác rõ ràng cảm giác đến hắc độc thánh vương khí tức hắc độc thánh vương khí tức chả có thật nhiều không thua gì hắn võ giả khí tức đi mau tiêu giật khẽ quát một tiếng hai người đem tốc độ tăng vọt đến cực hạ tại thiên cực xẹt qua lưỡng đạo lưu quang phía dưới một nhóm võ giả chính là thiên vương sơn võ giả cầm đầu chính là cái kia cái khí vũ hiên ngang trung nhân nhân sau lưng trừ hắc độc thánh vương trả theo sau mấy cái khí tức ngập trời lao giả hả một đám cường giả tự nhiên trong chớp mắt chú ý tới trên bầu trời hăng hái bay qua lưu quang cái đó đúng trung niên nhân nhăn nhữ mày hắc độc thánh vương thì trong chớp mắt phản ứng kịp là bọn hắn tiêu giật cùng thanh lân hai cái ác tặc bọn họ như thế nào lúc này trung niên nhân nhướng mày không tốt trận pháp địa đồ canh hai thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web điện thoại bản duyệt độc địa chỉ internet m một 1100, thất tinh phủ. Phía chân trời phía trên, lưỡng đạo lưu quang hăng hái bay vọt. Chính là tiêu giật cùng thanh lân hai người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, mới ra trận pháp bình trướng, liền gặp được thiên vương Sơn Cường Giả. Đồng thời, hai người cũng âm thầm may mắn. May mắn tiêu giật cẩn thận, lựa chọn trước rời đi. Bằng không, như chậm hơn mấy phút đồng hồ, thiên vương Sơn Cường Giả tất nhiên hội bao vây tại trận pháp bình trướng bên ngoài. Đến lúc đó, thật có thể chỉ có thể ở trận pháp ở trong tu luyện cái 10 năm 8 năm, đều tu vi thành công sẽ rời đi. Đương nhiên, cũng rất có thể là thiên vương sơn trận pháp cường giả phá trận phương pháp, hai người bọn họ chỉ có thể tử chiến. Chỉ là, đối mặt nhiều như vậy thánh vương cảnh cường giả, hơn nữa trong đó không thiếu hắc độc thánh vương cái tầng thứ này cường giả, sợ là cả mây đen địa vực đều không có mấy người dám nói có thể nhẹ nhõm ứng phó. Bên kia, thiên vương sơn một đoàn người, hăng hái bay vọt lên. Bất quá một lát, một đoàn người trùng trùng điệp điệp liền xuất hiện ở trận pháp bình chướng bên ngoài tiêu giật cùng thanh lân hai người còn là thông qua vân long đánh bậy đánh bạ đi tới đây một đoàn người lại tinh chuẩn địa xuất hiện ở nơi này lúc này kia khí vũ hiên ngang trung niên nhân bên cạnh đang đứng lặng lấy một vị vẻ mặt tiêu căng lao giả lao giả chăm chú nhìn trước mặt trận pháp bình chướng thu đại sư như thế nào trung niên nhân gấp giọng hỏi ha ha thiếu sơn chủ chớ gấp lao giả khẽ cười nói lao phu bổn sự ngươi còn chưa tin sao thiếu sân chủ trước mặt trung nhân nhân đúng là thiên vương sơn thiếu sân chủ vị này thiếu Sơn chủ mặc dù không bằng thiên vương sơn sơn chủ như vậy cao thầm mặc chắc nhưng ở mây đen địa vực hắn tuyệt đối là ít ỏi võ đạo cường giả nhất luận thanh danh vẫn còn ở hắc độc thánh vương lão bài thánh vương cảnh phía trên trung nhân nhân cũng chính là thiếu Sơn chủ ngượng ngập cười một tiếng nói thu đại sư nói dỡn thu đại sư chính là thất tinh phủ nổi danh trận pháp sư ta tự nhiên là tin tưởng Thất tinh phủ, trung vực 18 phủ nhất, trong phủ lấy trận pháp sư nổi tiếng. Lao giả, cũng chính là thu đại sư, chăm chú quan sát lên trận pháp đến, thiên vương sơn một đoàn người, thì lại không mở miệng quấy rầy. Nửa ngày, thu đại sư sắc mặt, dần dần trở nên ngưng trọng. Sau nửa canh giờ, thu đại sư sắc mặt, triệt để trở nên khó coi, thậm chí biến thành màu đen. Thật là lợi hại đại trận. Thu đại sư trầm giọng nói, lúc trước ta quan sát trận pháp địa đồ, đã biết trận pháp này bất phàm. Hiện tại vừa nhìn, quả là thế trận pháp này tồn tại thời gian tối thiểu tại mười vạn năm trở lên chính là cổ lao đại trận trải qua nhiều năm trận pháp không suy khí tức không kém lợi hại đương thật lợi hại thiếu sơn chủ sau lưng cường giả nghe vậy không khỏi âm thầm đoán thầm ngươi có lúc kia tán thưởng còn không bằng nhanh chóng phá trận thiếu sơn chủ thì nói thẳng không biết thu đại sư có thể có biện pháp phá trận không có thu đại sư trực tiếp lắc đầu vậy trận pháp địa đồ lao phu có thể khám phá có thể tìm tới nơi này. Nhưng chân chính đứng lặng tại trận pháp này, tầng thứ xa cao hơn lão phu. Như cho lão phu một tháng thời gian, nói không chừng có thể tìm tới phá trận phương pháp cũng không nhất định. Vậy vậy làm phiền thu đại sư. Thiếu sơn chủ nghe được lời mở đầu, nhướng mày, nghe phía sau, thì sắc mặt vui vẻ. Bất quá, không cần. Thu đại sư lắc đầu. Vì sao? Thiếu sơn chủ vội la lên. Trận pháp này, đã bị bài trừ qua. Thu đại sư trầm giọng nói, hơn nữa, ta đã biết được bên trong là bực nào trọng bảo. Hả? Thiếu sơn chủ như mày, truy vấn, là cái gì? Thu đại sư trầm giọng nói, linh thạch, không, nói đúng ra là linh mạch. Trong không khí phiêu đáng tinh thuần linh khí, có thể là linh thạch, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, thêm với lấy trận pháp vây khốn, hẳn là linh mạch. Hơn nữa là trung phẩm linh mạch. Về phần trận pháp này bình thường. Thu đại sư vừa nói, đông nhiên nhíu chặt lên lông mày. HTTP, chuẩn ưu ạ à, toa tất cả trận pháp bình thường nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì nhưng rõ ràng yếu cực kỳ yếu ớt một tia lực lượng này không thể gạt được lão phu nhưng nơi này hoàn toàn không có nửa phần phá trận dấu vết ta cảm giác trận pháp này bình thường giống như là bị người cưỡng ép phá vỡ nay thu đại sư quả thật lợi hại cũng không hổ là thất tinh phủ trận pháp sư nhất nhãn liền xem thấu mánh khỏe xác thực như hắn theo như lời tiêu giật căn bản không có phá trận pháp này chỉ là cưỡng ép phá vỡ bình thường a trung phẩm linh mạch Thiếu Sơn chủ trừng to mắt, trong đôi mắt thoáng chốc kinh hỉ vô cùng. Thu Đại Sư nói dỡn, trận pháp này, nếu thật như Thu Đại Sư theo như lời như vậy lợi hại, sao sẽ bị người đơn giản phá vỡ? Thu Đại Sư lắc đầu, cười khổ một tiếng, đây là Lao Phu không rõ địa phương. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, trận pháp này bình chướng chắc chắn như vậy, tại sao có thể có bị cưỡng ép phá vỡ dấu vết? Bất quá, trận pháp bình chướng bị phá qua, Lao Phu có thể cam đoan. bằng không, trận pháp ra trong không khí làm sao có thể tràn ngập như thế nồng đậm mà lại tinh thuần linh khí những cái này tinh thuần linh khí hẳn là trận pháp bị phá tràn lan xuất ra vậy cũng chính là thiếu sơn chủ sắc mặt thoáng chốc phát tím chỉ sợ là thu đại sư gật gật đầu trận pháp bị phá qua chứng minh có người đi vào bên trong đồ vật là linh mạch cũng tất nhiên đã bị người cầm quang cho nên lão phu mặc dù lúc này đợi một tháng mặc dù phá trận phương pháp cũng vô dụng k k ca từng tiếng nắm tay nắm vang dội thanh âm vang lên thiếu sơn chủ nắm tay nắm có ken ken rung động nguyên bản khí vũ bất phàm sắc mặt dĩ nhiên phát tím vặt mèo đáng chết từng trận đáng chết bên trong dĩ nhiên là trung phẩm linh mạch nếu ta thiên vương sơn có được nhất định có thể thế lực lớn tăng lại bị đoạt đi nhất định là vừa rồi kia hai cái vội vàng bay đi tiểu tặc ta thực hối hận không có sớm đi toàn lực đem hai người này giết chết hiện tại ta muốn bọn họ chết thiếu sơn chủ rồi đột nhiên sát ý nghiêm nghị nhìn về phía sau lưng một đám cường giả lập tức truy kích hai người này mang không trở lại hai người này đầu các ngươi liền cầm đầu mình trở về vâng một đám cường giả trả lời một tiếng từng cái một thánh vương cảnh cường giả bao gồm hắc độc thánh vương ở trong vội vàng ngự không truy kích các ngươi thiếu sơn chủ nhìn về phía phổ thông thánh cảnh cường giả lập tức cho ta tuyên bố lệnh truy nã thông báo tất cả vân hà địa vực lấy hai người này tánh mạng người ta thiên vương sơn vô điều kiện đáp ứng một cái yêu cầu nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem hai người này thi thể mang về vâng một đám cường giả lĩnh mệnh rời đi bên kia tiêu giật cùng thanh lân hai người hăng hái bay khỏi thanh lân tốc độ cao nhất chạy về học giáo tiêu giật trầm giọng nói làm cái gì thanh lân nghi ngờ nói chúng ta bay khỏi xa như vậy bọn họ đuổi không kịp không tiêu giật lắc đầu không biết vì cái gì ta có bất hảo dự cảm vừa rồi đám kia thiên vương sơn cường giả tựa hồ có một cái trận pháp đại sư không có gì bất ngờ, hắn hẳn có thể phát hiện kia trận pháp bình thường, mà lại nhìn ra tình huống. Như Thiên Vương Sơn biết trận pháp ở trong là trung phẩm linh mạch, hơn nữa bị cầm quang, bọn họ sẽ nổi điên. T. Thanh Lân hít sâu một hơi, nếu thật sự là như thế, bọn họ đâu chỉ sẽ nổi điên, trực tiếp chính là nổi giận, không tiếc tất cả mọi giá cũng sẽ đuổi giết chúng ta. Nhanh chóng chạy. Thanh Lân biến sắc, kéo lại tiêu giật, sau đó tốc độ tăng vọt đến cực hạn. chương 1101, Thánh Vương Cảnh Lục Trọng tiêu giật cùng thanh lân hai người tốc độ cao nhất phi hành hướng mây đen học giáo mà quay về nguyên bản hai người còn muốn xông sáo bên ngoài một bên ứng phó thiên vương sơn truy nã một bên hoàn thành đại lượng học giáo nhiệm vụ có thể hiện tại xem ra hiển nhiên là không được mười lăm mảnh trung phẩm linh mạch tuyệt không phải bình thường nếu là truyền đi sợ là những cái kia phóng tầm mắt đều trúng vực bá chủ thế lực cũng sẽ hơi bị ngấp nghẽ chớ nói chi là thiên vương sơn chỉ là mây đen địa vực bá chủ thế lực tiêu giật có cảm giác sự tình lần này, hoặc là nói chiến đấu, nhất định sẽ rất phiền toái. Thanh Lân chú ý tới Tiêu giật ngưng trọng sắc mặt, khẽ cười nói, "Tiêu giật, đừng lo lắng. Lấy ta tốc độ, nhiều lắm là hai ngày, chúng ta liền có thể trở lại học giáo." Không nói trước Thiên Vương Sơn đám kia tạp chủng có thể hay không khám phá trận pháp, phát hiện bên trong đồ vật. Cho dù có thể, bọn họ muốn đuổi giết chúng ta, cũng không kịp. Ngươi lúc trước không rất là hiếu kỳ ta vũ hồn là cái gì không? Ta cho ngươi biết, ta vũ hồn, sở trường nhất cơi gió đáp mây bay, tốc độ vô cùng, chính là. Thanh lân nói như vậy lấy. Một bên tiêu giật đông nhiên hai mắt nhíu lại, khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Vèo, vèo, vèo. Bốn phương tám hướng, đông nhiên rầm rạp chẳng chịt vô số đạo nguyên lực lưu quang đánh út lại. Kia từng đạo sụp sôi công kích, như mưa to gió lớn thôn vẹ hai người. Và anh. trên bầu trời, lấy hai người làm trung tâm. Vô số công kích đánh tới thoáng chốc sản sinh một cô kinh thiên bạo tạc. Chết sao? bốn phương tám hướng từng đạo thân ảnh hăng hái nhảy ra http bất quá mấy giây hơn trăm đạo nhân ảnh hiện thân hẳn là chết đi chúng ta mai phục tại này đã lâu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vậy lưỡng tên tiểu tử không hề có chuẩn bị bị chúng ta liên thủ vây công không chết cũng tàn phế một đám võ giả đắc ý cười nhưng mà trên bầu trời tiếng nổ vang rơi xuống lưu quang tàn đi lộ ra tiêu giật cùng thanh lân hai người hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh làm sao có thể một đám võ giả, chấn động. Trên bầu trời, tiêu giật hai người bên cạnh, từng sợi phong tuyết vây quanh bao vây, phong tuyết ở trong, hai người không tổn thương mảy may. Một đám thiên cực cảnh, thêm một đám thánh cảnh, liền nghĩ giết hai người chúng ta. Thanh Lân cười lạnh một tiếng. Các ngươi là người nào? Tiêu giật mắt lạnh nhìn này bỗng nhiên xuất hiện một đám võ giả. Người cứ nói đi. Một đám võ giả, không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh nhìn xem tiêu giật hai người. Tiêu giật tiểu tặc, Thanh Lân ác tặc hai người các ngươi đã bị thiên vương sơn truy nã toàn bộ vân hà địa vực hiện tại muốn lấy hai người các ngươi đầu võ giả có khối người thức thời địa liền thúc thủ chịu trói truy nã thanh lân nhướng mày nhìn về phía tiêu giật chúng ta đã phi hành số canh giờ thiên vương sơn lệnh truy nã sao có thể có thể chuyển đi nhanh như vậy nhanh phía dưới một đám võ giả đắc ý cười to các ngươi tốc độ nhanh hơn nữa nhanh hơn được chuyển tin á thanh khí hiện nay lệnh truy nã đã truyền khắp tất cả vân hà địa vực các ngươi trốn không thoát ngoan nghe lời chịu trói hoặc là chúng ta có thể cho người thông khoái truyền tin á thanh khí trên bầu trời tiêu giật ngưỡng mày khắc loạn chiến rời đi trước tiêu giật mắt nhìn thanh lân nói thanh lân gật gật đầu hai người chuẩn bị ngự không rời đi nhóm người này phổ thông thánh cảnh võ giả thiên cực cảnh võ giả căn bản ngăn không được hai người đúng vào lúc này xa xa lưỡng đạo thân ảnh hăng hái mà đến ha 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 hai cái mao đầu tiểu tử khẩu khí thật là lớn một đám thánh cảnh một đám thiên cực cảnh giết không các người như còn có hai người chúng ta nha vèo vèo hai cái lao giả cứ thế mà hiện ngăn ở trên không thật mạnh khí tức tiêu giật đôi mắt lạnh lẽo tại hắn trong cảm giác hai cái này lao giả khí tức gần so với hắc độc thánh vương kia nhóm cường giả yếu hơn một chút hai cái thánh vương cảnh lục trọng thanh lân sắc mặt thoáng chốc khó coi đây là vân hà địa vực cường giả a tiêu giật hỏi Thanh Lân gật gật đầu, chúng ta mây đen địa vực, Thánh Vương cảnh lục trọng cường giả, không có hai người này. Tiêu giật gật gật đầu, nhìn thẳng hai cái lao giả, nói, nhị vị không mây đen địa vực võ giả, nghĩ đến cũng cùng Thiên Vương Sơn không quan hệ. Hà tất vì kia chỉ là truy nã ban thưởng chọc ta hai người. Chỉ là ban thưởng. Lão giả cười lạnh một tiếng, chỉ là ban thưởng, ta hai người tất nhiên là không quan tâm. Nhưng Thiên Vương Sơn vô điều kiện một cái hứa hẹn, nhưng không ai không nóng mắt. Như thế nào, hai người các ngươi nhưng là phải cầu xin tha thứ không phải tiêu giật lắc đầu chỉ là nhắc nhở một câu trên thực tế như không tất yếu ta cũng không muốn giết người còn các ngươi nữa tiêu giật nhìn về phía phía dưới một đám võ giả mười tức ở trong rời đi ta đương chưa từng gặp qua các ngươi mười tức sinh tử do trời định tiêu giật vừa nói trong đôi mắt đã hiện lên xuất sắc ý một bên thanh lân đồng dạng khí thế bạo phát sắc ý nghiêm nghị hai người biết được đã thiên vương sơn đã cho ra như vậy mê người điều kiện chứng minh thiên vương sơn đối với hai người sát tâm đã rất nặng cố hai người không có khả năng lãng phí thời gian hoặc là những võ giả này thối lui hoặc là bọn họ chỉ có thể chút nào không nương tay địa đại chiến đúng chút nào không nương tay bằng không một khi thiên vương sơn cường giả đuổi theo bọn họ nguy vậy mười tức vài kiếm trước mắt lần qua bất quá ở đây không có người nào rời đi hiển nhiên bọn họ là lựa chọn thiên vương sơn mê người ban thưởng mười tức đã qua tiêu giật đạm mạc địa nói một tiếng giết đi thanh lân gật gật đầu vèo hai người thân ảnh loại lên trong chớp mắt xuất thủ vê anh vê anh trong không khí sản sinh hai tiếng điếc thai bạo vang dội hai người đã đi tới hai cái lao giả trước mặt hai cái hoàng mao tiểu tử không biết tự lượng sức mình hai cái lao giả cười lạnh một tiếng một trưởng đánh ra vê anh anh thánh vương cảnh lục trọng cường giả xuất thủ uy thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng bất quá tiêu giật cùng thanh lân hai người diệt phi hạ người bình thường vèo một đạo tinh quang lấp lánh mũi kiếm trong chớp mắt phá một cái lao già khí thế đâm thẳng lao già cổ họng mà đi vèo nhất đạo mang theo chôn vùi khí tức tiêu máu đồng dạng phá một cái lao già khí tức hướng lao già tàn sát bừa bãi mà đi một người một cái mau chóng chấm dứt thanh lân lườm nhãn tiêu giật cười nói có thể tiêu giật gật gật đầu mũi kiếm cùng tiêm máu đổ vào mà đi sửng suốt phá tan hai cái lao giả phòng thủ hai cái lao giả sắc mặt biến hóa thân ảnh lóe lên từng người lui cách bách bộ đồng thời mũi kiếm cùng tia máu khoảnh khắc tiêu thất tiêu giật cùng thanh lân hai người từng người đứng ở một cái lao giả trước mặt chiến ý ngập trời hai cái mao đầu tiểu tử nghĩ thắng ta hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách hai cái lao giả sắc mặt giận dữ cũng trong chớp mắt xuất thủ trên bầu trời cách xa nhau bất quá trăm mét nhưng hai cỗ ngập trời đại chiến nhưng trong nháy mắt khai hỏa phía dưới một đám võ giả muốn ra tay vây công lại phát hiện trên bầu trời chiến đấu chỉ là truyền đến khí thế đã để cho bọn họ sợ hãi vô cùng căn bản nhúng tay không phải vèo 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 phía chân trời phía trên ngàn đạo tinh quang thoáng chốc hàng lâm tinh quang dày đặc kể hết vây quanh tiêu giật kiếm trong tay tiêu giật một kiếm bổ ra ngàn đạo tinh quang nghiền ép tới Hả? Thật kinh người kiếm kỹ. Lao giả trên mặt thoáng chốc hiện lên ngưng trọng sắc mặt. Canh một. Thấu chưng hết. chương một nghìn một trăm linh hai, một kiếm giết lại. Với vâng. anh. Trên bầu trời, một tiếng bạo vang rội. Đợi đến tiếng nổ vang rơi xuống, một bả tinh quang lấp lánh lợi kiếm, đã xuyên qua lão giả thủ trưởng. Bên kia, cùng thanh lân giao thủ lão giả, trên lồng ngực cũng bị kéo ra mấy đạo dữ tợn vết máu. Thật là lợi hại hai cái tiểu tặc. Hai cái lao giả sắc mặt cũng không còn lúc trước khinh thường. Bất quá, muốn tại ta hai trong tay người đào thoát, còn là trên lệ xa. Tiếng nói hạ xuống, hai cô ngập trời khí thế trong chớp mắt bạo phát. Tiêu giật kiếm, trực tiếp bị bắn ra, sau đó đánh bay trăm mét. Thanh lân nắm tay, lấy là trong chớp mắt phản chấn, bị đánh bay trăm mét. Ba. Ba. Hai đạo thân hình, bị phản đụng vào một chỗ. Phúc. Phúc. Hai người đồng thời phun ra một ngụm thanh huyết, sắc mặt khó coi vô cùng. Thật mạnh có thể có biện pháp thanh lân trầm giọng hỏi ngươi có thể ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian sao tiêu giật hỏi như lần trước hắc độc sơn trang thì đồng dạng thanh lân hỏi tiêu giật gật gật đầu không được thanh lân lắc đầu này gai cái lao ra hỏa so với kia phó trang chủ còn mạnh hơn ta ngăn không được hơn nữa ta không muốn lại nhìn ngươi tâm ma bạo phát cái dạng kia thật đáng sợ để cho thanh lân cảm thấy đáng sợ không phải là tiêu giật sản sinh tâm ma sắc ý có lẽ nói tiêu giật thực lực mà là tiêu giật sản sinh tâm ma, kia gần như muốn mất đi lý trí, hoàn toàn hãm vào điên cuồng bộ dáng. Thay vì như thế, hắn tình nguyện tử chiến. Vậy liền trước chiến a, mau chóng thoát thân. Tiêu giật trầm giọng nói. Đối mặt hai cái tu vi thâm hậu thánh vương cảnh lục trọng cường giả, hai người không hề có nắm chắc. Vèo, vèo. Hai người thân ảnh lóe lên, chiến đấu lần nữa bạo phát. Bành. bành, 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 bành. Trên bầu trời chiến đấu thanh âm liên miên không dứt nguyên lực tàn sát bừa bãi khí thế bạo phát tràn ngập tất cả trên cao hai cái lao giả thực lực gần như hoàn toàn nghiền ép tiêu giật hai người bất quá muốn tiêu giật hai người bị thua cũng không có đơn giản như vậy đáng chết tiêu giật một kiếm bổ ra cưỡng ép ngăn lại lao giả công tới một trường lao giả thực lực hoàn toàn bạo phát hắn hoàn toàn rơi vào hạ phòng dù cho ngàn đạo tinh quang hàng lâm lĩnh vực ngưng tụ như cũ chỉ là có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại vân Hà địa vực bên này thực lực võ giả cũng không nhiều mạnh mẽ hai cái này lão giả thánh vương cảnh lục trọng tu vi hẳn là đã là vân hà địa vực ít ỏi cường giả nhất muốn thắng hai người này chỉ bằng vào tiêu giật cùng thanh lân hiện giờ tu vi thực lực gần như không có khả năng đương nhiên cũng là bởi vì này thiên vương sơn với tư cách là mây đen trong khu vực bá chủ thế lực nhất khai ra điều kiện mới có thể để cho nơi này cường giả như thế chạy theo như vị trung quy so sánh vân hà địa vực thiên vương trong núi có thể là cường giả như mây không thể kéo dài xuống tiêu giật tâm tiên hung ác đôi mắt thoáng chốc trở nên đỏ bừng khát máu trong cơ thể viên kia nguyên bản lẳng lặng đứng lặng huyết đan thoáng chốc bạo phát hàn băng tam trường đệ nhị trường thao thiên tiêu giật khẽ quát một tiếng ngập trời sắc ý thoáng chốc tràn ngập trên cao một cỗ vô biên huyết sắc khoảnh khắc xuất hiện chặt chẽ trói buộc trước mặt lao giả đoạn này thời gian tiêu giật cũng nghiên cứu qua trong cơ thể này khỏa huyết đan nay khỏa huyết đan đang cùng trong cơ thể mình khí huyết tương liên muốn triệt để từ bỏ gần như không có khả năng. Nhưng đồng thời, cũng bởi vậy, chính mình có thể trưởng khống này khỏa huyết đan. Huyết đan ở trong vô số huyết khí, có thể khoảnh khắc vì hắn sử dụng. Lúc trước sử dụng hàn băng tam trưởng đệ nhị trưởng, cần trước hết giết người, tụ tập đại lượng huyết khí. Mà bây giờ, huyết đan bạo phát, hàn băng tam trưởng đệ nhị trưởng trong chớp mắt liền có thể thi triển. Hả? Phía trước lao giả, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thật đáng sợ sắc ý, thật quỷ dị thủ đoạn. Lao giả rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình khí huyết đang tại cuồn cuộn vô biên sắt ý áp bách có hắn khó chịu lợi hại thực lực như vậy sợ làm miểu sắt một cái thánh vương cảnh ngũ trọng đều đầy đủ bất quá lão phu chính là thánh vương cảnh lục trọng đỉnh phong nửa chân đạp đến nhập thánh vương cảnh hậu kỳ nghĩ dùng cái này đối phó lão phu còn kém xa lão giả khinh thường cười cười thân hình chấn động đúng là cưỡng ép chấn khai vô biên huyết khí trói buộc phúc tiêu giật trong chớp mắt một ngụm tanh huyết phun ra huyết đan cùng hắn khí huyết tương liên huyết đan bên trong huyết khí bị đánh tan, hắn tất nhiên là chịu phản vệ. Xem ra muốn giết các ngươi, còn nhiều hơn hao chút công phu. Tiêu giật lao lao khỏe miệng máu tươi, chặt chẽ địa cầm lấy chính mình kiếm. Chỉ bằng vào hắn thực lực bây giờ, xác thực vô pháp đối phó một cái thánh vương cảnh lục trọng. Nhưng này không có nghĩa là tay hắn đoạn ra hết cũng đối phó không. Bất quá, điều này cần một chút thời gian A. Bành! Bành! Trên bầu trời chiến đấu, trước sau như một địa lần nữa bạo phát. Tiêu giật hai người không làm gì được có hai cái lao giả, thậm chí hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng hai cái lao giả, cũng không cách nào trong thời gian ngắn giết tiêu giật hai người. Tinh huyễn kiếm trận, xuất. Tiêu giật quát lên một tiếng lớn. Ngàn đạo tinh quang, lần nữa hàng lâm. Tinh quang tự thành kiếm trận, trong chớp mắt vây khôn trước mặt lao giả. Bà ảnh Lao giả một trường đánh ra, kiếm trận thoáng chốc lay động không thôi, tiếp cận tán loạn. Kiếm kỹ tuy mạnh, có thể ngươi tu vi quá yếu. Lao giả cười lạnh một tiếng những cái này tinh quang nhịn không được ta đệ nhị trưởng tiếng nói hạ xuống lao giả lại là một trưởng đánh ra tinh huyễn kiếm trận bành một tiếng tán loạn tinh huyễn kiếm trận xuất tiêu giật lần nữa quát lên một tiếng lớn tinh huyễn kiếm trận lần nữa vây khốn lao giả lao giả lắc đầu tiểu tử ngươi như vậy niên kỷ liền có thể để cho lão phu phí lâu như thế thời gian cũng không thể đánh chết đã rất không lên bất quá các ngươi vẫn sẽ chết không ra nửa canh giờ các ngươi cứ tại lão phu hai người dưới lòng bàn tay bị mất mạng. Vậy liền nhìn xem ai chết trước. Tiêu giật cười lạnh một tiếng, vẫn như cũng là một kiếm bổ ra. Bành! Bành! Lại là hai tiếng bạo vang dội, lao giả xuất liên tục hai trường, tinh huyễn kiếm trận trong chớp mắt tán loạn. Tinh huyễn kiếm trận, xuất. Tiêu giật đồng dạng là thủ đoạn như thế. Lao giả lắc đầu, ta xem ngươi có thể thi triển kiếm này trận bao nhiêu lần. Bành! Bành! Lao giả lần nữa xuất liên tục hai trường, Phá tinh huyễn kiếm trận, còn chưa chờ hắn đối với tiêu giật xuất thủ, kiếm trận lại lần nữa xuất hiện, lại lần nữa vây khốn hắn. Tiêu giật cùng lao giả chỉ có thể như vậy rằng co lấy nửa canh giờ, trước mắt liền qua. Tiêu giật sắc mặt dĩ nhiên trắng bệnh. không ngừng thi triển tinh huyễn kiếm trận, hắn nguyên lực tiêu hao tất nhiên là thật lớn. Bất quá lao giả khí tức cũng rõ ràng hạ thấp không ít, hắn nhìn giống như mỗi lần cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ tiêu giật kiếm trận, kỳ thực đều là toàn lực mà ra như thế trường thời gian toàn lực phá trận hắn nguyên lực tự nhiên cũng hao phí không ít tiểu tử không có nhiều nguyên lực a à. lao giả cười lạnh một tiếng hiện tại ngươi có thể chết vèo lao giả trong chớp mắt xuất thủ tiêu giật sắc mặt tái nhợt một kiếm bổ ra Bành. ảnh lao giả trường phong uy thế kinh người đúng là một trưởng liền đem tiêu giật kiếm trong tay đánh bay liền cầm kiếm cũng không có lực sao lao giả khinh thường cười cười một trưởng hướng tiêu giật lồng ngực đập một trường này đủ để muốn tính mệnh của ngươi tiêu giật con mắt co rụt lại nhìn xem đánh tới một trường mặt lộ vẻ khủng hoảng chết đi lao giả cười lạnh một tiếng già nuông mà bá đạo thủ trưởng đã khắc ở tiêu giật lồng ngực đúng vào lúc này nhất đạo giữ tợn tiêu ý hiện lên tại tiêu giật khoe miệng hả lao giả nhún mày một cô không ổn ý vị xông lên đầu bất quá còn chưa chờ hắn suy nghĩ cẩn thận nhất đạo lạnh bạch kiếm mang cứ thế mà hiện trong chớp mắt xuyên qua hắn lồng ngực ta nói rồi ngươi hội chết trước tiêu giật cười lạnh một tiếng trung phẩm thánh khí lao giả chừng to mắt canh hai thiếu nợ canh một ngày mai bổ thấu chương hết Chương một nghìn một trăm linh ba vây khốn Phúc. Phúc. hai đạo thổ huyết thanh âm gần như trong cùng một lúc vang lên nhất đạo thuộc về tiêu giật nhất đạo thuộc về lao giả thánh vương cảnh lục trọng toàn lực một trường oanh tại trên người tiêu giật tất nhiên là bị thương không nhẹ mà lạnh diễm kiếm xuyên thấu lao giả lồng ngực lao già tự cũng là trong chớp mắt trọng thương bất quá rất hiển nhiên tiêu giật thương thế muốn nhẹ chút tiêu giật một tay cầm kiếm mặt lộ vẻ cười lạnh lao già thì mặt lộ vẻ kinh hãi thậm chí là khủng hoảng bởi vì gần như tại lạnh diễm kiếm xuyên thấu lao già lồng ngực trong nháy mắt trên thân kiếm đã hiện lên suất vô số cực lạnh xương lạnh đóng băng lão già trong cơ thể khí huyết cùng với lục phủ ngũ tạng lao già không thể động đậy trên người khí thế đột nhiên bạo phát ý đồ cưỡng ép lấy nguyên lực phá tan trong cơ thể đóng băng nhưng hắn vô cùng rõ ràng, tại hắn phá tan đóng băng thời gian này bên trong, đầy đủ tiêu giật giết hắn, cho nên hắn mặt lộ vẻ khủng hoảng, chỉ là tại làm lấy vô lực địa dãy rủa. Không, không nên lão giả ý đồ dãy rủa một câu. Tiêu giật lắc đầu, ta cho ngươi cảnh cáo, như ngươi lúc trước liền rời đi, ta không có hứng thú giết người. Tiêu giật nắm chặt kiếm, vừa muốn động thủ, chợt nhướng mày. Trước mặt lão giả bỗng dưng trường miệng rộng, một giây sau, thân thể lấy cực nhanh tốc độ khô quát lấy. Bất quá mấy giây, lão giả thân thể triệt để hóa thành một cái sắc khô. Hả? Tiêu giật biến sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể viên kia huyết đan, tại nhanh chóng hấp thu lão giả khí huyết. Nguyên bản, vừa rồi chính mình thi triển một lần hàn băng tam trưởng, huyết đan khí huyết lực lượng gần như tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại, lại lần nữa nhanh chóng tràn đầy lên. Đồng thời, trong tay lạnh diễm trên thân kiếm, nhất đạo không hiểu hào quang chợt lóe lên. Là ngươi, kiếm linh. Tiêu giật đôi mắt lạnh lẽo vừa rồi hắn rõ ràng chỉ là đang chuẩn bị động thủ, có thể trong tay lạnh diễm kiếm lại nhanh hắn một bước, kiếm khí vắt hết lao già trong cơ thể sinh cơ, tiêu giật mắt lạnh nhìn lạnh diễm kiếm, một giây sau thân ảnh loại lên, thẳng đến thanh lân mà đi. bây giờ còn là lấy chấm dứt chiến đấu, như vậy thoát thân làm chủ. bên kia thanh lân sớm đã toàn thân che kín thanh sắc lân phiến, đối với một cái đằng trước thánh vương cảnh lục trọng, hắn căn bản không có phần thắng. trên người lân phiến phá thoái hơn phân nửa, toàn thân là huyết xem ra lần này là ta so với ngươi nhanh tiêu giật nghiền ngẫm cười cười keng ngàn đạo tinh quang hiện lên thoáng chốc kết thành kiếm trận vây khốn lao giả bất quá tiêu giật trong tay lạnh diễm kiếm đã thu hồi mà chuyển biến thành chỉ là bạo tuyết kiếm người bên kia chấm dứt thanh lân đôi mắt cả kinh ừ tiêu giật gật gật đầu nói không cần loạn chiến chỉ bằng vào hắn một người ngăn không được chúng ta không sai hai cái lao giả hiện giờ chỉ còn một người như tiêu giật hai người nghi vấn muốn chạy trốn Người này tuyệt đối ngăn không được Tinh huyễn kiếm trận, vây khốn Tiến diệt trói Hai người hét lớn một tiếng, cưỡng ép vây khốn lao giả Phá cho ta Lao giả quát lên một tiếng lớn Nhưng trọn vẹn oanh số trưởng Mới phá vỡ hai người thủ đoạn Quả nhiên, hai người sắc mặt vui vẻ Đi Thanh lân một bà kéo qua tiêu giật Muốn hăng hái bay khỏi Đáng chết Lao giả nổi giận gầm lên một tiếng Cho ta ngăn bọn họ lại không có khả năng thả chạy hai cái này ác tặc vâng trên mặt đất một đám võ giả trả lời một tiếng nhao nhao xuất thủ bọn họ không phải là tiêu giật hai người đối thủ nhưng ngăn lại hai người một chút thời gian là có thể mà những cái này hứa thời gian đầy đủ lao già thoát khốn lại lần nữa ngăn lại hai người vèo 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 vô số đạo lưu quang hăng hái hướng hai người đánh tới tự tìm chết tiêu giật cùng thanh lân hai người đôi mắt lạnh lẽo vèo 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 không vài đạo kiếm khí chôn vùi làn gió trong chớp mắt từ hai trong tay người đánh ra bất quá một lát trên mặt đất một đám võ giả kể hết đã chết bất quá là một đám phổ thiên thiên cực cảnh thanh cảnh võ giả gật bỏ xa không phải là hai người đối thủ đồng thời lão giả kia quả thật thoát khốn mà ra tinh huyễn kiếm trận yến diệt trói tiêu giật hai người lấy đồng dạng thủ đoạn hợp lực vây khốn chi đi thanh lân khẽ quát một tiếng hai người hăng hái bay khỏi đúng vào lúc này phương xa mấy trăm đạo khí tức hăng hái mà đến hai cái tiểu tặc muốn chạy ha 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 ha, các ngươi trốn không thoát mấy đạo dữ tợn cười to từ phía chân trời chuyển đến thanh âm mới xuất hiện vô số đạo ngập trời khí thế đã hướng hai người hùng hăng đẻ xuống không tốt là hắc độc thánh vương hai người sắc mặt đại biến không sai phương xa đuổi theo chính là hắc độc thánh vương đám người trừ đó ra cầm đầu là kia khí vũ hiên ngang trung nhân nhân chính là thiếu sân chủ bên cạnh còn có kia thu đại sư cùng với mấy cái khí tức không kém gì chút nào hắc độc thánh vương láo giả vèo 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 một đám thánh vương cảnh hậu kỳ trở lên thậm chí càng mạnh cường giả tốc độ kia tất nhiên là cực nhanh tiêu giật hai người vẫn chưa thoát khỏi kia đè xuống ngập trời khí thế đã bị bao vây hai cái tiểu tặc ngược lại là chạy trốn rất nhanh hắc độc thánh vương cười lạnh một tiếng giao ra trung phẩm linh mạch ta cho các ngươi thông khoái thiếu sơn chủ lạnh miệt cười cười cái gì trung phẩm linh mạch một bên vân hà địa vực lao giả này biến sắc hả thiếu sơn chủ nhìn về phía lao giả không nên nghe liền không nên nghe không nên nói cũng không nên nói biết không vâng lao giả đường đường một cái thánh vương cảnh lục trọng vội vàng cung kính trả lời ừ thiếu sơn chủ gật gật đầu ngươi yên tâm may mắn bọn ngươi ngăn hai cái này tiểu tặc thời gian dài như vậy chúng ta tài năng truy đuổi ta thiên vương sơn cho ra điều kiện đồng dạng hữu hiệu nay vân hà địa vực quá yếu nếu ngươi nguyện ý sau đó liền theo ta xoay chuyển trời đất vương sơn nhập ta thiên vương sơn môn hạ a à. ách này lao giả biến sắc nhưng vẫn gật đầu tạ thiếu sơn chủ lao giả rất rõ ràng thiếu sơn chủ ngoài miệng nói hay lắm nghe nhưng bất quá là chính mình nghe được không nên nghe được đồ vật lần cái biện pháp trói buộc chính mình a à. bất quá cũng xác thực như thiếu sơn chủ theo như lời vân hà địa vực quá yếu dù cho hắn tại vân hà địa vực là nhất đẳng cường giả nhưng phóng tầm mắt xung quanh địa vực căn bản dễ không hơn hiệu có thể vào thiên vương sơn kia đều bá chủ thế lực có lẽ là càng lựa chọn tốt cũng không nhất định thiếu sơn chủ hài lòng nhìn lão già nhất nhãn sau đó ánh mắt nhìn hồi tiêu giật hai người không muốn còn có may mắn tâm lý các ngươi trốn không thoát mà ta kiên nhẫn cũng rất có hạn thông minh giao già trung phẩm linh mạch ta có thể cam đoan cho hai người các ngươi thoải mái một chút bằng không hát độc thánh vương thủ đoạn các người rất rõ ràng tiêu giật cùng thanh lân hai người nghe vậy sắc mặt thoáng chốc khó coi vô cùng quả nhiên tiêu giật tâm tiên thầm nghĩ một tiếng quả nhiên thiên vương sân nhân quả nhiên phát hiện trận pháp bình chướng bên trong là trung phẩm linh mạch đáng chết một bên thanh lân sắc mặt băng lãnh hai người bọn họ hiển nhiên xa xa đánh giá thấp một đám thánh vương cảnh hậu kỳ trở lên cường giá tốc độ thế nào thanh lân thấp giọng hỏi người cứ nói đi tiêu giật hỏi lại một tiếng sắc mặt lạnh lùng vô cùng chưa chiến chúng ta còn có đường chọn chọn sao thanh lân bỗng dưng mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vậy còn hỏi cái gì tiêu giật cười lạnh nói chiến thông khoái chính là bất quá tiêu giật bỗng dưng bữa bữa nói chiến thông khoái như vậy dừng tay cái gì thanh lân nhúng mày ngươi có ý tứ gì tiêu giật hai mắt nhíu lại ta ý tứ ngươi tìm một cơ hội thoát thân nơi này giao cho ta không có gì bất ngờ ta có thể lưu lại bọn họ tiêu giật khoe miệng liệt qua nhất đạo tự tin canh một thấu chương hết chương một nghìn một trăm linh bốn mặc dù không được ngươi nói cái gì ngu ngốc thanh lân biến sắc Dương mắt lạnh leo tiêu giật tin ta ta có nắm chắc tiêu giật chăm chú nói phía trước thiếu sơn chủ đám người mắt lạnh nhìn hai người thấp giọng lời nói thiếu sơn chủ cũng không mở miệng quấy giày chỉ là đứng chắp tay trên mặt tràn ngập tự tin tại hắn nhìn tiêu giật hai người đã là cá trong chậu hắn muốn lấy hai tánh mạng người bất quá là một câu sự tình. Thiếu sơn chủ, xem ra hai người này là không biết tốt xấu. Một bên hắc độc thánh vương cười lạnh nói. Không bằng, liền đem hai người giao cho lão Phu A. lão Phu cam đoan để cho bọn họ thừa nhận dưới gầm trời này kinh khủng nhất tra tấn, sống không bằng chết. Không đổi. Thiếu Sơn chủ nghiền ngâm nói, hai cái con chuột nhỏ, trước khi chết giấy rùa, cũng là rất có chuyện lý thú. Trung phẩm linh mạch, ta lấy định. Liền trước để cho bọn họ nói rõ chút gì ngôn thiếu sân chủ quả nhiên chỗ ở tâm nhân hậu phong độ hơn người xung quanh võ giả nịnh ngọc nói tiêu giật cùng thanh lân bên này tiêu giật sắc mặt vô cùng chăm chú như hắn trả giá chút ra lớn tuyệt đối có năm chắc lưu lại trước mặt những ngày này vương sơn cường giả về sau cũng có năm chắc thoát thân không có khả năng muốn đi cùng đi thanh lân cũng không chịu rời đi bây giờ không phải là tranh luận thời điểm tiêu giật sắc mặt có chút khó coi toán ngươi không đi bước thoải mái a à? đó mới là thanh lân cười nói đã nói một chỗ lang bạn một chỗ hồi học giáo muốn đi liền cùng đi đương nhiên ta cũng tin ngươi bổn sự muốn chiến liền chiến thông khoái ta cũng sẽ bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị cho tốt thoát thân bất quá điều kiện tiên quyết là cùng ngươi cùng đi hảo tiêu giật gật gật đầu hai người tự nhiên không có khả năng cứ như vậy giao ra trung phẩm linh mạch chỉ có thể đứng thông khoái nhưng mà hai người vừa mới chuẩn bị xuất thủ trong lòng lại một hồi hào quang hiện lên là nhiệm vụ hồ sơ hai người sắc mặt thoáng chốc đại biến nhiệm vụ hồ sơ hảo quang lấp lánh chứng minh này phụ cận có khác học giáo đệ tử đáng chết như thế nào lúc này xuất hiện học giáo đệ tử thanh lân cắn răng nói đại địch phía trước hai người bản thân khó bảo toàn lại tới một người học giáo đệ tử bọn họ hội càng khó thoát thân xem ra ngươi không đi trước thì không được a à? tiêu giật cười lạnh một tiếng lấy thiên vương sơn tàn nhẫn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào học giáo đệ tử Người trước mang người này đi, ta thì sẽ truy đổi coi trọng người nhóm. Hôn đàn, thời điểm này tới một người cản trở. Thanh lân sắc mặt khó coi đạo. Đi a, à, người tự cẩn thận. Hai người trong chớp mắt có ý định, trên mặt chiến ý chợt lóe lên. Phía trước, thiếu sơn chủ hai mắt nhíu lại, hai cái con chuột nhỏ, xem ra còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vậy liền đều giết đi. Băng lãnh mệnh lệnh, như vậy rơi xuống. Xung quanh thiên vương sơn cường giả, lúc này mặt lộ vẻ nhe răng cười. Vâng, thiếu sân chủ. Trong đó, gác ý nhất, nhất nghe răng cười, không gì qua được hắc độc thánh vương. Hai cái tiểu tặc, giết ta sơn trang võ giả, hủy ta hắc độc sơn trang, hôm nay lão phu các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Một đám cường giả, trong chớp mắt xuất thủ. Tiêu giật hai người, cười lạnh một tiếng, cũng là trong chớp mắt xuất thủ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, phương xa, nhất đạo ngập trời khí thế hăng hái mà đến. Người chưa đến, kinh khủng khí thế đã cuốn tới. Hắc độc thánh vương một đám cường giả, khoảnh khắc tại cổ khí thế này phía dưới dừng lại thật mạnh thánh vương cảnh định phong vân hà địa vực khi nào có thánh vương cảnh định phong cường giả thiếu sơn chủ nhúng mày tiêu giật hai người cũng biến sắc vèo mấy giây một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống người tới là một nhẹ nhàng nam tử ước chừng chừng 30 tuổi một thân khí độ nổi bật bất phàm phiêu giật khí tức tuấn lãng khuôn mặt làm cho người ta không khỏi nhìn chăm chú vài phần khá lắm hết lần này tới lần khác công tử thật mạnh tiêu giật mắt nhìn người này mặt lộ vẻ kinh hãi người tới đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên trời vương sơn võ giả cùng tiêu giật trong hai người người là người phương nào thiếu sơn chủ mặt sắc mặt ngưng trọng nói thiên vương sơn làm việc mặc kệ sự tình nhanh chóng rời đi thiên vương sơn làm việc nhanh chóng rời đi nam tử tự nói một tiếng trong thanh âm đều là trêu tứ nhưng một giây sau nam tử sắc mặt lạnh lẽo mây đen địa vực lấy ta mây đen học giáo mệnh danh lúc nào thiên vương sơn làm việc nếu kêu lên ta mây đen học giáo đệ tử rời đi ta không tại mây đen địa vực một đoạn thời gian thiên vương sơn dám vây giết ta mây đen học giáo đệ tử nam tử lạnh lùng lời nói thoáng chốc làm cho thiên vương sơn một đám cường giả biến sắc hả tiêu giật hai người ngay vậy đầu tiên là cả kinh sau đó vui vẻ mắt nhìn trong lòng lấp lánh nhiệm vụ hồ sơ trước mặt nam tử đúng là học giáo đệ tử là hắn Thanh Lân nhìn về phía trước mặt nam tử, sắc mặt cả kinh. Ngươi nhận thức? Tiêu giật nghi hoặc hỏi. Đương nhiên. Thanh Lân vui sướng cười nói, đây là Mạc Du sư huynh, hai năm không thấy, thiếu chút nữa không nhận ra. Mạc Du. Tiêu giật khe nhíu mày. Ừ Thanh Lân cười nói, hắn cơ hồ là học giáo sớm nhất một đám đệ tử, nhập môn thời gian, so với ta lâu nhiều lắm. 13 năm trước, trong viện đại chiến thời điểm, hắn bất quá 20 xuất đầu, lại lực gáp thiên tàng 12 phong thủ tịch, nhất thời thanh danh lan truyền lớn, danh trấn bốn phương. Bất quá về sau không biết sao, hắn buông tha cho trận đấu, chúng ta mây đen học giáo cũng cuối cùng rơi cái 12 bài danh. Người này quanh năm sông sáo bên ngoài, hôm nay tại sao trở về bên này? Thanh Lân vừa nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phía trước, Thiên Vương Sơn một đám võ giả, mấy cái lao giả, bao gồm hắc độc Thánh Vương ở trong, cũng trong chớp mắt nhận ra nam tử. Là ngươi, mặc dù. Hắc độc Thánh Vương sắc mặt thoáng chốc tối sầm. Hả? nam tử cũng chính là mặc dù nghiền ngẫm cười cười ta vài năm chưa về vẫn còn có người nhận ra ta bất quá ta ngược lại là nhận thức có mấy người các ngươi hát độc thánh vương còn có thiên vương sơn mấy vị trưởng lão thiếu sơn chủ đôi mắt lạnh lẽo mặc dù ta nghe nói qua ngươi danh tự bất quá việc này ngươi quản không nhanh chóng tối lui bằng không đừng trách chúng ta phải không nam tử nghiền ngẫm cười cười các ngươi có thể thử một chút tự tìm chết thiếu sơn chủ cười lạnh một tiếng hắn bất quá một người gạt bỏ, chẳng lẽ còn năng lực địch ta nhóm một đám cường giả hay sao? Vâng. Một đám cường giả, lĩnh mệnh xuất thủ. Đúng vào lúc này, keng, Trong không khí, nhất đạo kiếm kêu âm thanh vang lên. Không thấy nam tử có làm động tác gì, vẹn vẹn là đứng chắp tay. Trong không khí, lại thoáng chốc kiếm ý ngập trời, thay đổi bất ngờ. Thiên vương sơn một đám cường giả, tay áo rung động, cầm trong tay vũ khí người, vũ khí vù vù không ngừng. Thật đáng sợ khí thế. Hắc độc thánh vương biến sắc, một đôi giàn mua thủ trưởng không tự chủ rung động rung động nam tử đúng là bản thân kiếm ý lực gáp một đám thánh vương cảnh cường giả khí thế a à, nam tử nghiền ngẫm cười cười các ngươi đã nghe nói qua ta mạc du danh tự nên cũng biết ta mạc du kiếm đơn giản không ra như xuất không máu tươi không thu các ngươi hiểu rõ ràng người thiên vương sơn cường giả thoáng chốc dừng lại mặt lộ vẻ kiêng kỵ vẻ không còn nửa phần động tác canh hai thấu chương hết chương một thông minh trở về thiếu sơn chủ hát độc thánh vương nói nhỏ một tiếng nhìn xem thiếu sơn chủ lắc đầu thiếu sơn chủ sắc mặt khó coi nhưng nhìn lên trời vương sơn một đám cường giả dừng lại cũng chỉ có thể gật gật đầu hảo rất tốt hảo một cái mặc du thiếu sơn chủ nói qua băng lanh ánh mắt nhìn hướng tiêu giật hai người hôm nay có mặc du bảo vệ các người, liền tạm thời tha các ngươi một mạng nhưng hai người các ngươi chính là ác tặc xú danh văn rồi ta thiên vương sơn tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Chúng ta đi. Dứt lời, thiếu sơn chủ cùng thiên vương sơn một đám cường giả quay người rời đi. Chậm. Mặc dù nghiền ngẫm cười cười. Như thế nào? Thiếu sơn chủ mắt lạnh lường nhất nhãn, còn muốn mạnh mẽ lưu lại chúng ta hay sao? Đâu có. Mặc dù cười nhạt một tiếng. Tuy, ta không biết hai ta vị sư đệ như thế nào đắc tội các ngươi thiên vương sơn. Nhưng, cho ta nghe rõ ràng, đừng có lại để cho ta biết có lần thứ hai truy sát. A, à buồn cười. Thiếu Sơn chủ cười lạnh một tiếng, ta thiên vương Sơn làm việc, còn cần trưng cầu ngươi Mạc Du cho phép hay sao? Còn là câu nói kia, các ngươi có thể thử một chút. Mạc Du thoáng chốc thu hồi nghiền ngẫm nụ cười, ngữ khí băng lãnh. Nếu ta không nói gì. Thiếu Sơn chủ hai mắt nhíu lại. Vậy ngươi nhóm liền chờ cả đời co đầu rút cổ thiên vương Sơn. Mạc Du cười lạnh một tiếng. Trừ thiên vương Sơn Sơn chủ láo ra hỏa kia có thể hộ các ngươi, ta xem những người khác ai có thể tránh được ta Mạc Du truy sát ngươi thiếu sơn chủ thoáng chốc mặt lộ vẻ sắc ý thiếu sơn chủ không thể hắc độc thánh vương biến sắc vội vàng ngăn lại thiếu sơn chủ chúng ta đi thiếu sơn chủ hít sâu một ngụm khí sắc mặt tức giận không cần phải nhiều lời nữa thiên vương sơn một đoàn người chỉ có thể không cam lòng rời đi nam tử cũng chính là mặc dù tản đi sắc mặt băng lãnh quay người hướng tiêu giật hai người đi tới sắc mặt lạnh nhạt mặc huynh thanh lân chắp chắp tay hả mặc dù mắt nhìn thanh lân nói, ngươi không phải là thanh lân tiểu tử kia. Như thế nào, một đoạn thời gian không thấy, sư huynh hai chữ ngươi cũng giảm bớt. Thanh lân biểu môi. Vị này chính là. Mặc dù nhìn về phía tiêu giật. a à, đây là tiêu giật sư đệ. Thanh lân hồi đáp, năm nay tân nhập môn đệ tử. Tiêu giật sư đệ. Mặc dù mắt nhìn tiêu giật, gật gật đầu, đúng vậy, là một vô cùng tốt kiếm phôi. Dứt lời, mặc dù nhìn xem hai người, nói, hai người các ngươi có thể cần ta hộ tống hồi học giáo như không cần ta phải đi ta còn có chuyện trong người làm phiền bất quá không cần thanh lân lắc đầu người sao mặc dù nhìn về phía tiêu giật không cần làm phiền tiêu giật cười nhạt một tiếng vậy được rồi mặc dù gật gật đầu cười nói tiêu giật sư đệ ta xem ngươi phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng bất phàm nghĩ đến là một nho nhã công tử không giống kia thanh lân về học giáo ít cùng thanh lân một chỗ đó là một người điên cũng là người chuyên gây họa bốn phía gây thai họa tổng không yên ổn ngươi là kiếm tu tu hữu một khỏa không tiêu không nóng nảy gặp không sợ hãi kiếm tâm tiêu giật nghe vậy mắt nhìn thanh lân thanh lân bĩu môi nhìn cái gì ta ngược lại cảm giác hắn đang nói ngươi mặc dù nghiêm sắc mặt thanh lân ngươi cũng thế học giáo ở trong mặc dù bất đồng chớ học phủ không có trong ngoài cửa chi phân không có có hay không đệ tử hoạch tâm chi phân nhưng nhưng lại có trưởng ấu có khác ngươi nhập môn càng lâu chính là sư huynh mang theo sư đệ bốn phía gặp rắc rối thân phạm hiểm cảnh là ngươi nên làm việc ta thanh lân chừng to mắt hảo ta còn có chuyện quan trọng như vậy từ biệt mặc dù khẽ cười nói hai người các ngươi mau trở về học giáo cáo tử thanh lân chắp chắp tay cáo tử tiêu giật cũng chắp chắp tay mặc dù quay người rời đi thanh lân bỗng nhiên kêu một tiếng mặc dù ngươi có cái gì chuyện quan trọng cần muốn giúp đỡ không không cần mặc dù lắc đầu bị một cái kẻ ngu truy sát gạt bỏ không quan trọng a à đúng sau khi trở về báo cho phó viện trưởng trong vòng một năm mặc dù tất hồi học giáo hảo thanh lân gật gật đầu mặc dù một cái lắp mình đã nhẹ lướt đi chỗ cũ thanh lân mặt lộ vẻ nghi hoặc lầm bẩm một cái kẻ ngu đúng vào lúc này phương xa phía chân trời nhất đạo hoàng sắc lưu quang thẳng truy đuổi mặc du mà đi mặc du tổng chạy trốn tính là gì bổn sự có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính đánh một trận thu kịch thanh âm ở phía chân trời nổ vang phía trước không có nửa câu trả lời tiêu giật cùng thanh lân hai người lắc đầu này mặc du sư huynh ngược lại là thú vị tiêu giật khẽ cười một tiếng ừ thanh lân gật gật đầu ta nhập môn không lâu sau cũng chưa từng thấy qua hắn mấy lần nhưng người này quả thật không tệ trước kia tại học giáo hắn cũng thường chỉ đạo học giáo nội đệ tử là một không sai sư huynh đáng tiếc thanh lân vừa nói lắc đầu thở dài Người này cực không đến điều, cực không có chừng mực. Sẽ rất ít tại học giáo ở trong dài lưu lại, thường thường khó được hồi học giáo một lần, một cái nháy mắt liền lại chạy. Hơn nữa mỗi lần rời đi, thường thường chạy vô ảnh vô tung, học giáo muốn tìm hắn cũng khó khăn. Người lớn như thế, một chút chừng mực cũng không có, thật sự là. Thanh lân lắc đầu. Không đến điều, không có chừng mực. Tiêu giật tiêu tiếu, ta ngược lại cảm thấy là nói chính ngươi. Thanh lân trợn mắt chừng một cái. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu giật trầm giọng nói, mau rời khỏi, tránh thiên vương sơn giết cái hồi mã thương. Hảo. Thanh lân gật gật đầu, một bà bắt qua tiêu giật. Vèo. Phía chân trời, một đạo thanh sắc lưu quang hăng hái bay khỏi. Bên kia, tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài. Thiên vương sơn một đoàn người, trọn vẹn rời đi mấy vạn dặm, mới toán dừng lại. Khốn nạn, khinh người quá đáng. Thiếu sơn chủ cắn răng nói. Ta nói rồi, tất yếu để cho kia hai cái tiểu tặc mất mạng rời đi vân hà địa vực. Thiếu sơn chủ vạn không được xung quanh mấy cái trưởng lao sắc mặt biến đổi vậy mặc du thực lực sợ cái gì thiếu sơn chủ lạnh lùng ngắt lời nói đừng nói kia mặc du cho dù mây đen học giáo thì như thế nào chỉ cần chúng tuyển phẩm linh mạch ta thiên vương sơn tất nhiên một khi quật khởi danh chấn trung vực đến lúc đó còn cần sợ tối vân học giáo thiếu sơn chủ vừa nói biên mặt lộ vẻ cười lạnh các ngươi này từng cái một vây ở thánh vương cảnh bao lâu linh thạch chính là quá sức tinh thuần thiên địa linh khí võ giả có thể không hạn hấp thu thậm chí có khám phá võ đạo bình chướng hiệu quả. Lấy trung phẩm linh mạch, không chỉ cha ta, ta, còn các ngươi nữa một đám thiên vương sơn võ giả, tất cả đều có thể thực lực bay vọn, nhất cử đột phá. Mà bây giờ, cơ hội này, bất quá là tại hai cái mao đầu tiểu tử trên người, các ngươi nguyện ý như vậy bùng tha. Mọi người nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ của nhiệt, tất nhiên là không muốn. Chỉ là, kia hai cái tiểu tặc hiện giờ tất nhiên đã rời đi, thêm với lại tốc độ cực nhanh. Chắc hẳn, hai người kia hiện tại đã rời đi vân hà địa vực không ai cản trở hắn hai người chúng ta như thế nào truy đổi thượng yên tâm thiếu sơn chủ cười lạnh nói nếu ngăn không được hai người bọn họ kia liền để cho chính bọn họ thông minh trở về thiếu sơn chủ nhe răng cười nói vài câu mọi người mặt lộ vẻ cuồng hỉ thiếu sơn chủ cao kiến canh ba bù hai canh một giờ càng xong thấu chương hết chương một nghìn một trăm linh sáu một đường chiến đấu lấy thanh lân tốc độ bất quá nửa ngày thời gian liền đã mang theo tiêu giật rời đi vân hà địa vực hai người bước vào mây đen địa vực phạm vi bất quá mây đen địa vực phạm vi xa xa so với một ít yếu kém địa vực lớn cố hai người muốn về mây đen học giáo tối thiểu còn muốn một ngày có thừa thời gian đã xa xa bay khỏi hơn nửa ngày thanh lân khẽ cười nói cái này thiên vương sơn đám người kia như thế nào đều đuổi không kịp còn nữa nơi này là mây đen địa vực phạm vi ta lượng bọn họ cũng không dám sang bậy tiêu giật gật gật đầu nhưng mà ngay tại thanh lân lời nói rơi xuống không lâu sau một đám võ giả đống nhiên bao vây tiêu giật hai người hả thanh lân nhúng mày là hắc kiếm môn nhân hắc kiếm môn tiêu giật tự nói một tiếng một cái nhị lưu thế lực gật bỏ miễn cưỡng có thể sánh ngang nhất lưu thế lực thanh lân khinh thường nói cũng là thiên vương sơn chó săn tiêu giật gật gật đầu xem ra lại là truyền tin á thanh khí thiên vương sơn đám kia võ giả không có khả năng đuổi đến thượng hai người nhưng truyền tin á thánh khí lại đầy đủ nhanh. Tuy hai người đã rời đi Vân Hà địa vực, nhưng mây đen địa vực nơi này đồng dạng có đại lượng Thiên Vương Sơn võ giả. Thiên Vương Sơn, môn đồ trải rộng mây đen địa vực, lời nói không hoa. Cũng ta, một đám thiên cực cảnh, ta không có hứng thú giết. Thanh Lân Khinh thường nói. Hiện giờ, hai người đã xa xa bay khỏi hơn nửa ngày, cũng không lo lắng kia Thiếu Sơn chủ cùng Hắc độc Thánh Vương đám người có thể tại trong thời gian ngắn truy đuổi. Hơn nữa, này Hắc kiếm môn võ giả đầu lĩnh bất quá là cái ban đầu ban đầu đột phá thánh cảnh võ giả còn lại càng là một đám phổ thiên thiên cực cảnh bọn này võ giả liền ngăn hai người nửa phần thời gian đều làm không được đánh giám cầm đầu thánh cảnh võ giả quát lạnh một tiếng tiêu giật tiểu tặc thanh lân ác tặc hai người các ngươi tội ác chống chết mỗi người có mã chu chi ta hát kiếm môn hôm nay tất yếu đem hai người các ngươi từ bỏ ngược lại là nói hay lắm nghe thanh lân cười lạnh một tiếng sợ là thiên vương sơn lại cho ra cái gì vô cùng tốt điều kiện a à. bằng không các ngươi nhóm người này tạm chủng dám tới tìm chúng ta phiền thoái là thì như thế nào cầm đầu võ giả cười lạnh một tiếng ta hắc kiếm môn tuy chỉ là nhị lưu thế lực nhưng mỗi cái đều là kiếm tu võ giả so với nhất lưu thế lực cũng không chút nào tranh lệch chỉ cần đem hai người các ngươi đầu người thu hồi thiên vương sơn thiên vương sơn đồng ý hội không tiếc tất cả mọi giá giúp bọn ta hắc kiếm môn đợi một thời gian ta hắc kiếm môn tất lại là một cái hắc độc sơn trang đứng hàng mây đen địa vực cực hạn thế lực vạn người kính ngưỡng hắc độc sơn trang thanh lân nghiền ngẫm cười cười các ngươi quên hắc độc sơn trang kết cục ta biết cầm đầu võ giả âm thanh lạnh lùng nói hai người các ngươi huyết tẩy hắc độc sơn trang có thể kia bất quá là hai người các ngươi âm hiểm xảo trá thừa dịp hắc độc thánh vương không tại sơn trang đánh lén hắc độc sơn trang a mây đen học giáo đệ tử mỗi cái thủ đoạn tàn nhẫn lại mỗi cái thủ đoạn quỷ dị ai không biết nếu thật đang đường đường chính chính đánh một trận, hai người mao đầu tiểu tử toán vật gì? Ông sòm, Tiêu giật đôi mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay dương lên. Vèo. 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 Hơn mười đạo kiếm khí hăng hái đánh xuống. Kiếm khí. Cầm đầu võ giả cười lạnh một tiếng, "Xuất thủ, để cho bọn họ nhìn xem ta hắc kiếm môn lợi hại." "Vâng." Một đám võ giả trong chớp mắt rút kiếm. Nhưng mà, bọn họ kiếm mới vừa vặn rút ra, hơn 10 đạo kiếm khí đã tinh chuẩn địa đánh tại bọn hắn trên thân kiếm. Keng! 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 Tất cả lợi kiếm, kể hết đứt gãy. Tiêu giật lắc đầu, ngay cả mình kiếm đều không bảo vệ được, các ngươi tính là gì kiếm tu? Kiếm tâm bất ổn, tư chất không tốt, lại vọng tu kiếm nói, chẳng ra gì. Các ngươi bất quá là vũ nhục kiếm đạo hai chữ. Tiêu giật nhất nhãn liền có thể nhìn ra, này cái gì hắc kiếm môn, môn hạ đệ tử, kiếm tâm bạc nhược, tư chất cũng cực kém. Không phải là tiêu giật xem thường những cái này tư chất cực kém võ giả, mà là kiếm đạo võ giả sở dĩ được vinh dự sở trường nhất chiến đấu võ giả, tất nhiên là có kia nguyên nhân. Kiếm nhất nói, sắc bén dị thường, đả thương người, cũng có thể đả thương mấy kiếm đạo, hoặc không chết không lui, một đi không trở lại, hoặc vượt mọi trông gai, thế như trẻ tre, nhưng cũng sẽ có lấy chìm xa gãy kích, cùng với phong mang quá, cho nên kiếm tu võ giả phải có một khỏa chắc chắn kiếm tâm, kiếm đạo võ giả cũng chi bằng tư chất hơn người. Bằng không, không đả thương người, đã tổn thương mấy. Những cái này hắc kiếm môn đệ tử, tư chất chưa đủ, kiếm tâm không kiên, thậm chí là khí tức bất ổn, không coi đoán sai, chỉ là dựa vào đan dược cưỡng ép để thăng tu vi. Từng cái kiếm đạo võ giả, đều tất có lấy chính mình cố chấp. Tại tiêu giật trong mắt, này hắc kiếm môn, không xứng với kiếm đạo hai chữ, thậm chí cũng không xứng dạy bảo đệ tử kiếm đạo, chỉ là dạy hư học sinh. Đi thôi. Tiêu giật lắc đầu, đối với thanh lân nói. Thanh Lân gật gật đầu, hai người ngự không bay khỏi. Muốn chạy. Cầm đầu võ giả, phẫn nộ quát một tiếng, cho ta giết bọn họ. Vâng. Một đám võ giả, trong chớp mắt ngự không lên, thoáng chốc kiếm khí phi dương. Tự tìm chết. Thanh Lân mặt lộ vẻ sắc ý. Tiêu giật cũng lắc đầu, không để ý đến. Vèo. Nhất đạo trôn vùi làn gió thổi qua. Phong tán, vô số cỗ thi thể, vô lực rất xuống. Hắc kiếm môn một đám võ giả, miêu sát. Hai người ngự không bay khỏi nhưng mà bất quá nửa canh giờ lại là một đám võ giả bao vây hai người tiêu giật tiểu tặc thanh lân đã tặc đừng hỏng chạy trốn một tiếng nghiêm nghị hét lớn vang vọng trên cao tiêu giật cùng thanh lân hai người thoáng chốc mặt đen những cái này lại là tiêu giật nhữ mày hỏi thanh lân âm thanh lạnh lùng nói tăng nguyên tông đệ tử nhị lưu thế lực cùng kia hắc kiếm môn không sai biệt lắm đồng dạng cũng là thiên vương sơn phụ thuộc thế lực cầm đầu võ giả quát lên một tiếng lớn tăng nguyên tông đệ tử nghe lệnh cho ta chu sát hai cái này ác tặc vâng một đám võ giả trong chớp mắt xuất thủ mười vài giây sau tiêu giật cùng thanh lân hai người lông tóc không tổn hao gì nhưng trên mặt đất nhiều lần địa thi thể hai người ngự không bay khỏi lại là sau nửa canh giờ tiêu giật tiểu tặc thanh lân ác tặc còn không mau mau đền tội nhận lấy cái chết một tiếng hét to ở trên không nổ vang không về không thanh lân sắc mặt khó coi tới cực điểm số canh giờ tiêu giật cùng thanh lân phi hành bước chân lần nữa ở trên không dừng lại xung quanh lại là một đám võ giả bao vây hai người tiêu giật tiểu tặc thanh lân ác tặc còn không mau mau nhận lấy cái chết thanh lân quát lên một tiếng lớn tiêu giật trợn mắt chừng một cái xung quanh võ giả thì sững sở thanh lân nhũ môi ta biết các ngươi lại nói một câu này cho nên không cần nghĩ giết chúng ta cứ việc ra tay mười vài giây sau lại là khắp nơi thi thể tiêu giật nhũ mày hôm nay vương sơn võ giả thế lực có quá nhiều lúc này mới ngắn ngủn số canh giờ bọn họ gặp tập kích mai phục bao vây liền không dưới hơn mười lần mỗi một lần đều là bất đồng thế lực từng cái thế lực cũng đều là là trời vương sơn kia mê người điều kiện mà đến phải thanh lân tức giận nói mây đen địa vực vốn là cái võ giả thế lực rất mạnh địa vực địa vực ở trong tông môn mọc lên san sát như rừng thế lực vô số mà trong chuyện này gần như hơn phân nửa đều là thiên vương sơn dưới trướng võ giả thế lực chúng ta đoạn đường này hồi học giáo tuy không sợ bọn họ nhưng là đủ phiền toái canh bốn bổ thấu chương hết Chương một nghìn một trăm linh bảy đi đến thiên vương sơn lại là hai canh giờ chết ở hai trong tay người thế lực đã không dưới mấy chục từ đầu đến cuối hai người cũng không nương tay nửa phần trung vực đã là như thế khắp nơi sát lục khắp nơi nguy cơ mấy cái này thế lực đã là trời vương sơn dưới trướng lại là trời vương sơn bán mạng vì kia mê người điều kiện tới giết hai người hai người tự cũng sẽ không lưu thủ mười phút đồng hồ hai người bất quá phi hành mấy vạn dặm đường lại là một đám võ giả bao vây hai người tiêu giật lắc đầu cự ly hồi học giáo tối thiểu còn có đại nửa ngày thời gian ta sợ chúng ta còn chưa trở lại học giáo đã tiêu diệt trong khu vực gần trăm thế lực kia có biện pháp nào thanh lân nhún nhún vai chìm chết vì ăn người vì tiền mà chết bọn họ không nên đụng vào, không nên lấy chúng ta cánh mạng, tự tìm đường chết ta. Tiêu giật lắc đầu, nói, ta không phải là ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy, sự tình có chút không đúng. Cái gì không đúng? Thanh lân hỏi. Tiêu giật vừa muốn trở lại, xung quanh võ giả đã quát lên một tiếng lớn. Tiêu giật tiểu tặc, thanh lân ác tặc. Đi, đừng nói nhảm. Thanh lân trợn mắt chừng một cái. Hừ. Cầm đầu võ giả hừ lạnh một tiếng, hảo lớn lối, hảo tùy tiện hai cái tiểu tặc nhanh chóng thúc thủ chịu trói bằng không tự gánh lấy hậu quả nhé thanh lân trêu tức cười cười có ý tứ đám người kia đổi đối với bạch bất quá ta còn là có hỏi các ngươi một câu các ngươi là muốn tới giết ta nhóm sao nếu như là chúng ta liền xuất thủ không cầm đầu võ giả quát lạnh một tiếng hai người các ngươi tội ác ngập trời hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng cũng không phải là ta giết ngươi là hai người các ngươi đi thiên vương sơn đền tội trả lại cho ngươi mặt Thanh lân trong mắt hiện lên xuất sắc ý. Chậm. Tiêu giật kéo lại thanh lân, ánh mắt nhìn thẳng kia cầm đầu võ giả. Nói rõ ràng. Hừ. Cầm đầu võ giả cười lạnh nói, tiêu giật tiểu tặc, thanh lân ác tặc, một đường làm ác, một đường sát phạt. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, đã chết tại hai người các ngươi chi thủ võ giả, nhiều không kể xiết. Hai người các ngươi cử chỉ, nhân thần cộng phẫn, thiên vương sơn chắc chắn thay trời hành đạo. Nhưng, hai người các ngươi chính là mây đen học giáo đệ tử mây đen học giáo lại dạy dỗ như thế ác độc như thế thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn như vậy tạp trùng cố mây đen học giáo khó từ kia tội trạng hiện thiên vương sơn không chỉ truy nã hai người các ngươi cũng truy nã mây đen học giáo tất cả bên ngoài đệ tử dứt lời cầm đầu võ giả vung tay lên ném ra từng đống đồ vật tiêu giật cùng thanh lân hai người thoáng chốc biến sắc là học giáo nhiệm vụ hồ sơ không sai kia cầm đầu võ giả ném ra đồ vật chính là một phần phần mây đen học giáo nhiệm vụ hồ sơ dâm dạp trăng trịt, gần 100 số lượng. Đáng chết, các ngươi bắt học giáo đệ tử khác. Thanh lân trong chớp mắt nổi giận. A cầm đầu võ giả cười lạnh nói, hai người các ngươi hành vi phạm tội ngập trời, cái khác mây đen học giáo đệ tử, cũng chỉ là đồng loại tạp trung Vân Hà địa vực, hai mười đệ tử có thừa, Vân Sơn địa vực, hai mười đệ tử có thừa, mây đen địa vực, hơn 10 đệ tử, cộng lại năm mươi sáu người, đã kể hết chịu trói Hạn hai người các ngươi bà canh giờ bên trong đến Thiên Vương Sơn đền tội, bằng không, bọn này tạp chủng đệ tử ngay tại chỗ phục giết không chút lưu tình dứt lời cầm đầu võ giả cùng với xung quanh võ giả trong chấp mắt bay khỏi muốn chạy thanh lân đôi mắt lạnh lẽo không cần truy đuổi tiêu giật lắc đầu một đám thiên cực cảnh bất quá là chút truyền lời lâu la bắt cũng vô dụng vân sơn địa vực vân hà địa vực tiêu giật tự nói một tiếng hai cái này địa vực đều là tiếp giáp mây đen địa vực bất quá luận võ người thế lực xa không bằng mây đen địa vực hai cái này địa vực cũng có học giáo đệ tử đang thi hành nhiệm vụ hoặc là rèn luyện tiêu giật hỏi vậy là đương nhiên thanh lân hồi đáp kia có đệ tử hội một mực ở một chỗ vực rèn luyện chúng ta học giáo nhiệm vụ cũng không giới hạn tại mây đen địa vực ở trong bất quá vân sơn địa vực cùng vân hà địa vực đều là yếu nhược địa vực nhiệm vụ cũng tương đối đơn giản không ít đến bên kia rèn luyện hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đệ tử đều yếu nhược tiêu giật gật gật đầu đáng chết thanh lân âm thanh lạnh lùng nói thiên vương sơn thật hèn hạ đuổi không kịp ta hai người không làm gì được ta hai người lại ngấp nghẽ ta hai trong tay người linh mạch lại đi này bị ổi thủ đoạn đều ta hồi học giáo bẩm báo muốn bọn họ đẹp mắt không kịp tiêu giật lắc đầu nơi này hồi học giáo còn có hơn nửa ngày cự ly mà đi thiên vương sơn nếu chúng ta tốc độ cao nhất chạy tới vừa vặn là ba canh giờ tiêu giật người điên thanh lân biến sắc ta không phải sợ chết đối với chúng ta đi Chẳng phải đang ứng Thiên Vương Sơn đám kia tạp trùng tâm tư. Vậy ngươi còn có những biện pháp khác? Tiêu giật sắc mặt khó coi đạo. Thiên Vương Sơn quyết tâm, ngươi nên rõ ràng. Vân Hà trong khu vực, không tiếc đối với ta hai người vạn dặm truy sát, thậm chí hứa xuất mê người điều kiện, thúc đẩy tất cả Vân Hà địa vực cường giả vòng vây chúng ta. Về đến Mây Đen địa vực, lại không tiếc để cho nhiều như vậy dưới chướng thế lực đi tìm cái chết. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường trung phẩm linh mạch hấp dẫn. Thanh Lân âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói là bọn họ vì trung phẩm linh mạch đã không tiếc hết thảy không sai tiêu giật gật gật đầu một mảnh trung phẩm linh mạch đủ để cho tất cả thiên vương sơn quật khởi thậm chí bồi dưỡng được một đống lớn cừng giả bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy nếu ta hai người ba canh giờ bên trong đến không thiên vương sơn bọn họ tuyệt sẽ không lưu thủ đi thôi tiêu giật đạm mạc địa nói một câu thấy một bước đi một bước cũng chỉ có thể như thế thanh lân khẽ cắn ngôi kỳ thật ta có năm chắc ngươi yên tâm tiêu giật trầm giọng nói nắm chắc thanh lân nhăn nhũ mày ừ tiêu giật gật gật đầu bất quá năm chắc không lớn tận lực a. trước kia tiêu giật tu vi khi còn yếu tự không dám gọi bản thiên vương sơn thậm chí không có chút nào nắm chắc đối phó một đám thánh vương cảnh nhưng bây giờ hắn lấy thiên cực cảnh đỉnh phong mà lại băng sơn biển lửa tái hiện băng sơn biển lửa vốn là giao phó hắn vượt qua thiên cực cảnh tiến nhập thánh cảnh thực lực trọng yếu nhất là băng sơn biển lửa có đầy đủ lực lượng có thể trèo chống hắn gần như tất cả thủ đoạn. Đây mới là hắn hiện nay nắm chắc. Ba canh giờ, hai người trực tiếp ngày nữa Vương Sơn. Thiên Vương Sơn, Sơn Môn Quảng Trường, 56 cùng thiết trụ, đứng lặng trong đó, dị thường bắt mắt. 56 đạo thân ảnh, bị chặt chẽ buộc chặt trong đó, chịu liệt nhật bạo chiếu. Đồng Diệp, Phương Vân, Phương Vũ. Tiêu giật hai mắt nhíu lại. Đồng Diệp, Phương Vân, Phương Vũ, nhiều tiêu giật nhận ra thiên tiêu, đều ở đây vị trí. Tiêu giật, Thanh Lân, hai người các ngươi chịu tới sao quảng trường thiếu sơn chủ cười lạnh một tiếng nhìn thẳng hai người kia lạnh lùng mà nhe răng cười biểu tình phảng phất đang nhìn hai cái chết người vèo 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 thiên vương trong núi vô số võ giả trong chớp mắt bao vây tiêu giật cùng thanh lân hai người canh năm bổ chương một nghìn một trăm linh tám bằng các ngươi cũng muốn phá năm mươi sáu cây thiết trụ năm mươi sáu mảnh phong tỏa nguyên lực nguyên khí xiềng xích năm mươi sáu đạo thân ảnh Tiêu giật nhìn ở trong mắt, sắc mặt khó coi mà băng lãnh. Nhìn cái gì vậy? Đồng diệp tiên phong trừng tiêu giật nhất nhãn. Sơn môn trên quảng trường, 56 người, khí tức yếu ớt, trên người bị thương, nhưng cũng không có sự sống mà lo lắng. Tiêu giật, còn có thanh lân, thiên vương sơn những cái này tập chủng là các ngươi rước lấy A. Đồng diệp đám người, lạnh tiêu lên. Tiêu giật gật gật đầu, vâng. Thanh lân cũng gật gật đầu, vâng, bất quá các ngươi hiện tại phản nàn cũng vô dụng. Thanh Lân còn chưa có nói xong. Đồng Diệp đống dưng ngắt lời nói, xin lỗi. Hả? Tiêu giật cùng Thanh Lân đồng thời nhíu mày. Đồng Diệp cười thảm một tiếng, nếu không phải chúng ta bị bắt, hai người các ngươi cũng sẽ không bị buộc ngày nữa Vương Sơn phạm hiểm. Đối với chúng ta cũng không cho học giáo mất mặt. Phương Vân Vương Vũ đắc ý cười nói. Bắt chúng ta, là Thiên Vương Sơn lão gia hỏa, chúng ta cũng nhận thức. Thiên Vương Sơn. Cái khác thiên tiêu, mắt lạnh nhìn về phía thiếu sơn chủ, như là tiểu gia nhóm hôm nay bất tử, về sau ngươi thiên vương sân trở. Chuyện của tôi VN. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Thiếu Sơn chủ cười lạnh một tiếng. Giữa không trung, tiêu giật mắt nhìn 56 người, lắc đầu cười cười. Những người này, đại bộ phận là năm nay tân nhập môn học giáo đệ tử. Bất quá bọn người kia kiệt ngạo không cố kỵ, tiêu giật sớm đã mấy kiến thức qua. Mặt khác, bọn người kia, mỗi cái thủ đoạn không tầm thường, chiến lược kinh người, nếu không phải thiên vương Sơn lão gia hỏa xuất thủ, phổ thông đệ tử tuyệt cầm không dưới bọn họ lúc này thanh lân đã khó nhịn tâm tiên phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng thiên vương sơn các ngươi thật lớn mật dám can đảm trắng trận lùng bắt ta mây đen học giáo đệ tử tiêu giật mắt nhìn thanh lân lắc đầu khuôn mặt thoáng chốc băng lánh mà nhìn về phía thiếu sơn chủ thiên vương sơn ta cùng với thanh lân đã ở ba canh giờ bên trong đến thiên vương có thể thả người ai ngờ thiếu sơn chủ trêu tức cười cười thả người các ngươi ngược lại là nghĩ khá lắm nói qua thiếu sơn chủ nhìn về phía thanh lân thanh lân ngươi không cần bắt ngươi mây đen học giáo áp ta. Hai người các ngươi đại nửa ngày thời gian, một đường huyết tẩy, tội ác chống chất. Ta Thiên Vương Sơn, bất quá là bắt các ngươi 56 người đệ tử. Đối với ngươi Thiên Vương Sơn dưới trướng thế lực, đã chết tại trong tay các ngươi, liền không dưới hơn 10 người. Việc này, cho dù truyền khắp mây đen địa vực, cũng là các ngươi mây đen học giáo đối lý. Còn có, Thiếu Sơn chủ nhìn hồi tiêu giật, tiêu giật, ta biết thân phận của ngươi, tu la điện phân điện chủ, phong sát điện tổng chấp sự nhưng đừng tưởng rằng hai cái này danh hiệu hôm nay có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi hai người các ngươi tàn sát hết ta thiên vương sơn dưới chướng mấy chục thế lực thù này không đội trời chung hai người các ngươi tại mây đen địa vực lại càng là mỗi người có mà chu chi cho dù ta giết ngươi thượng cổ bát điện cũng sẽ không nhiều nói cái gì tiếng nói hạ xuống thiếu sơn chủ băng lánh trên khuôn mặt che kín sắc ý đồng thời còn mang theo vẻ đắc ý xung quanh bao vây tiêu giật hai người thiên vương sơn cừng giả đã khí thế bạo phát bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xuất thủ. Giữa không trung, tiêu giật biến sắc, trung kế. Thanh lân cũng trong chớp mắt phản ứng kịp, tức giận nói, thiên vương sơn, các ngươi thật hèn hạ. Từ lúc bước vào mây đen địa vực, đồng thời một đường lúc chiến đấu, tiêu giật cũng cảm giác không đúng. Hắn rõ ràng thiên vương sơn ngấp nghé trung phẩm linh mạch, nghĩ bắt hai người bọn họ hội không tiếc hết thảy. Có thể những cái kia trên đường đi vây quét, mai phục bọn họ, bất quá đều là chút nhị lưu thế lực. Mặc dù thiên vương sơn nếu không tiếc hết thảy, nhưng những nay nhị lưu thế lực đến đây có thể có làm được cái gì bất quá là chịu chết ta khi đó tiêu giật sở dĩ cảm giác không đúng chính là cảm thấy thiên vương sơn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này hiện tại hắn hiểu được kia hơn mười người nhị lưu thế lực bởi vì thiên vương sơn ưng thuận mê người điều kiện mà dốc toàn bộ lực lượng lại không biết kia bất quá là chịu chết không sai những cái kia nhị lưu thế lực căn bản là chịu chết đương những ngày này vương sơn dưới trướng nhị lưu thế lực chết quá tiêu giật hai người cùng thiên vương sơn giữa sự tình đã tăng lên to lớn thủ tình trạng cũng là khi đó lên hai người trở thành tất cả mây đen địa vực chúng núi tiên tri hai người cùng thiên vương trong núi chính là ân đoán cá nhân như vậy mặc dù tiêu giật là tu la điện phân điện chủ phong sát điện tổng chấp sự mây đen địa vực lưỡng điện phân điện cũng không thể can thiệp việc này đơn giản mà nói thiên vương sơn bắt bộ này năm mươi sáu người xuất sư nổi danh mặc dù hôm nay thiên vương sơn giết tiêu giật hai người cũng là hợp tình lý bao gồm mây đen học giáo ở trong nếu là mây đen học giáo tiền bối can thiệp như vậy tại tất cả mây đen địa vực tất cả trong mắt vỏ giả đem đại biểu mây đen học giáo tiên phong nhìn trời vương sơn khai chiến mà cũng không phải là thiên vương sơn muốn tuyên chiến trọng yếu nhất là những cái này nhị lưu thế lực đối với thiên vương trong núi nói căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao chân chính có thể vào thiên vương sơn trong mắt phụ thuộc thế lực cũng liền một ít nhất lưu thế lực còn có như hắc độc sơn trang như vậy cực hạn thế lực a à sơn môn trên quảng trường thiếu sơn chủ nhìn xem hai người không ngừng biến ảo sắc mặt nghiền ngẫm cười cười hai cái đầu ngốc hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận sao ta nói rồi các ngươi phải thông minh trở về đương nhiên hôm nay ta cũng các ngươi phải thông minh chịu chết hôn đản ngươi thanh lân trong chớp mắt bạo khởi tiêu giật một bà ngăn lại hắn ánh mắt nhìn thẳng thiếu sơn chủ ta hai người hôm nay có hay không chịu chết tạm không phải biết nhưng trước thả người vẫn chưa rõ sao thiếu sơn chủ thất vọng địa lắc đầu hôm nay không chỉ hai người các ngươi phải chết kia năm mươi sáu cái tạp chủng cũng phải chết vì bắt bộ bọn họ ta thiên vương sơn thế nhưng là gần như dốc toàn bộ lực lượng đệ tử tử thương không ít ta cuối cùng muốn cấp phổ thông đệ tử một câu trả lời thỏa đáng xem ra là không cần phải nói hạ xuống tiêu giật lạnh lùng gật đầu sớm nên như thế thanh lân cười lạnh một tiếng lạnh lùng ánh mắt quét mắt xung quanh bao vây thiên vương sơn võ giả bọn này tạp chủng có thể ngăn không được chúng ta. Hôm nay, mặc dù ta thanh lân chết, cũng phải kéo các ngươi đệm lưng. Đồ đẩn. Tiêu giật truyền âm một tiếng, sau đó tìm cơ hội cứu người trước, sắp điên, lần sau lại điên. Xuất thủ, bắt lại cho ta bọn họ. Thiếu Sơn chủ quát lạnh một tiếng. Đại chiến, trong chớp mắt bạo phát. Lần này, ta không muốn còn có ngoài ý muốn. Thiếu Sơn chủ băng lanh nói, cũng trong chớp mắt xuất thủ. Bao vây tiêu giật hai người, tất cả đều là thiên vương Sơn trưởng lao chấp sự, còn có tất cả nhất lưu thế lực tông chủ, môn chủ. Hắc độc thánh vương, tất cả trưởng lão, trọn vẹn hơn 10 vị thánh vương cảnh hậu kỳ cường giả. Còn lại, thuần một sắc thánh vương cảnh. Hắn tự tin, hôm nay tiêu giật hai người, chắp cánh khó tránh khỏi. Ai ngờ, tiêu giật trong đôi mắt thoáng chốc hiện lên vẻ đắc ý cùng nghiền ngẫm, ngay tại lúc này. Tiêu giật quát lên một tiếng lớn, thiên huyễn kiếm trận, lên. Vèo, vèo, vèo. Ngàn đạo tinh quang, từ trên trời giáng xuống, tự thành kiếm trận xung quanh tất cả thiên vương sơn cường giả kể hết bị nhốt vèo một đạo thanh sắc lưu quang trong chớp mắt phá trận thẳng hướng năm mươi sáu cây thiết trụ mà đi chính là thanh lân ngươi đừng hỏng thiếu sơn chủ quát lạnh một tiếng chỉ là kiếm trận nghị vây khốn chúng ta a tiêu giật đứng chắp tay cũng không nửa phần động tác ta trận pháp bằng các ngươi cũng muốn phá canh một thấu chương hết chương một nghìn một trăm linh chín tinh nguyễn đại trận sau nửa canh giờ thiên vương sơn mấy vạn dặm xa một đạo thanh sắc lưu quang xen lẫn hơn mười đạo thân ảnh hăng hái ở phía chân trời phóng qua thanh sắc lưu quang đông nhiên dừng lại lộ ra một đạo thân ảnh chính là thanh lân thanh lân sau lưng thì là đồng diệp đều năm mươi sáu vị học giáo đệ tử hảo sẽ đưa đến nơi đây thanh lân cấp tốc đạo nơi này đã rời đi thiên vương sơn mấy vạn dặm bọn họ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp tiêu giật một người chống đỡ không bao lâu ta phải chạy trở về tiêu giật không có biện pháp thoát thân sao mọi người biến sắc đáng chết chúng ta cũng trở về về hồi 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 các ngươi cái đại đầu quỷ thanh lân quát lạnh nói thật vất vả đem các ngươi cứu ra trả lại chịu chết thế nhưng là phương vân phương vũ đám người sắc mặt tức giận nói chúng ta không phải là rất sợ chết người muốn chúng ta đi trước khác thế nhưng là đồng diệp đông nhiên ngắt lời nói toán nghe thanh lân a hiện tại không có thời gian tranh chấp hạ xuống bất quá đồng diệp nghiêm túc nhìn về phía thanh lân hai người các ngươi đến cùng còn có gì hậu thủ thiên vương sơn là hổ lang chi địa nguy hiểm vạn phần không biết thanh lân lắc đầu ta một mực cũng không có đem nắm có nắm chắc chỉ là tiêu giật bất quá ta vẫn là không yên lòng các ngươi mau trở về học giáo thông báo phó viện trưởng ta về trước đi chợ tiêu giật tiếng nói hạ xuống thanh lân trong chớp mắt hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang đường cũ đi vòng mèo chỗ cũ đồng diệp mọi người sắc mặt khó coi nói này tiêu giật rõ ràng chỉ là cùng chúng ta đồng dạng, là tân nhập môn đệ tử, như thế nào lợi hại như vậy. Đồng Diệp nói như vậy, còn là mặt lộ vẻ lo lắng, có thể ngàn vạn khác có chuyện gì, bằng không thì ta đồng Diệp cả đời bất an. Một bên, Phương Vân Cao Mày nói, chúng ta hồi học giáo thông báo phó viện trưởng, học giáo hội nhúng tay sao. Việc này, tại mây đen địa vực tất cả trong mắt, hẳn là tiêu giật hai người đối lý. Đầu tiên là huyết tẩy hắc độc Sơn Trang, lại tàn sát thiên vương Sơn dưới trướng hơn 10 người thế lực nếu là học giáo can thiệp, không khác trực tiếp hướng lên trời vương sơn tuyên chiến, học giáo nhiều năm danh dự, sợ là nếu không chúng ta hay là trở về a, phương vũ chăm chú nói, mọi người đang chỗ cũ trần chờ, khác tranh luận, đột nhiên nhất đạo quát nhẹ âm thanh vang lên, nói chuyện không phải là năm nay tân nhập môn đệ tử, mà là so với mọi người sớm một đám nhập học giáo một vị sư huynh, Về học giáo a, tin ta, học giáo sẽ không tùy ý đệ tử bên ngoài chịu khi dễ, còn nữa chúng ta lúc này tranh luận cũng là vô dụng, giúp đỡ không tiêu giật bọn họ cái gì. Mọi người gật gật đầu, tuy không xác định, nhưng cũng biết bọn họ lúc này tranh luận xác thực vô dụng, chỉ có thể ngự không bay khỏi. Đồng thời, mây đen địa vực tất cả đại thành bên trong, đồng nhiên đồng thời náo nhiệt lên. Mà này một phần náo nhiệt, chỉ là bởi vì hiện tại mới truyền lưu đến các nơi một phần phần lệnh truy nã, cùng với một ít sự tích. Mô đại thành, trên đường phố, một võ giả, cầm lấy trong tay một chồng lệnh truy nã, sắc mặt đại biến này này nhiều như vậy lệnh truy nã toàn bộ đều mây đen học giáo đệ tử bên cạnh một số võ giả tụ tập đi lên ta nghe nói số canh giờ trước những cái này học giáo đệ tử đã bị thiên vương sơn bắt giữ những cái này lệnh truy nã hiện tại mới truyền tới bên này a à. bất quá ấn ta nói này tiêu giật tiểu tặc còn có thanh lân ác tặc cũng là quá mức lại thủ đoạn như thế tàn nhẫn như thế huyết tinh tàn sát nhiều như vậy võ giả thiên vương sơn rơi trướng mấy chục thế lực bị diệt thiên vương sơn không nổi điên mới là lạ xung quanh võ giả đều nghị luận mây đen học giáo đệ tử vốn là hành sự trắng trợn tùy ý thực hiện làm gì được mây đen học giáo hộ của bọn hắn phần lớn võ giả cũng không thể tránh được lần này chắc hẳn có thể áp chế một áp chế mây đen học giáo nhuệ khí vậy hai cái đồ tể đệ tử cũng nên trừng phạt đúng tội để cho thiên vương sơn làm thì ta xung quanh võ giả gần như thuần một sắc địa phê phán lấy tiêu giật hai người trong lời nói thậm chí có một ít đắc ý cùng tiêu ý. Duy chỉ có, cách đó không xa một cái lao giả, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hoàng bét. Lao giả tóc muối tiêu, chứng minh niên kỷ của hắn tuyệt không tiểu. Một thân hùng hậu tu vi, cũng chứng minh hắn tuyệt không tầm thường võ giả. Hả? Đây không phải là Trần Lão tiền bối. Xung quanh võ giả, nhao nhao chú ý tới Lao giả. Trần Lao tiền bối. Vị tiên nội thành đệ nhất cường giả, thành danh nhiều năm lão thành chủ. Lao giả, lắc đầu, mây đen học giáo, đối với ngươi nhóm tưởng tượng đơn giản như vậy, các ngươi còn trẻ, mây đen học giáo, tuyệt sẽ không cho phép giáo nội đệ tử bên ngoài chịu nhục. chúng ta mây đen địa vực, muốn thời tiết thay đổi, lao giả sắc mặt thoáng chốc ngưng trọng vô cùng. tại phía xa trăm vạn giảm ra, thiên vương trong núi, sơn môn trên quảng trường, một cái tinh quang dạng dỡ đại trận, vô cùng bắt mắt. trong đại trận là một mặt cho tuấn lãng nổi bật bất phàm người trẻ tuổi. đại trận ở trong thì là từng cái một sắc mặt khó coi thiên vương sơn cường giả bao gồm hắc độc thánh vương thiếu sơn chủ đám người cũng khó trách bọn hắn hiện nay sắc mặt như thế khó coi bởi vì ngay tại nửa canh giờ trước cơ hồ là tiêu giật kiếm trận xuất hiện trong trước mắt bọn họ kể hết bị nốt bọn họ thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh lân thông dong địa tới gần kia năm mươi sáu cây thiết trụ thoải mái mà cứu kia năm mươi sáu cái học giáo đệ tử sau đó nên ngang rời đi tiêu giật không thể không nói ngươi quả thật lợi hại thiếu sơn chủ lạnh lùng trầm trầm lên trước mặt đứng chắp tay tiêu giật đâu có tiêu giật cười lạnh một tiếng hào rào hoạt tiểu tặc hát độc thánh vương phẫn giận dữ hét từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại tính kế chúng ta tính kế cũng vậy a à. tiêu giật nghiền ngẫm cười cười không sai tính kế từ lúc hắn cùng với thanh lân ngày nữa vương sơn trước hắn đã nghĩ kỹ đối sách bằng không tiểu này đến đây thiên vương sơn chịu chết cũng không phải là hắn phong cách hắn sớm biết thiên vương sơn sẽ không dễ dàng thả người càng đã làm tốt xấu nhất ý định hiện nay vây khốn mọi người tinh huyễn kiếm trận nhìn như chỉ là tình quang mà thành kỳ thực là một cái đại trận tinh huyễn kiếm trận có kiếm trận hai chữ thực lại chỉ là kiếm kỹ mà trận pháp về trận pháp có thể hiện nay đây là lấy tinh huyễn kiếm trận làm cơ sở mà bố trí xuống không trận lúc này tiêu giật trong lòng đang có một tản gia yêu ớt hào quang đồ vật chính là trận pháp trí bảo thiên cơ thánh bản trận pháp hắn sớm đã là cấn hạ xuống một cái ý niệm trong đầu là được xuất phát đồng thời trung tâm của trận pháp, một bà tản ra lệnh bạch sắc kiếm mang sắc bén chi kiếm, đang một mực đứng lặng. Hắn sớm biết Thiên Vương Sơn mọi người sẽ không lại cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, nhất định sẽ cường giả ra hết. Mà hắn đợi, chính là trong nháy mắt đó. Thiên Vương Sơn cường giả ra hết thời điểm, đại trận xuất hiện, cùng nhau vây khốn. Thanh Lân thoát trận, cứu người rời đi. Luận tính kế, luận giảo hoạt hèn hạ, sợ là ta không thể so với ngươi Thiên Vương Sơn. Tiêu giật cười lạnh một tiếng. Hắc độc Thánh Vương hai mắt nhíu lại, thánh giai kiếm kỹ làm cơ sở, trận pháp lực lượng mà thành, tiến hành trung phẩm thánh khí giai phẩm kiếm là trận tâm. Lớn như thế trận, quả thật có thể ngăn lại chúng ta. Nhưng ngươi sao? Tiêu giật tiểu tặc, kia 56 cái tạp chủng còn có thanh lân ác tặc chạy trốn, kia liền từ ngươi tới nợ máu trả bằng máu. Canh hai. Thấu chương hết. Chương 1110, tuyệt thế kiếm tu. Thực không có cách nào phá trận sao? Thiếu Sơn chủ đối với bên cạnh Hắc Độc Thánh Vương thì thầm một câu. Hắc độc thánh vương lắc đầu, này tinh huyễn kiếm trận, vốn là không tầm thường kiếm kỹ. Ta từng nghe nói qua, thời kỳ thượng cổ, có một trưởng khống tinh quang chi lực tuyệt thế cường giả. Liên là vì này tinh quang chi lực, hắn mới có thể tại thời kỳ thượng cổ hành hành trung vực. Nếu như ta không có đoán sai, này tiêu giật tiểu tặc, hẳn là có vị này tinh huyễn tiền bối truyền thừa. Mặt khác, tiểu tặc này trận pháp cũng rất mạnh. Rất mạnh kiếm kỹ, cộng thêm rất mạnh trận pháp, tiến hành trung phẩm thánh khí là trận tâm. Lấy chúng ta thủ đoạn, nếu muốn trong thời gian ngắn phá vỡ gần như không có khả năng thiếu sơn chủ khẽ cắn môi trọng yếu nhất là hắc độc thánh vương bữa bữa sắc mặt khó coi nói không biết vì cái gì lao phu trung quy cảm giác tiểu tặc này trên người có cái gì trọng bảo chính là này trọng bảo đại đại tăng phúc trận pháp uy lực để cho chúng ta càng khó phá trận trọng bảo thiếu sơn chủ đôi mắt sáng ngời đây chẳng phải là trận pháp trọng bảo biết là vật gì sao không biết hắc độc thánh vương lắc đầu ta cảm giác không được. Toán, chỉ cần giết tiểu tắc kia, hết thảy đều là chúng ta. Thiếu Sơn chủ giữ tận cười cười. Trung tâm của trận pháp, tiêu giật đứng chắp tay, không hề có động tác. Hắn biết thiên vương Sơn võ giả đang đàm luận như thế nào đối phó hắn, nhưng hắn không để ý đến. Hắn tay thuận nắm lạnh diễm kiếm, duy trì lấy trận pháp. Bên kia, thiếu Sơn chủ, hắc độc thánh vương, cùng với thiên vương Sơn tất cả trưởng lão, vẫn còn ở thương nghị lấy. Tuy kia thanh lân ác tặc chạy có chút đáng tiếc nhưng ta nhớ được thu đại sư nói qua kia trận pháp bình chướng bên trong trung phẩm linh mạch tuyệt không chỉ một mảnh cũng chính là này tiêu giật tiểu tặc trên người khẳng định có trung phẩm linh mạch giết hắn cướp đi trung phẩm linh mạch lần này ngược lại không lỗ không sai hát độc thánh vương cười lạnh nói hơn nữa trận pháp này tuy mạnh nhưng này tiêu giật tiểu tặc bất quá thiên cực đỉnh phong tu vi trèo trống không bao lâu đợi đến trận pháp phá vỡ chính là hắn chết kỳ thiên vương sơn mọi người giữ tợn cười một tiếng băng lanh ánh mắt đồng thời tụ tập tại tiêu giật trên người tiêu giật toàn thân thoáng chốc như lâm hầm băng nhưng không thèm quan tâm tiêu giật tiểu tặc ta khuyên ngươi còn là hiện tại thúc thủ chịu trói không thể nói trước ta sẽ lưu lại ngươi một mảnh toàn thây thiếu sơn chủ đắc ý nói đạo không cần phải nói sớm như vậy tiêu giật khuôn mặt lạnh lùng tối thiểu hiện nay các ngươi không làm gì được ta tiêu giật lúc này thân ở trận tâm trừ phi thiên vương sơn cường giả có thể phá vỡ trận pháp bằng không căn bản tổn thương không hắn vẫn còn ở mạnh miệng. Thiếu Sơn chủ cười lạnh nói, đối đãi ngươi nguyên lực hao hết, trận pháp phá vỡ, khi đó chính là ngươi chết kỳ. Tiêu giật nhún nhún vai, không nói. Hắn tự nhiên biết Thiên Vương Sơn mọi người ý định, muốn đợi trận pháp phá vỡ, sau đó giết hắn. Lấy Tiêu giật tính cách, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trận pháp phá vỡ trước, này đầy đủ thời gian, hắn đủ để nghĩ đến biện pháp thoát thân. Hắn thích độc lai độc vãng, liền là vì như thế, tài năng trắng trợn, trong nội tâm vô ưu không cố kỵ nhưng mà đúng vào lúc này phương xa phía chân trời một đạo thanh sắc lưu quang hăng hái mà quay về ngươi chưa đến hét lớn một tiếng đã truyền đến tiêu giật ngươi không sao chứ tiêu giật sắc mặt khoảnh khắc đại biến hôn đản thanh lân ngươi hồi tới làm cái gì đương nhiên là giúp ngươi Vèo! một đạo thanh sắc lưu quang trong chớp mắt vào trận chính là thanh lân thanh lân ý cười đầy mặt ừ ngươi còn chưa có chết là tốt rồi cái này thực chuẩn bị phải chết tiêu giật sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm như hắn lẻ loi một mình ngược lại cầm ta càng lớn thanh lân trở về hắn lại được nhiều một tầng băn khoăn ai ngờ thanh lân nhún nhún vai giống như tiêu giật động tác ta biết người đang suy nghĩ gì không phải là băn khoăn ta nha bất quá ta không quan tâm tuy ta không biết ngươi có cái gì hậu thủ lại có cái gì nắm chắc nhưng ta biết ngươi cũng chỉ là tại đụng một cái chưa hẳn thật sự có một trăm phần trăm nắm chắc như ngươi thất bại đâu này thanh lân mãnh liệt nhìn thẳng tiêu giật thay vì ta ngày sau hồi đến cho ngươi nhặt xác không bằng cùng ngươi sóng vai đánh một trận người tiêu giật khe cắn môi một giây sau thở dài toán. nếu như trở về kia liền chuẩn bị dẫn ta đi a à. ngươi muốn làm cái gì thanh lân nhũ mày hỏi chờ chút nữa liền biết tiêu giật tức giận nói nhớ kỹ chuẩn bị sẵn sàng chờ chút nữa lấy tốc độ nhanh nhất một chỗ thoát đi đi thanh lân gật gật đầu hai người thấp giọng trò chuyện với nhau tiêu giật cũng bố trí xuống bình chướng phong tỏa thanh âm thiên vương sơn một đám cường giả mặc dù nghe không được tiêu giật hai người đối thoại nhưng tự tin vô cùng thời gian dần dần đi qua lại là sau nửa canh giờ tiêu giật sắc mặt dần dần trở nên trắng xám trận pháp muốn phá tiêu giật trầm giọng nói phía trước thiếu sơn chủ đám người sắc mặt vui vẻ chuẩn bị tiểu tắc kia nguyên lực chống đỡ không nổi trận pháp này không ra hồi lâu nhi cứ không công mà phá mười vài giây sau và ảnh. một hồi rất nhỏ tiếng vang trận pháp trong chớp mắt phá tán. Ngay tại lúc này, xuất thủ bắt giữ hai cái này tiểu tặc. Thiếu Sơn chủ quát lên một tiếng lớn. Vâng. Thiên Vương Sơn một đám cường giả lĩnh mệnh, trong chớp mắt xuất thủ. Đồng thời, Tiêu giật cũng quát lên một tiếng lớn, ngay tại lúc này, Thanh Lân chuẩn bị cho tốt. Lời nói rơi xuống, Tiêu giật một bả nắm lên lạnh diễm kiếm, mũi kiếm tại trước mặt dương quá nhất đạo sinh đẹp kiếm hoa. Kiếm hoa rơi xuống, mũi kiếm trực chỉ Thiên Vương Sơn mọi người. Cầm kiếm, xuất kiếm, nước chảy mây trôi, sớm có chuẩn bị. Hàn băng, kiếm vũ. Tiêu giật quát lên một tiếng lớn. Đông tuyết đầy trời, trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Thiên vương sơn cường giả, đầu tiên là cả kinh, sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Con tưởng rằng tiểu tặc này lại có quỷ cái gì, bất quá chỉ như vậy. Những cái này bông tuyết, nhìn như lợi hại, vẫn còn tổn thương không chúng ta thánh vương cảnh. Thiên vương sơn cường giả, sững sờ một chút, sau đó lần nữa xuất thủ. Bất quá, một giây sau, bọn họ sắc mặt rồi đột nhiên đại biến suy 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 đông tuyết bay xuống vung rơi tại trên thân mọi người phát ra từng tiếng suy suy vang dội mọi người bờ vai lồng ngực khuôn mặt không khỏi tại đụng phải đông tuyết trong nháy mắt máu tươi chảy dòng kia một từng mảnh từng mảnh đông tuyết huyện như một thanh cầm sắc bén chi nhận trong tuyết kiếm vũ phiêu giật mỹ lệ rồi lại là trí mạng nhất mà sắc bén công kích làm sao có thể thật đáng sợ kiếm ý Hắc độc Thánh Vương tiên phong phản ứng kịp. Một đôi giàn mua con người, nhìn thẳng Tiêu giật. Lúc này Tiêu giật, trong tay lạnh diễm kiếm sớm đã biến mất, mà chuyển biến thành là một thanh thân kiếm băng lam, nhưng tản ra tử sắc quang mang lợi kiếm. Tử sắc vũ hồn. Hắc độc Thánh Vương sắc mặt đại biến. Không tốt, nguyên lai tiểu tặc này một mực ở giả heo ăn thịt hổ, đó là một tuyệt thế kiếm tu. A à, Tiêu giật lạnh lùng cười cười, chết đi, Hàn Băng kiếm vũ. Tiêu Dật một kiếm đánh xuống, đầy trời băng tuyết, trong chớp mắt bạo tẩu kia từng mảnh từng mảnh bông tuyết uy lực mấy chục lần tăng thiên vương sơn một đám cường giả khoảnh khắc bị gió tuyết thôn phệ tiêu giật khoe miệng liệt qua nhất đạo nhe răng cười rất lâu trước kia hắn đã từng lấy băng loan kiếm thi triển qua hàn băng phúc hải trảm một lần trong cơ thể tất cả băng sơn tiêu thất lần này hắn đồng dạng là lấy băng loan kiếm thi triển thì là hàn băng kiếm vũ hắn nội thị một phen trong cơ thể kia tòa băng sơn dĩ nhiên tiêu thất thiên cực đỉnh phong tầng thứ nguyên lực hơn nữa là trạng thái cố định nguyên lực thêm với là khổng lồ tiểu thế giới bên trong cả tòa băng sơn lực lượng trong chớp mắt tiêu hao hầu như không còn hết thảy chỉ vì một kiếm này uy lực tiêu giật đã thấy được kế tiếp nên chạy thanh lân đi tiêu giật sắc mặt trắng bệnh suy yếu địa nói một tiếng được rồi thanh lân sớm có chuẩn bị trong chớp mắt kéo qua tiêu giật ngự không bay khỏi canh ba thấu chương hết chương một nghìn một trăm mười một thiên vương Sơn chủ trong cơ thể cả tòa băng sơn trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn tiêu giật khoảnh khắc suy yếu vô cùng này đã không chỉ là nguyên lực tiêu hao trong tay băng loan kiếm dĩ nhiên tiêu thất thanh lân kéo lây suy yếu đến cực điểm hắn hăng hái bay lên ta nói tiêu giật ngươi này kiếm vũ hồn có đủ biến thái lần trước cưỡng ép chém ra trận pháp bình chướng lỗ hổng ta đã cảm thấy lợi hại không nghĩ tới bây giờ kinh khủng hơn băng loan kiếm uy lực lần trước tại vân hải hiểm địa phá vỡ trận pháp bình chướng thanh lân đã kiến thức qua lần này trong chớp mắt thôn phệ một đám thiên vương sơn cường giả trong đó không thiếu thánh vương cảnh cường giả càng làm cho người kinh hãi có tột đỉnh a tiêu giật thở gấp câu chửi thề suy yếu cười cười ta một kiếm này giá lớn cũng không nhỏ đừng nói nhảm nhanh chóng chạy yên tâm thanh lân hăng hái phi hành nói vậy quần thiên vương sơn tạp chủng có thể hay không tại ngươi kia phong tuyết kiếm vũ bên trong sống sót đều là vấn đề chớ nói chi là có thể truy đuổi coi trọng ta nhóm bất quá số cái hô hấp hai người đã bay ra thiên vương sơn phạm vi đang lúc hai người thả lỏng đột nhiên phía chân trời nhất đạo ông kêu nổ vang hai vị tiểu hữu đến ta thiên vương sơn hà tất đi vội vã với thanh âm giàn mua ở trên trời bạo vang rội sau đó lan tràn giống như đem chọn cái thiên không bùng nổ bùng nổ thiên không từng đạo liệt ngân rầm rạp, phảng phất thiên la địa võng khoảnh khắc phong tỏa hai người tất cả phạm vi không tốt hai người sắc mặt đại biến còn chưa phản ứng kịp một cấu ngập trời chi lực đã đem hai người cưỡng ép hấp nhiếp mà quay về Bành! hai người nặng nề mà rớt xuống về sơn môn trên quảng trường tại mặt đất đụng suất một tiếng bạo vang dội thật mạnh tiêu giật sắc mặt đại biến trong miệng đại khẩu tanh huyết phun ra thanh lân đồng dạng đại khẩu tanh huyết phun ra toàn thân là huyết kia thanh âm già nua, đúng là nhẹ nhõm liền đem hai người trọng thương tán giữa không trung thanh âm giả nua lần nữa vang lên nguyên bản tàn sát bửa bãi sơn môn quảng trường hàn băng kiếm vũ trong chớp mắt tiêu tán bên trong thiếu sân chủ hát độc thánh vương đám người mặt mũi tràn đầy chật vật toàn thân kiếm thương là lao sân chủ mọi người mặt lộ vẻ vui mừng nhao nhao nhìn về phía thiên vương phía sau núi phương vèo một đạo thân ảnh ngự không mà đến sau đó đồng bền rơi xuống người tới là một lao giả tham kiến lao sân chủ thiên vương sơn cường giả nhao nhao hành lễ ra ra Thiếu sơn chủ kinh hô một tiếng. Ừ lao giả gật gật đầu, mắt nhìn xung quanh sơn môn quảng trường khắp nơi đóng bừa buộn, không vui như mày. Lao phu bất quá bế quan một hồi, thiên vương sơn đúng là này bộ dáng. Lao sơn chủ bất giận. Mọi người biến sắc. Lao giả vây vây tay, không để ý đến mọi người, mà là đem ánh mắt phóng tới tiêu giật cùng thanh lân trên người. Không, nói đúng ra, chỉ là đặt ở tiêu giật trên người. Tiểu hữu thủ đoạn, thật đúng là để cho lão phu giật mình. Bất quá là thiên cực đỉnh phong tu vi, lại để ta thiên vương sơn một đám cường giả thua thiệt thậm chí không thể làm gì ngươi vừa rồi kêu hàn băng kiếm vũ nhìn như bông tuyết bồng bềnh kỳ thực mỗi một mảnh bông tuyết đều ẩn chứa ngươi ngập trời kiếm ý bông tuyết vô số lại có thể tinh chuẩn địa ẩn chứa từng đạo phong mang kiếm ý lợi hại đương thật lợi hại tuyệt thế kiếm tu bốn chữ sợ cũng không đủ lấy hình dung ngươi yêu nghiệt lao giả liên tiếp tán thưởng vài câu tiêu giật không nói gì bởi vì hắn biết vô dụng lão giả nhìn như tán thưởng nhìn như sắc mặt bình thản Kỳ thực, trong lời nói đã rào rạt sát ý. Mỗi tán thưởng một câu, trong giọng nói sát ý liền càng dày đặc cúc. Quả nhiên, lão già nhìn thẳng tiêu giật, cười lạnh một tiếng, như ngươi bực này tuyệt thế yêu nghiệt, còn là một thiên tài kiếm tu. Ta Thiên Vương Sơn là rước lấy nụ, như hôm nay chưa trừ diệt ngày sau hẳn là hậu họa không lường. Hủy ta Thiên Vương Sơn sơn môn quảng trường, làm tổn thương ta Thiên Vương Sơn một đám cường giả, huyết tẩy ta Thiên Vương Sơn dưới trướng rất nhiều thế lực. Tiểu hữu ngươi sợ là chết một trăm khắp cũng khó khăn bồi thường lao phu bất quá lao già bữa bữa cười lạnh một tiếng trên người của ngươi trọng bảo còn có những cái kia trúng phẩm linh mạch cũng không tệ đồ vật lao giả thanh lân quát lên một tiếng lớn nghĩ cầm chúng ta đồ vật có bản lĩnh cứ việc tiêu giật hai mắt nhíu lại sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị còn muốn chống cự lao giả khinh thường địa lắc đầu vèo lao giả thân ảnh trong trước mắt tiêu thất ở chỗ cũ khi hắn lần nữa xuất hiện đã đi tới tiêu giật hai người trước mặt ba ba hai cái giàn mua thủ trưởng nhìn như nhu nhược vô lực lại khô quát tâm trầm kinh khủng đến cực điểm nhẹ nhàng mà khắc ở tiêu giật hai người lồng ngực lại làm cho hai người như bị xét đánh Phúc phức hai người đồng thời phun ra một ngụm tanh huyết đương hai người phản ứng kịp lao già đã một lần nữa trở lại chỗ cũ hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt đây là võ đạo hoàng giả thực lực sao tiêu giật một tay chống đỡ địa một tay bụng lấy lồng ngực thanh lân cũng giống như thế hai người nếu không phải tay dựa chống đỡ địa sợ là hiện tại đã ngã xuống phải chết sao thanh lân trong miệng kẹp lấy máu tươi suy yếu nói hắn ánh mắt đã bắt đầu mê ly lao già nhẹ nhàng một trường đã trong chớp mắt để cho hai người không còn chiến lực thậm chí là lại không có lực phản kháng phía trước lao giả cười lạnh một tiếng bắt lại hai người này a à? vâng thiên vương sơn một đám cường giả giữ tợn cười một tiếng hát độc thánh vương thiếu sơn chủ đám người nhai răng cười lấy đi về hướng tiêu giật hai người tiêu giật khẽ cắn môi mạnh mẽ chống đỡ suy yếu nhanh hơn muốn ngất đi qua thân thể một bên thanh lân cắn chặt rằng tiêu giật còn là câu nói kia ta không sợ chết bất quá ta chết trước nghĩ kéo mấy cái đệm lưng đều ta tự bảo trong nháy mắt ngươi tìm cơ hội chạy không được tiêu giật khẽ quát một tiếng tin tưởng ta hôm nay chúng ta có mệnh rời đi tiêu giật tâm thần dĩ nhiên cùng băng loan kiếm liên hệ. Hắn hiện tại đã là trọng thương, sớm vọng dùng băng loan kiếm, hậu quả như thế nào hắn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết rõ, như không cần, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liều. Tiêu giật nhìn xem nghe răng cười lấy đi tới thiên vương sơn cường giả, dạ, quát lên một tiếng lớn. Vừa nên xuất thủ. Đồng nhiên, keng Một tiếng Ken kêu, vang vọng tất cả sơn môn quảng trường. Ken kêu nếu như kiếm kêu, nếu như như núi cao nổ vang. Một giây sau, anh, nhất đạo lực lượng kinh khủng, từ xa phương kích xạ mà đến. Một đạo thân ảnh, vững vàng rơi xuống sơn môn trên quảng trường. Một cây ngăm đen thiết đồng, trung điệp vừa gõ. Tất cả sơn môn quảng trường, khoảnh khắc mặt đất dạn nước, hóa thành bột mịn. Duy tiêu giật hai người ba tấc phạm vi, không hư hại chút nào. Nhẹ răng cười lấy đi về hướng hai người thiên vương sơn cường giả, sắc mặt đại biến, kể hết bị đánh bay trăm mét. Ai? Thanh lân vùng vây mê ly hai con người, nhìn về phía thân ảnh tiêu giật đồng dạng hơi hơi hoạt động đầu nhìn về phía thân ảnh huy chấp sự tiêu giật sắc mặt vui vẻ tâm thần thoáng chốc buông lỏng tâm thần lỏng trọng thương thân hình lại cũng không cách nào trèo trống trong chớp mắt ngất đi ba ba hai người thân hình vô lực ngã rơi trên mặt đất nhưng hai người ngất trước trên khuôn mặt khoe miệng liệt qua nhất đạo yên tâm nụ cười khốn nạn ngươi là người phương nào thiên vương sơn một đám cường giả nhìn xem bị đập nát sơn môn quảng trường phẫn nộ mắt thấy người tới Ha ha. Huy chấp sự lạnh lùng cười cười, bắt ta mây đen học giáo 56 vị đệ tử, hiện giờ vừa muốn giết ta học giáo hai vị đệ tử, còn hỏi ta là ai? Mây đen học giáo võ đạo lao sư. Thiên vương Sơn cường giả đôi mắt lạnh lẽo. Canh một. Thấu chương hết. Chương 1112, kiên kỵ bỏ qua. Hử, lẻ loi một mình đến đây. Là đi tìm cái chết sao. Thiên vương Sơn cường giả, cười lạnh một tiếng. Duy chỉ có lao giả kia, thiên vương Sơn sơn chủ, hai mắt nhíu lại, là ngươi. Kiên kỵ bỏ qua. Hả? Huy chấp sự khẽ di một tiếng, vẫn còn có người nhận ra ta. Lão giả cười lạnh một tiếng, vậy chút tuổi trẻ tiểu gia hỏa không nhận biết ngươi cũng liền a. Lão phu sống như vậy tuế nguyệt, như chả nhận không ra ngươi kiên kỵ bỏ qua, chẳng lẽ không phải chê cười. Kiên kỵ bỏ qua. Xung quanh thiên vương sơn cường giả biến sắc, chẳng lẽ là... Là hắn. Lão giả cắt đứt một tiếng, khẳng định nói. Thật sự là hắn xung quanh cường giả trừng to mắt cái kia đã từng trung vực sát thần đã từng thiên minh phủ tổng giáo đạo không phải nói người này mấy chục năm trước đã chết sao không hát độc thánh vương trầm giọng nói ta ngược lại nghe nói người này mấy chục năm trước bỗng nhiên mai danh nhận tích truy cập http a thiên vương sơn chủ dương mắt lạnh lẽo hủy chấp sự đường đường kiêng kỵ bỏ qua mai danh nhận tích mấy chục năm không muốn đúng là đến mây đen học giáo đường chó ha ha huy chấp sự nhún nhún vai hiện nay ta bất quá là học trong giáo một cái phổ thông chấp sự gạt bỏ, có rảnh liền chỉ đạo chỉ đạo đệ tử. Thiên Vương Sơn chủ tiêu tiếu, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, nơi này, là ta Thiên Vương Sơn, còn chưa tới phiên ngươi làm cản. Tiếng nói hạ xuống, vèo, vèo, vèo. Thiên Vương phía sau núi, từng đạo khí tức kinh người thân ảnh, hăng hái mà ra. Bất quá một lát, mấy chục cường giả, đã bao vây xung quanh. Huy chấp sự nắm chặt tay bên trong thiết đồng, lắc đầu. Mấy ngày sau, mây đen học giáo đệ tử khu nghỉ ngơi vực bên trong ách tiêu giật mở mắt thoáng chốc toàn thân đau nhức kịch liệt do xét nhãn xung quanh chính mình đang nằm tại trên giường nơi này là đệ tử nghỉ ngơi gian phòng tỉnh nhất đạo quen thuộc thanh âm giản mua vang lên tiêu giật liếc mắt nhìn một bên phó viện trưởng đang đảo cổ thuốc dì dán phó viện trưởng tiêu giật vùng vẫy ngồi xuống không cần ngồi xuống tiếp tục nghỉ ngơi đi phó viện trưởng khẽ cười nói tiêu giật gật gật đầu nói, ta đã không còn đáng ngại, không cần nghỉ ngơi. Hả? Thế nhưng là hủy chấp sự cứu ta hai người. Thanh lân đâu này? Phó viện trưởng lắc đầu, tiểu tử ngươi, lúc này mới vừa tỉnh liền hỏi han. Đúng là hủy chấp sự cứu các ngươi. Ngược lại là hai người các ngươi tiểu tử, thân thể này tố chất không sai. Chịu võ đạo hoàng giả toàn lực một trường, không chỉ bất tử, lúc này mới không có vài ngày liền thức tỉnh. Thanh lân tiểu tử kia, tại một canh giờ trước liền tỉnh, sớm chạy. Vậy hảo tiêu giật gật gật đầu hảo phó viện trưởng nghiêm sắc mặt thiên vương sơn kia đều long đàm hổ huệt cũng là các người dám đi sông không có biện pháp tiêu giật cười khổ một tiếng chúng ta không đi đồng diệp bọn họ chết chắc đúng thiên vương sơn như thế nào những cái kia lệnh truy nã sợ là ngày sau thiên vương sơn vẫn sẽ chấp hành lệnh truy nã phó viện trưởng nghiền ngẫm cười cười mây đen địa vực không có thiên vương sơn cái gì tiêu giật sắc mặt cả kinh lúc này Phó viện trưởng dừng lại trong tay treo gẹo yên tâm một trương thuốc dán. Tiểu tử, này trương thuốc dán, Nên có thể triệt để để cho thương thế của ngươi thế khỏi hẳn Ngươi đã tỉnh Ta liền cũng không cần lý Dứt lời, phó viện trưởng quay người rời đi Tiêu giật lỏng loẹt gân cốt Từ trên giường ngồi dậy Mắt nhìn thuốc kia rán Sắc mặt lần nữa đã, thánh phẩm thuốc rán Hô, tiêu giật thở nhẹ hít một hơi Lắc đầu, rời phòng Truy đổi thượng phó viện trưởng Như thế nào phó viện trưởng nghi ngờ nhìn xem đuổi theo tiêu giật tiêu giật tiêu tiếu nói ta thương thế đã mất ngại không cần nghỉ ngơi ta tìm phó viện trưởng là muốn cầm lúc trước nhiệm vụ trao đón thêm chút nhiệm vụ rời đi rời đi phó viện trưởng nhăn cao mày ngươi yên tĩnh vài ngày không được sao tiêu giật lắc đầu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi a à. phó viện trưởng gật gật đầu đông nhiên cười cười nói lần này tiểu tử ngươi nhận nhiệm vụ như thế sảng khoái chắc hẳn là thanh lân tiểu tử kia với ngươi nói qua chúng ta học giáo sự tình a hả tiêu giật xương sở nói là học giáo những nhiệm vụ này sao phó viện trưởng gật gật đầu vốn ta càng hy vọng chính ngươi chậm rãi từ những nhiệm vụ này bên trong ma luyện chậm rãi chính mình tới học giáo bất quá làm như ta nhận được tin tức ngươi cùng thanh lân cùng một chỗ còn bị thiên vương sơn truy sát thời điểm ta liền biết không cần thanh lân là một miệng rộng khẳng định cái gì cũng sẽ muốn nói với ngươi thanh lân là một miệng rộng tiêu giật xứng sở. Hảo. Phó viện trưởng tức giận địa lấy làm nhiệm vụ hồ sơ, nói, chính ngươi chậm rãi chọn lựa nhiệm vụ A. A à đúng, ngươi cùng thanh lân những ngày này hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng cùng nhiệm vụ, đã toàn bộ bị mất. Toàn bộ bị mất. Tiêu giật mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phó viện trưởng trừng tiêu giật nhất nhãn, ngươi cho rằng học dạy dỗ động nhiều như vậy chấp sự cùng cường giả đi cứu hai người các ngươi, không cần hao phí tinh lực. Ngươi cho rằng học trong giáo võ đạo lao sư đều rất rảnh rỗi các ngươi những nhiệm vụ này ban thưởng toàn bộ về lần này xuất thủ học viện lao sư tiêu giật gật gật đầu nguyên lai like như thế hảo ba những nhiệm vụ kia ban thưởng là chuyện nhỏ a học viện tiền bồi xuất thủ cứu bọn họ cho chút hiếu kính ngược lại cũng không quá đáng hảo chính mình chậm rãi khiêu nhiệm vụ khiêu xong cầm nhiệm vụ hồ sơ trả cho cái khác chấp sự là được phó viện trưởng dứt lời quay người rời đi